Đỉnh phong thiên hạ, Lục Lâm Thiên. Tập 56. Cùng lúc đó, một tiếng sấm nổ mạnh vang lên, đồng thời Lục Lâm Thiên nhìn thấy một đạo quang mang cùng với sát khí ngập trời khuếch tán tới trước mặt hắn. Bên ngoài, trong nháy mắt Lục Lâm Thiên phục hồi tinh thần lại, sát khí ngập trời quanh thân đại hồn anh đang tự động thủ hộ tiểu hồn anh, tất cả ảo cảnh chỉ trong chốc lát lập tức biến mất. Ồ! Mộ Dung Lan Lan kêu lên một tiếng kinh ngạc. Lục Lâm Thiên trong nháy mắt thanh tỉnh khiến cho nàng cực kỳ ngoài ý muốn. Lâm Thiên đệ đệ, lực phòng ngự của đệ rất mạnh, tốc độ cũng nhanh, thế nhưng dù sao thực lực vẫn còn chưa đủ. Lúc này bằng vào mắt thường có thể thấy được hai đạo thân ảnh của Mộ Dung Lan Lan trong nháy mắt từ hai hợp thành một, từng đạo thủ ấn phức tạp được đánh ra. Toàn bộ không gian trước người nàng trực tiếp vặn vẹo, một cỗ lực lượng vô hình nhất thời bao phủ không gian quanh thân Lục Lâm Thiên, không gian vặn vẹo không ngừng. Đem Lục Lâm Thiên vây khốn vào bên trong. Không gian áp chế thật mạnh mẽ. Trong lòng Lục Lâm Thiên kinh hãi, trong chớp mắt này Lục Lâm Thiên lập tức nhìn ra thực lực của Mộ Dung Lan Lan không ngờ đã tới Linh Vương cửu trọng. So với Không Linh Vương đánh lén hắn ở thành Cự Giang còn mạnh hơn nhiều. Dưới loại không gian áp chế này chân khí trong cơ thể hắn đều bị áp chế, bắt đầu có chút đình trệ. Linh Vương cửu trọng tuyệt đối là cường giả, khoảng cách tới Linh Tôn cũng chỉ còn một bước xa. Chân khí trong người Lục Lâm Thiên bạo phát, huyễn ảnh thanh vũ được thôi động tới cực hạn, thế nhưng tốc độ càng ngày càng chậm, căn bản không thể thoát khỏi không gian đang vặn vẹo kia. Trong lòng Lục Lâm Thiên ngưng trọng tới cực điểm, Mộ Dung Lan Lan này biết hắn có lực phòng ngự mạnh mẽ, tốc độ nhanh, cho nên không định ngạnh kháng với hắn mà chỉ đem hắn vây khốn, không để cho mình phát huy ra tốc độ và lực phòng ngự mạnh mẽ. Ngay cả công kích linh hồn cũng không cho hắn cơ hội. Cho nên tất cả thứ hắn dựa vào dường như đều nằm trong tầm khống chế của đối phương. Không hổ là Mị Linh Vương Mộ Dung Lan Lan. Dưới lực lượng không gian bao phủ, Lục Lâm Thiên có thể cảm giác được mình càng lúc càng vô lực. Ưu thế của hắn căn bản không thể phát huy, xem ra trước đây hắn còn tự cho rằng tốc độ và lực phòng ngự của mình bất phàm, lại thêm không sợ hãi linh hồn công kích ở trước mặt Mị Linh Vương này căn bản không có chỗ dùng. Thuộc tính không gian. Một tiếng quát nhẹ vang lên. Lục Lâm Thiên kết thủ ấn, không gian quanh thân lập tức có một vòng quang cháo mấy chục thước bao phủ. Vòng quang cháo này nhanh chóng đem áp lực chung quanh Lục Lâm Thiên giảm đi, không gian chung quanh lần nữa lại nằm trong sự khống chế của hắn. Thuộc tính không gian. Trong mắt Mộ Dung Lan Lan lần nữa hiện lên vẻ kinh ngạc. Trong tay tiếp tục đánh ra thủ ấn, trong lúc vô hình không gian chung quanh Lục Lâm Thiên vặn vẹo, không gian ba động cực lớn, trực tiếp ập xuống. Vòng quang cháo quanh người Lục Lâm Thiên càng ngày càng bị ép lại càng nhỏ. Phanh phanh. Phía xa, từng thanh âm bạo liệt lớn vang lên không dứt bên tai. Tiểu Long và Dương Quá liên thủ công kích Hỏa Đao Vương. Lực phòng ngự mạnh mẽ của Tiểu Long khiến cho trong lòng Hỏa Đao Vương khiếp sợ. Còn Dương Quá tuy rằng thực lực trong đám thanh niên đồng lứa đủ để đứng đầu, nhưng mà trước mặt Hỏa Đao Vương hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Trên khóe miệng Dương Quá lúc này đã có vết máu. Nếu không phải Hỏa Đao Vương không dám hạ sát thủ, sợ rằng hậu quả của Dương Quá sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Quỳ Long như hoa chống lại Tuyệt Linh Vương cũng rơi vào hạ phong, trên bản thể to lớn có thêm không ít vết thương. Còn cao trường cung kia dưới công kích của Lục Tâm Đồng đã rơi vào thế hạ phong từ đầu. Thiên độc hồn quyết. Khói độc vừa đẩy lui cao trường cung, Lục Tâm Đồng khẽ quát một tiếng. Một đạo quang mang như ngọc như ẩn như hiện trong khói độc ngập trời. Năng lượng đáng sợ từ bên trong không ngừng tạo ra những cái khe màu đen trong không gian. Ngao! Ô! Trong chốc lát trên không trung, từng đạo thanh âm chấn động nhân tâm từ trong hắc vụ vang lên. Giống như là thú giống, toàn bộ không gian liên tục vặn vẹo. Phía trong có năm đạo thú ảnh, Ngô Công, Giết Chu, Nhiệt, Hà Tử, Bò Cạp, Cự Mãng, Thiềm Thử Cóc. Năm đạo thú ảnh hội tụ lại cùng nhau, trực tiếp tạo thành một đạo thú ảnh dữ tợn. Năng lượng uy áp mạnh mẽ từ bên trong tràn ra, thân thể khổng lồ che giấu tia enzymei đen giống như là một con rồng khiến cho không gian kịch liệt chấn động. Linh hồn uy áp từ đó tràn ra khiến cho trong đầu người ta không khỏi đau đớn. Sắc mặt cao trường cung đại biến, cỗ uy áp mạnh mẽ này khiến cho tim hắn đập nhanh hơn vài phần. Tay áo vung lên, một cỗ linh lực bàng bạc hội tụ, trực tiếp chống lại cỗ uy áp này. Ô! Một tiếng thú minh từ trong miệng thú ảnh vang lên. Trong nháy mắt thú ảnh màu đen hung hăng va chạm với công kích của cao trường cung. Ầm ầm, hai cỗ lực lượng ầm ầm va chạm vào nhau, thanh âm kinh thiên động địa vang vọng trong thiên địa,
tiếp theo, thân thể cao trường cung trực tiếp bị đánh bay. Cẩn thận! Tuyệt Linh Vương đã sớm cảm nhận thấy cao trường cung rơi vào thế bất lợi cho nên sau khi đẩy lùi Quỳ Long Như Hoa lập tức lao thẳng về phía Lục Tâm Đồng. Nhìn Tuyệt Linh Vương thất trọng đánh tới Lục Tâm Đồng cắn răng đánh ra thủ ấn. Đột nhiên khí thức quanh người nhanh chóng kéo lên, từ Linh Vương tam trọng dùng tốc độ kinh người trong nháy mắt kéo lên tới Linh Vương tứ trọng đỉnh phong. Dĩ độc hóa công. Một tiếng quát lạnh lùng vang lên từ trong miệng Lục Tâm Đồng, quanh thân trong nháy mắt bị hắc mang kinh khủng bao phủ. Mái tóc sau đầu lúc này cũng bị một cỗ kình khí vô hình thổi về phía sau. Mỗi một sợi tóc đều có hắc mang quanh quẩn mang theo lực lượng xuyên thủng không gian. Y phục bay phấp phới, quanh thân có một cỗ khói độc ngập trời quanh quẩn giống như một ác ma đang lăng không mà đứng khiến cho người khác nhìn vào lập tức cảm thấy da đầu tê dại, linh hồn run rẩy. Trong khoảnh khắc ánh mắt Lục Tâm Đồng lạnh lẽo, thủ ấn biến hóa, một đạo quang trụ bằng linh lực mang theo kịch độc nhanh chóng đánh về phía Tuyệt Linh Vương. Tuyệt Linh Vương cảm nhận được kịch độc trong quang trụ, tuy rằng hắn là Linh Vương thất trọng thế nhưng muốn đỡ cũng không dễ chịu chút nào. Thân hình nhanh chóng lùi lại rồi né khỏi đạo quang trụ ẩn chứa kịch độc này. Độc tính bên trong quá mức cường hãn, cho dù bản thân hắn bị dính vào cũng vô cùng phiền phức cho nên hắn không dám đơn giản đi trêu vào tiểu độc ma này. Phanh phanh! Trong không gian chung quanh Lục Lâm Thiên lúc này quang cháo quanh người hắn càng ngày càng nhỏ dưới sự áp chế của không gian lực. Thanh âm trầm muộn vang lên không dứt bên tai. Mộ Dung Lan Lan lăng không mà đứng, cung trang màu hồng bay phất phấp, bộ ngực sữa hơi lộ ra, ngay cả ánh mắt lúc này cũng vô cùng quyến rũ. Không xong, lần này phiền phức lớn rồi. Trong lòng Lục Lâm Thiên lần đầu tiên xuất hiện cảm giác tuyệt vọng, thực lực của Mộ Dung Lan Lan này quá mạnh mẽ. Lẽ nào phải thi triển thủ đoạn cuối cùng sao? Trong lòng Lục Lâm Thiên không ngừng cân nhắc. Nếu muốn chống lại cường giả nổi danh cùng hai vị nhạc phụ Vân Khiếu Thiên, Lữ Chính Cường như Mộ Dung Lan Lan này hắn chỉ có thể xuất toàn lực. Thi triển ra Tử Lôi Huyền Đỉnh thì may ra mới có cơ hội. Thế nhưng đây cũng là con bài cuối cùng của hắn, một khi bại lộ, hậu quả khó mà tưởng tượng được. Lâm Thiên đệ đệ, đệ trốn không thoát đâu, theo ta đi Thiên Vân Đảo một chuyến đi. Mộ Dung Lan Lan mỉm cười, cảm thấy Lục Lâm Thiên đã là nỏ mạnh hết đà. Không thể phản kháng cho nên lập tức nói. Thế nhưng trong lòng nàng lúc này cũng phải âm thầm sợ hãi than, thực lực của Lục Lâm Thiên này quả thực không phải là thứ mà đệ tử Đạm Đài Tuyết Phi của nàng có thể chống lại. Nếu như thực lực Lục Thiếu Du mạnh hơn một chút, nàng muốn vây khốn hắn quả thực sẽ vô cùng khó khăn. Ồ! Ngay khi Mộ Dung Lan Lan nói xong sắc mặt lập tức biến đổi, một cỗ năng lượng ba động kinh khủng khiến cho tim nàng đập nhanh hơn đột nhiên từ không gian cách đó không xa truyền ra. Cảm nhận loại năng lượng ba động cường hãn này, trong mắt Mộ Dung Lan Lan hiện lên vẻ kinh ngạc, lập tức ngẩng đầu nhìn lên không trung. Lúc này trong không trung đột nhiên có một đầu yêu thú phi hành khổng lồ đang bay tới, chỉ một cái lắc mình lập tức hiện lên trong mắt mọi người. Trên lưng đầu yêu thú phi hành này có năm đạo thân ảnh, mà cỗ năng lượng ba động kinh khủng kia là đến từ trên người yêu thú phi hành này. Khặc khặc, quả nhiên vô cùng náo nhiệt, không nghĩ tới Thiên Vân Đảo cũng tới. Thế nhưng ngày hôm nay Lục Lâm Thiên là của chúng ta, người Thiên Vân Đảo mau rời đi. Lúc này trên lưng yêu thú phi hành truyền đến ba động rất nhỏ. Gợn sóng trong không gian lắc lư, đồng thời năm đạo thân ảnh trên lưng yêu thú xuất hiện trong không gian gần Mộ Dung Lan Lan và Lục Lâm Thiên. Trong năm đạo thân ảnh này, phía trước có một thân ảnh xinh đẹp. Trên dung nhan tuyệt mỹ mang theo vẻ lạnh lùng cùng với một cỗ sát khí. Chỉ là không thể không nói nữ tử này xinh như thiên tiên. Bên người thân ảnh xinh đẹp này còn có một lão giả và một lão bà, tuổi tác chừng lục tuần. Lão giả kia luôn luôn mỉm cười, giống như là vừa gặp phải chuyện vui, lão bà kia thì vẻ mặt âm trầm, mang theo vẻ tức giận, dường như có người vừa mới ghét cha của nàng. Mà khí tứ quanh thân hai người này tuy rằng đều được thu liếm, thế nhưng vô hình chung cũng khiến cho người liếc mắt nhìn hai người cảm nhận được áp lực cực kỳ lớn. Sau lưng hai người là một người mặc hắc bào, một người mặc áo xám. Ngay cả đầu cũng bị áo choàng màu xám bao phủ, chỉ có đôi mắt giống như soi hiện lên, trong mắt bắn ra hàn mang yếu ớt thế nhưng lại cực kỳ sắc bén. Lăng Thanh Tuyền, Không Linh Vương, Hắc Quỷ Thiên Vương. Năm người này xuất hiện ánh mắt Lục Lâm Thiên lập tức biến đổi, năm người vừa mới xuất hiện này có ba người Lục Lâm Thiên biết vô cùng rõ. Mà ánh mắt của Lục Thiếu Du cuối cùng xuyên qua không gian vặn vẹo nhìn vào trên người lão giả và lão bà kia. Khí tức trên người hai người này cường hãn tới mức kinh khủng. Linh Vũ Giới.
Trong nháy mắt Mộ Dung Lan Lan cũng nhìn năm người, khi ánh mắt nhìn vào trên người lão giả và lão bà kia, sau khi suy nghĩ một lát, ánh mắt quyến rũ kia lập tức đại biến. Lần này phiền phức lớn rồi, linh vũ giới lại thêm thiên vân đảo, họa vô đơn chí a. Ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống, hắn thật không ngờ lúc này lại đột nhiên nhảy ra thêm một linh vũ giới. Phiền phức lần này của hắn không phải lớn bình thường nữa. Linh vũ giới so với thiên vân đảo còn mạnh hơn rất nhiều. Giữa không trung, ánh mắt Lăng Thanh Tuyền nhìn vào trên người Lục Lâm Thiên. Ánh mắt lạnh lùng không có một chút ba động nào, hoàn toàn không nhìn vào người khác, thậm chí ngay cả Mộ Dung Lan Lan nàng cũng không liếc mắt nhìn lấy một lần. Người của thiên vân đảo đi đi, nơi này không còn việc của các ngươi nữa. Lão bà phía sau Lăng Thanh Tuyền lên tiếng, ánh mắt trầm xuống, thanh âm lạnh lẽo quanh quẩn trong không trung. Siêu siêu, thủ ấn trong tay Mộ Dung Lan Lan được thu lại, áp lực quanh thân Lục Lâm Thiên lập tức tiêu tán. Trong nháy mắt Lục Lâm Thiên đem mấy khỏa đan dược nhét vào trong miệng. Kế tiếp sợ rằng phiền phức của hắn còn lớn hơn. Trong lòng Lục Lâm Thiên hiểu rõ, người của Thiên Vân Đảo mặc dù đang đối phó với hắn, thế nhưng Lục Thiếu Du có thể cảm giác được Mộ Dung Lan Lan này cũng không hạ sát thủ, đối với hắn còn có cố kỵ. Thế nhưng Linh Vũ Giới lại không giống như vậy. Kế tiếp đối với hắn mà nói chính là sinh tử chiến. Thực lực của đám người Linh Vũ Giới này, đặc biệt là lão giả cùng với lão bà kia Lục Thiếu Du đã cảm nhận được, hai người này sợ rằng đã tới cấp bậc vũ tôn, khí tức không dưới sát phá quân. Phía xa, mọi người đang chiến đấu kịch liệt cũng lập tức dừng lại. Hỏa Đan Vương Trương Thắng lập tức đi tới bên cạnh người Mộ Dung Lan Lan. Đồng thời cũng nhìn vào lão giả cùng lão bà kia, cảm nhận khí tức như ẩn như hiện trên người hai người khiến cho tim hắn đập nhanh hơn vài phần. Hai người Tuyệt Linh Vương và Cao Trường Cung cũng chỉ có thể oán hận dừng tay. Cao Trường Cung có không ít thương thế trên người. Lục Tâm Đồng, Dương Quá, Tiểu Long, Như Hoa đi tới phía sau Lục Lâm Thiên. Lúc này, nhân mã ba phương tạo thành thế chân vạc đứng trên không trung. Hỉ nộ, vô thường, không ngờ các ngươi cũng gia nhập linh vũ giới. Ánh mắt Mộ Dung Lan Lan nhìn vào lão bà và lão giả, sắc mặt cực kỳ kinh ngạc. Hai người này nàng không khó để nhận ra thân phận, dù sao toàn bộ đại lục, thực lực và danh tiếng của hai người này không để nhận ra. Phù phụ hỉ nộ vô thường thành danh chí ít đã hơn trăm năm trước. Gần 20 năm trước hai người này đã không lộ diện. Có người suy đoán hai người đã bị cừu gia ghét chết, hoặc là bỏ mạng tại hung địa. Thế nhưng thật không ngờ hai người này lại gia nhập linh vũ giới. Từ khí tức trên người hai người có thể thấy được, hai người này đều đột phá tới cấp bậc vũ tôn. Tiểu Hoa Nhi, ngươi chính là đảo chủ hiện tại của Thiên Vân Đảo sao? Không ngờ ngươi lại nhận ra hai người chúng ta. Thiên Vân Đảo các ngươi tốt nhất nên rời đi. Lục Lâm Thiên này là của linh vũ giới chúng ta. Thiên Vân Đảo ngươi không nên động vào thì tốt hơn. Lão giả kia khi nói chuyện không một giây nào là không cười, thân thể béo giống như Phật Di Lặc. Chuyện Thiên Vân Đảo đang xử lý mà linh vũ giới các ngươi cũng muốn nhúng tay vào sao? Sợ rằng linh vũ giới các ngươi còn chưa có thực lực này. Ánh mắt Mộ Dung Lan Lan không ngừng biến ảo, nhìn lão giả và lão bà, lại nhìn vào người Lục Lâm Thiên, vẻ mặt bắt đầu ngưng trọng. Tiểu Long, có cơ hội lập tức mang mọi người rời đi, không cần để ý tới ta. Lục Lâm Thiên truyền âm nói với Tiểu Long, Lục Tâm Đồng, Dương Quá, Như Hoa. Đồng thời, thanh âm Mộ Dung Lan Lan vừa dứt, ánh mắt Lăng Thanh Tuyền từ trên người Lục Lâm Thiên thu lại, nhìn Mộ Dung Lan Lan rồi nói. Lục Lâm Thiên chính là người mà linh vũ giới ta muốn, ai dám nhúng tay ghét không tha. Hay cho một linh vũ giới, các ngươi quả thực coi trời bằng vung. Linh vũ giới người mấy năm nay hoạt động trong Đông Hải, lẽ nào các ngươi cho rằng tứ các tứ đảo chúng ta không biết hay sao? Xem ra lần này không thể tiếp tục để cho các ngươi hoành hành nữa rồi. Ánh mắt Hỏa Đao Vương biến đổi nhìn về phía Lăng Thanh Tuyền rồi nói. Lăng Thanh Tuyền lạnh nhạt nhìn Hỏa Đao Vương Trương Thắng rồi lập tức quay đầu nói với lão giả, lão bà phía sau. Các người còn chưa động thủ sao? Bắt Lục Lâm Thiên, nếu như người của Thiên Vân Đảo dám nhúng tay vào thì ghét không tha. Vâng, thiếu chủ. Bốn người đáp, nói xong, bốn đạo thân ảnh lập tức bắn về phía trước. Các người đối phó với những người khác, giao Lục Lâm Thiên cho ta là được. Một tiếng cười vang lên. Lão giả không lúc nào ngừng cười nhìn thẳng về phía Lục Lâm Thiên nói. Tiểu Long, nhanh bảo vệ mọi người chạy. Thanh âm của Lục Lâm Thiên vang lên trong đầu Tiểu Long. Mục tiêu chủ yếu của linh vũ giới này là chính bản thân hắn,
Tiểu Long bảo vệ những người khác rời đi hẳn là không khó. Nếu như hắn cùng rời đi, mấy cường giả của Linh Vũ giới sợ rằng sẽ không để yên cho mọi người rời đi. Linh Vũ giới quả thực coi trời bằng vung. Đây là địa bàn của Thiên Vân Đảo, không tới phiên Linh Vũ giới làm càn. Nhìn Hỉ Vô Thường đánh tới, ánh mắt Mộ Dung Lan Lan biến đổi. Hai người Hỉ Nộ Vô Thường này đều là cường giả thành danh đã lâu. Lúc này đều có tu vi vũ tôn, trong lòng nàng vô cùng ngưng trọng. Thế nhưng trong ánh mắt quyến rũ kia lập tức bắn ra hàn ý. Thủ ấn nhanh chóng biến hóa, linh lực từ trong bàn tay bạo phát, một quyền được đánh ra. Không gian trước mặt nàng dưới một quyền này trực tiếp vặn vẹo. Trường ấn lập tức bắn về phía Hỉ Vô Thường. Giờ phút này Mộ Dung Lan Lan mới chính thức vận dụng toàn lực. Oanh! Quyền ấn nhanh như thiểm điện xẹt qua phía chân trời, thế nhưng khi trường ấn còn cách Hỉ Vô Thường hơn 10 thước. Một đạo lôi đình màu xanh từ trên không trung mạnh mẽ đánh xuống quyền ấn của Mộ Dung Lan Lan. Không gian lập tức như nổ tung, đạo quyền ấn kia lập tức biến mất. Ha ha, Linh Vương cửu trọng. Không tồi, chỉ tiếc vẫn còn kém một chút. Nếu như lão quỷ của Thiên Vân Đảo đi ra thì còn được, người còn chưa đủ. Hỉ Vô Thường nhìn Mộ Dung Lan Lan rồi nói. Nếu như các thái thượng trưởng lão của Thiên Vân Đảo ta có mặt, các ngươi làm sao có dám kiêu ngạo như vậy? Thế nhưng cho dù là như vậy thì Lục Lâm Thiên chính là người mà Thiên Vân Đảo chúng ta muốn. Linh Vũ giới các ngươi muốn dẫn hắn đi, sợ rằng cũng khó. Khí chất quyến rũ trên người Mộ Dung Lan Lan được thu liếm, một cỗ hàn ý khuếch tán. Cả không trung lập tức lạnh lẽo. Nhìn Mộ Dung Lan Lan, Hỉ Vô Thường nói. Tiểu Hoa Nhi, nếu như ngươi đã muốn xuất thủ thì Lão Phu sẽ thu thập ngươi trước tiên. Thanh âm vừa dứt, thân thể Hỉ Vô Thường này đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang bắn về phía Mộ Dung Lan Lan. Tiếp theo một quyền hung hăng đánh về phía Mộ Dung Lan Lan, thanh âm trầm thấp bạo liệt trực tiếp vang vọng trong không gian. Siêu! Nhìn công kích của Hỉ Vô Thường, thủ ấn trong tay Mộ Dung Lan Lan đột nhiên được kết, thân hình mềm mại kia từ một phân thành hai, từ hai chia thành bốn. Bốn đạo thân ảnh giống nhau như đúc đồng thời phát động công kích. Bốn đạo trưởng ấn được đánh ra, lực lượng đáng sợ khiến cho không gian vặn vẹo, gợn sóng bị đánh nát, cuối cùng hung hăng va chạm với quyền ấn kinh khủng kia. Phanh phanh, tức thì kinh khí đáng sợ giống như một cơn lốc khuếch tán trong bầu trời. Bốn đạo thân ảnh của Mộ Dung Lan Lan bị đánh bay. Ba đạo thân ảnh trực tiếp tiêu tán, còn lại một đạo thân ảnh sắc mặt tái nhợt. Huyễn Linh chân kinh của Thiên Vân Đảo quả nhiên không kém, chỉ tiếc Tiểu Hoa Nhi ngươi còn chưa tu luyện tới đại thành. Nhìn Mộ Dung Lan Lan, Hỉ Vô Thường nói. Trọng thủy kết giới. Tề thiên liệt địa chảo. Ngay khi Hỉ Vô Thường nói xong, bên tai lập tức vang lên tiếng xé gió, hai cỗ năng lượng thuộc tính bàng bạc lập tức hội tụ tới. Ánh mắt Hỉ Vô Thường khẽ đổi, không gian quanh người hắn lúc này phong vân biến sắc, thiên hôn địa ám. Năng lượng thuộc tính thủy nồng đậm mang theo sóng gió ngập trời. Từng cơn sóng phía dưới mơ hồ chồng chất lên nhau, một dòng xoáy lớn xuất hiện trong không gian, không ngừng xoay tròn. Vũ Vương Tam Trọng có thể thi triển ra vũ kỹ địa cấp sao? Trong nháy mắt trên khuôn mặt của Hỉ Vô Thường hiện lên vẻ kinh dị. Không gian quanh người hắn lúc này đang không ngừng run rẩy, từng cơn sóng lớn dùng tư thế hủy diệt tạo thành một dòng xoáy kinh khủng xoay xung quanh hắn. Phá! Cảm nhận cỗ lực lượng kinh khủng này, Hỉ Vô Thường chỉ khẽ nhướng mày, bàn chân lập tức đạp mạnh hư không. Một đạo lam quang hiện lên, không gian phía sau lập tức vặn vẹo. Cánh tay hắn vung lên, đạo lam quang kia trực tiếp được đánh ra, hung hăng va chạm với dòng xoáy kinh khủng kia. Siêu siêu! Dưới đạo lam quang kia vang lên thanh âm thanh thúy, trọng thủy kết giới do Lục Lâm Thiên ngưng tụ trong nháy mắt biến mất không còn tung tích, mỗi một cái giơ tay nhấc chân đều mang theo lực lượng kinh khủng. Trọng thủy kết giới trực tiếp bị Hỉ Vô Thường đánh nát. Siêu! Đúng lúc này trong tay phải Lục Lâm Thiên, tề thiên liệt địa chảo ấm ẩm chụp về phía trước. Hai loại vũ kỹ địa cấp thuộc tính khác nhau lúc này Lục Lâm Thiên có thể đồng thời thi triển, tương đương với hai người liên thủ vây công. Dưới đạo chảo ấn này toàn bộ không gian chung quanh trong nháy mắt bị nhuộm thành màu đỏ. Một cỗ chân khí bàng bạc đột nhiên bạo phát, trong năng lượng thuộc tính hỏa có một đạo chảo ấn bắn ra. Đạo chảo ấn này toàn thân đỏ rực giống như hỏa diễm mang theo khí tức sắc bén. Không gian chung quanh trực tiếp vặn vẹo, chảo ấn mang theo xu thế sấm sét trong nháy mắt đánh vào không gian trên đầu Hỉ Vô Thường. Ồ! Trên khuôn mặt của Hỉ Vô Thường hiện lên sự kinh ngạc. Đồng thời thi triển hai loại vũ kỹ thuộc tính bất đồng, chuyện này hầu như không thể làm được,
thế nhưng Lục Lâm Thiên trước mắt này lại có thể làm được. Không biết lượng sức mình. Hỉ Vô Thường mỉm cười, cánh tay vung lên. Một đạo quyền ấn được đánh ra, toàn bộ không gian lập tức run rẩy. Quyền ấn xuất hiện, trong hải vực vô biên phía dưới có một cột nước phóng lên cao mang theo lực lượng ngập trời trực tiếp đánh về phía Tề Thiên Liệt Địa Chảo của Lục Lâm Thiên. Cạch cạch. Hai cỗ lực lượng va chạm cùng một cỗ, không gian lung lay giống như sắp đổ. Bằng mắt thường có thể thấy được, chảo ấn khiến cho không gian nóng bỏng kia sau khi đập vào cột nước bàng bạc lập tức biến mất. Chảo ấn xé mở cột nước trong nháy mắt lại khôi phục, không gian chỉ hơi run rẩy một chút mà thôi. Cột nước rơi xuống bên dưới, kinh khí ngập trời chắc quanh biến mất. Không gian trong nháy mắt khôi phục lại sự yên tĩnh như cũ. Tiểu tử, ngươi còn chưa đủ. Đồng thời, thân ảnh Hỉ Vô Thường trong nháy mắt xuất hiện trước người Lục Lâm Thiên, một đạo lực lượng bàng bạc trực tiếp đánh vào trong ngực Lục Lâm Thiên. Phanh phanh, Lục Lâm Thiên bị trúng phải một đòn nghiêm trọng, lục phủ ngũ tạng trong cơ thể hầu như bị lệch vị trí. Yết hầu có cảm giác ngọt ngọt, một ngụm máu bị Lục Lâm Thiên mạnh mẽ nuốt vào bên trong. Phanh phanh phanh, phía xa, lúc này mọi người đều đang giao thủ, trong thanh âm bạo liệt. Lão bà vẻ mặt âm trầm mang theo một đạo quang trụ bằng hỏa diễm trực tiếp đẩy lùi Hỏa Đao Vương. Tuyệt Linh Vương, đã lâu không gặp, người vẫn là Linh Vương thất trọng sao? Tốt hơn nên thành thật một chút cho ta. Ánh mắt không Linh Vương trầm xuống, thủ ấn trong tay được kết, năng lượng ba động trong không gian đột nhiên ba động cực kỳ quỷ dị. Chỉ trong chớp mắt Tuyệt Linh Vương đã bị không gian của không Linh Vương phong tỏa. Lùi cho ta. Mái tóc Lục Tâm Đồng bay ngược. Khói độc ngập trời khuếch tán. Cánh tay mang theo một đạo quang trụ bằng khói độc đánh về phía Hắc Quỷ Thiên Vương. Siêu. Thân ảnh Hắc Quỷ Thiên Vương chật vật tách ra. Đối mặt với Lục Tâm Đồng, Hắc Quỷ Thiên Vương dường như đã đột phá từ Vũ Vương ngũ trọng lên lục trọng, thế nhưng vẫn không dám sơ ý chút nào. Đại Địa Kiếm Quyết. Thân ảnh Dương Quá đột nhiên xuất hiện, lưu quang hiện lên, một đả kiếm ảnh đột nhiên hiện lên trong không gian mang theo năng lượng trầm trọng của thổ hệ. Kiếm quang mang theo tiếng gió rít gào trực tiếp cắt ngang hư không khiến cho không gian rung rộng. Kinh khí tạo thành thanh âm bạo liệt trong không trung. Kiếm quang mang theo một đám tàn ảnh cùng với uy thế kinh khủng giống như một cái lưới lớn bao phủ về phía Hắc Quỷ Thiên Vương. Ánh mắt Hắc Quỷ Thiên Vương biến đổi, một kích của Dương Quá hắn cũng không dám sơ ý. Đối mặt với hai người trẻ tuổi như Lục Tâm Đồng và Dương Quá, tuy rằng hắn là Vũ Vương lục trọng thế nhưng hai người trẻ tuổi này cũng không phải là người bình thường. Tốc độ của Hắc Quỷ Thiên Vương đột nhiên biến đổi, giống như là thuấn di trực tiếp thoát khỏi phạm vi công kích. Ồ! Trong chớp mắt Hắc Quỷ Thiên Vương vô cùng kinh ngạc, chiếc lưới bằng kiếm của Dương Quá mang theo năng lượng hỗn loạn khiến cho hắn khó có thể thoát thân. Sắc mặt Hắc Quỷ Thiên Vương lập tức ngưng trọng, thủ ấn nhanh chóng biến hóa. Năng lượng thuộc tính thủy màu lam cấp tốc ngưng tụ, một đạo quyền ấn hung hăng đánh về phía lưới kiếm, kình phong ẩn chứa trong trường ấn trực tiếp xé rách không khí. Một cỗ kình khí vô hình đánh văng gợn sóng trong không gian, cuối cùng mạnh mẽ va chạm với lưới kiếm của Dương Quá. Phanh phanh, thanh âm trầm muộn vang lên tại nơi quyền ấn và lưới kiếm va chạm. Kình khí mạnh mẽ trên quyền ấn khiến cho lưới kiếm lún vào. Kình khí phô thiên cái địa bạo phát ra khiến cho hai đạo thân ảnh trực tiếp bị đánh bay. Thân hình hai người đều lảo đảo mới có thể ổn định thân thể. Ngao, trên hải vực, Tiểu Long rít gào. Quanh người lập tức có một cỗ khí tức mạnh ẽm lan tràn. Một đám quang mang màu đen lập tức bao phủ thân thể, Huyền Vũ thần sắc nhất thời bao phủ thân thể Tiểu Long, chỉ lộ ra cái đầu lớn và đuôi. Biến hóa của Tiểu Long lập tức thu hút không ít ánh mắt. Ba người Lăng Thanh Tuyền, Hỉ Nộ Vô Thường cực kỳ kinh hãi. Trên Huyền Vũ thần sắc của Tiểu Long, bí văn rùa rắn tương giao kia giống như vật còn sống tỏa ra khí tức cường hãn không thể che giấu. Bí văn lưu chuyển lộ ra khí tức yêu dị mà thần bí. Cỗ khí tức này khiến cho không gian run rẩy, tiếng sấm nổ mạnh vang lên. Trong lúc mơ hồ mọi người đều có thể cảm giác được trên xác rùa này có một cỗ uy áp mạnh mẽ khiến cho linh hồn mọi người run rẩy. Ngao! Tiểu Long đeo Huyền Vũ thần xác, thân thể to lớn cuồn cuộn, tiếng long ngâm lần nữa vang lên mang theo uy áp cường hãn, trực tiếp xuyên qua thủy vực. Phanh! Dưới uy áp mạnh mẽ của Tiểu Long, yêu thú phi hành do đám người Lăng Thanh Tuyền, Mộ Dung Lan Lan cưỡi đến ở phía xa phủ phục. Toàn thân run rẩy, không dám nhúc nhích. Ngay khi tiếng long ngâm của Tiểu Long vừa truyền ra, trong lòng mọi người bắt đầu trùng xuống, một cỗ dự cảm không tốt xuất hiện trong lòng mọi người. Ngao!
Tiếng ngâm của Tiểu Long xuyên thấu không gian, thanh âm quanh quẩn trong toàn bộ hải vực. Ngay khi thanh âm vừa dứt, toàn bộ hải vực đột nhiên rung động kịch liệt. Sóng nước trên hải vực cuồn cuộn. Ầm ầm, trong hải vực vô biên lúc này sóng biển không ngừng cuồn cuộn, càng ngày càng kịch liệt. Dưới ánh mắt của mọi người, sóng biển bắn lên cao, ngay sau đó từng đầu thú ảnh hiện lên. Là đàn yêu thú. Trong nháy mắt, đám người Hắc Quỷ Thiên Vương, Cao Trường Cung, Hỉ Nộ Vô Thường, Tuyệt Linh Vương, Hỏa Đam Vương sợ hãi than. Trong hải vực lúc này xuất hiện từng đàn yêu thú lớn. Ầm ầm. Sóng biển càng dâng lên cao thì trong hải vực rộng lớn lại có vô số yêu thú lớn hiện ra. Từng cỗ khí tức phóng lên cao, trong đó có không ít yêu thú lục giai, thậm chí còn có khí tức yêu thú thất giai ở bên trong. Giống giống. Ô ô. Từng tiếng thú giống phóng lên cao. Đám yêu thú rậm rạp này ước chừng 3.000 đầu, hiện lên chằng chịt trong hải vực. Thân thể Tiểu Long ở giữa không trung, một cỗ uy áp mạnh mẽ tràn ra. Toàn bộ không trung lúc này dường như đều run rẩy, thân thể khẽ vặn vẹo, ngũ trảo phía dưới hiện lên. Cả không trung gió nổi mây phun, giống như sắp bị nghiền nát. Trên người Tiểu Long lúc này ẩn chứa một loại uy áp khiến cho chúng thú không thể kháng cự. Loại uy áp này phát ra từ linh hồn, lại giống như từ huyết mạch. Trong hải vực, mấy nghìn yêu thú dùng ánh mắt cung kính nhìn vào bản thể Tiểu Long. Toàn thân được bao phủ bởi lân phiến màu vàng, hỏa diễm màu vàng không ngừng nhảy lên. Phía dưới có ngũ trảo bắn ra khí tức cường hãn. Dưới long trảo trong lúc mơ hồ có thể nhận ra gợn sóng trong không gian vặn vẹo. Nhìn Tiểu Long, chúng thú phía dưới có cảm giác huyết mạch trong cơ thể sôi trào. Dưới sự sôi trào này khiến cho tất cả yêu thú không thể phản kháng. Đây là yêu thú gì? Lúc này, đám người Không Linh Vương, Hỏa Đao Vương, Mộ Dung Lan Lan, Lăng Thanh Tuyền, Hỉ Nộ Vô Thường cảm thấy khiếp sợ. Dưới cỗ uy áp này, thân là nhân loại bọn họ cũng bị áp chế. Bái kiến yêu hoàng. Bái kiến yêu hoàng. Bái kiến yêu hoàng. Từng tiếng thú rít gào giống như sấm sét vang vọng trong không gian, cuối cùng truyền đi rất xa. Trong thanh âm vô cùng cung kính, hiện lên sự thuần phục phát ra từ nội tâm. Là yêu hoàng, điều này sao có thể? Đây không phải là Bạch Hổ hoàng tộc và Huyền Vũ hoàng tộc a? Chúng cường giả kinh hãi, nghi hoặc không ngớt. Lúc này bọn họ có thể cảm nhận được rõ ràng khí tức trên người Tiểu Long, thế nhưng bọn họ cũng không biết yêu thú kỳ dị này vì sao lại là yêu hoàng. Trong hải vực, mấy nghìn yêu thú phủ phục không ngừng rít gào. Loại khí thế này cũng khiến cho hai người Hỉ Nộ Vô Thường kinh ngạc. Mấy trăm đầu yêu thú phi hành trong nước khổng lồ nhảy lên. Phía trên còn có hơn trăm đầu yêu thú lục giai và thất giai. Thân thể đám yêu thú này to lớn giống như một tòa hải đảo xuất hiện trong mắt mọi người. Mọi người không khỏi nhìn nhau, đều nhìn thấy sự kinh ngạc không gì sánh được trong mắt đối phương. Lấy huyết mạch yêu hoàng hiệu lệnh, chúng thú nghe lệnh, ghét đám nhân loại kia cho ta. Thân thể Tiểu Long lơ lửng trên không trung, một cỗ uy áp mạnh mẽ tràn ngập ra. Toàn bộ không trung run rẩy, thân thể vặn vẹo, bầu trời gió nổi mây phun, giống như sắp bị vỡ nát. Ngao! Giống, một đầu yêu thú giống như đại bàng lao thẳng lên. Siêu siêu! Từng tiếng xé gió nhanh chóng truyền đến, trong nháy mắt hơn 10 đạo khí tức cường hãn dị thường nhanh như thiểm điện bắn về phía mọi người trên không trung. Vô số yêu thú thất giai dẫn đầu đánh tới. Cút ngay. Nộ Vô Thường lạnh lùng quát lên một tiếng, một cỗ chân khí nóng bỏng bạo phát mang theo ba động vô hình. Hỏa diễm cuồn cuộn trong nháy mắt va chạm với vô số yêu thú. Phanh 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 phanh. Thanh âm bạo liệt to lớn vang vọng, vô số yêu thú trực tiếp bị đánh văng. Tâm đồng, mọi người mau vào đây, chúng ta đi trước. Thanh âm của Tiểu Long vang lên trong tai Lục Tâm Đồng, dương quá, như hoa. Siêu siêu. Trong nháy mắt như hoa thu hồi bản thể, dương quá, Lục Tâm Đồng trần chờ một lát rồi lập tức tiến vào lớp quy xác lớn của Tiểu Long. Siêu! Bản thể khổng lồ của Tiểu Long nhanh chóng bay đi, có mấy nghìn yêu thú phía dưới ngăn cản khiến cho Tiểu Long tranh thủ được không ít thời gian. Hay cho một đầu yêu thú quỷ dị. Lăng Thanh Tuyền lăng không mà đứng, không có bất kỳ động tác nào. Ánh mắt đều tập trung lên người Lục Lâm Thiên, nhìn thấy Tiểu Long mang theo Lục Tâm Đồng, dương quá. Như hoa rời đi, nàng muốn đuổi theo thế nhưng sau khi nhìn Lục Lâm Thiên, do dự một lát rồi lập tức nói với Nộ Vô Thường phía trước. Mau đuổi theo yêu thú quỷ dị kia, đừng để cho nó chạy thoát. Vâng, thiếu chủ.
Lão bà kia đáp, một đạo trưởng ấn đánh ra đem một đầu yêu thú lục giai thành thịt vụn sau đó đuổi về phía tiểu long rời đi. Hay là đi tới hòn đảo kia? Lục Lâm Thiên nhìn phía trước, đám người tiểu long rời đi, hắn cũng không cần cố kỵ gì nữa. Bằng vào phòng ngự và tốc độ của tiểu long muốn đả thương được nó cực kỳ khó khăn. Chỉ là bản thân hắn hiện giờ thực sự gặp phải nguy hiểm. Tốc chiến tốc thắng, nhanh bắt Lục Lâm Thiên. Ánh mắt Lăng Thanh Tuyền trầm xuống, lần nữa lạnh lẽo quát lên một tiếng. Lục Lâm Thiên, để ta xem lực phòng ngự của ngươi rốt cuộc mạnh như thế nào. Ánh mắt Hỉ Vô Thường nhìn về phía Lục Lâm Thiên, đạo trưởng ấn vừa rồi của hắn không ngờ Lục Lâm Thiên lại có thể chống lại được. Điều này khiến cho hắn vô cùng chấn động, ánh mắt biến đổi không ngừng. Tuy rằng không biết vì sao tiểu tử trước mặt lại có lực phòng ngự cường hãn như vậy, thế nhưng trực giác nói cho hắn biết, không có lực phòng ngự nào là vô địch, huống chi tiểu tử này chỉ là Vũ Vương tam trọng mà thôi. Siêu! Thân hình Hỉ Vô Thường khẽ động, thân thể xuyên qua một đám yêu thú trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang bắn về phía Lục Lâm Thiên. Ông! Huyễn ảnh thanh vũ của Lục Lâm Thiên được thi triển tới cực hạn, thân thể kéo theo một đám tàn ảnh chạy trốn. Đối mặt với Hỉ Vô Thường có thực lực vũ tôn, hắn không thể chống lại. Thực lực của Hỉ Vô Thường này có lẽ chỉ là vũ tôn nhất trọng, nhưng mà cách biệt giữa Vũ Vương và vũ tôn quá lớn, hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Vì vậy sau khi đám người tiểu long rời đi, Lục Lâm Thiên tuyệt đối không có ý tứ đánh một trận, chỉ có thể toàn lực chạy đi mà thôi. Hỉ Vô Thường, đừng tưởng rằng vũ tôn nhất trọng là có thể kiêu ngạo cướp người mà Thiên Vân Đảo chúng ta muốn. Sắc mặt Mộ Dung Lan Lan trầm xuống, nếu như để cho đám người linh vũ giới trước mặt nàng làm như vậy, vậy thì mặt mũi của Thiên Vân Đảo khi đó so với hành động của Lục Lâm Thiên khi trước trà đạp Diêu Dũng còn lớn hơn nhiều. Mộ Dung Lan Lan nói xong, thân ảnh xinh đẹp quay lại, linh lực trong cơ thể bạo phát, sau đó hung hăng va chạm với một kích của Hỉ Vô Thường. Phanh phanh! Hai người giao thủ, tiếng nổ vang giống như sấm sét vang vọng trên bầu trời. Kinh khí đáng sợ giống như thủy triều lan tràn ra bốn phía, khiến cho không gian chung quanh vặn vẹo kịch liệt. Hừ! Mộ Dung Lan Lan hung hăng đánh ra một kích ngạng kháng với công kích của Hỉ Vô Thường, trong chớp mắt một tiếng rên từ trong miệng nàng vang lên. Thân thể liên tục bị đẩy lùi về phía sau, dường như ăn không ít thiệt thòi. Đảo chủ, cẩn thận! Hỏa đao Vương Trương Thắng nhìn thấy đảo chủ bị thương, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh chiến đao màu đỏ. Chiến đao này dài 5 xích, bên trên có bí văn lưu chuyển, khí tức bàng bạc không ngừng tràn ra, rõ ràng là vũ linh khí huyền cấp. Lưỡi đao đỏ rực được chân khí nóng bỏng rót vào bắn ra đao mang khiến tim người khác đập nhanh. Tiếp đó, Trương Thắng nói xong lập tức bổ đại đao trong tay ra. Cả không gian như lún xuống. Chân khí bàng bạc mà nóng bỏng từ trong cơ thể hắn bạo phát, không gian trực tiếp bị nhuộm thành màu đỏ. Siêu! Chân khí đỏ rực bạo phát, bàn chân Trương Thắng hung hăng đạp mạnh mặt đất một cái, thân thể hóa thành một đạo thân ảnh không rõ ràng đột nhiên bắn về phía trước. Hầu như trong chớp mắt nhắm về phía Hỉ Vô Thường, đại đao trong tay rít lên một tiếng, một đạo đao mang chói mắt, nóng bỏng mang theo khí thế sấm sét hung hăng bổ về phía Hỉ Vô Thường. Hỏa đao Vương Trần Thắng, hiện giờ đã không giống khi trước nữa rồi. Vũ Vương cửu trọng và Vũ Tôn chênh lệch quá lớn, lớn tới mức ngươi không có cách nào vượt qua đâu. Đao mang bổ tới, Hỉ Vô Thường quát lên một tiếng. Tiếng quát này giống như tiếng cười, lại mang theo một chút tức giận. Thanh âm vừa dứt, áp lực quanh người đột nhiên đại thịnh, một đạo quyền ấn khổng lồ vài trăm thước trực tiếp từ trên trời đánh xuống, hung hăng đánh vào đao mang của Hỏa Đao Vương. Phanh phanh! Hai cỗ lực lượng ầm ầm va chạm, dưới kình phong đáng sợ kia, cả không trung lập tức hỗn loạn. Một kích của Vũ Vương cửu trọng và Vũ Tôn nhất trọng khiến cho không gian gần như sắp bị nghiền nát. Khục khục! Mà trong không gian hỗn loạn này, Hỏa Đao Vương Trần Thắng kia phun ra một ngụm máu tươi. Linh Hoàng Khải Giáp. Lúc này Mộ Dung Lan Lan trong không trung khẽ kêu một tiếng, thủ ấn lập tức được kết. Trên thân thể mềm mại của Mộ Dung Lan Lan có một cỗ khí tức nóng bỏng nhanh chóng lan tràn ra chung quanh. Đồng thời quanh thân Mộ Dung Lan Lan cũng có một cỗ khí tức quỷ dị chợt lóe, trên thân thể xuất hiện từng đạo quang mang bảy màu, không ngờ lại hóa thành một đầu phượng hoàng bảy màu trên không trung. Quanh thân được hỏa diễm cuồn cuộn bao phủ. Một cỗ khí tức cường hãn không gì sánh được từ trên người đầu Phượng Hoàng này tràn ra. Đầu Phượng Hoàng xinh đẹp này thân thể chỉ dài có 5 thước, thế nhưng cái đuôi 7 màu phía sau lại dài hơn chục thước. Toàn thân được bộ lông 7 màu bao phủ, bên ngoài có một tầng hỏa diễm nóng bỏng.
thân thể xoay quanh không trung, quả thực vô cùng rực rỡ. Một cỗ uy áp mạnh mẽ lan tràn ra khiến cho trong lòng mọi người không khỏi cảm thấy run sợ, linh hồn cũng bị áp chế. Không khó nhìn ra cái đầu của đầu Phượng Hoàng bảy màu này là khuôn mặt tuyệt mỹ của Mộ Dung Lan Lan. Mà lúc này bản thể của Mộ Dung Lan Lan cũng được lông chim bao phủ, toàn thân đều được lông chim bảy màu bao phủ, giống như bản thân nàng chính là đầu Phượng Hoàng này vậy. Hồn khí địa cấp. Ánh mắt Lục Lâm Thiên run lên, trong lòng cực kỳ kinh ngạc. Thứ Mộ Dung Lan Lan vừa thúc dục ra tuyệt đối là hồn linh khải giáp địa cấp. Sợ rằng trong hồn linh khải giáp địa cấp cũng có trình tự cực cao. Mà tạo hình của hồn linh khải giáp này cũng khiến cho Lục Lâm Thiên cực kỳ khiếp sợ. Thứ này hoàn toàn giống như một đầu Phượng Hoàng, vô cùng sống động, lại còn mang theo một cỗ thú uy mạnh mẽ. Lục Thiếu Du suy đoán, người luyện chế hồn linh khải giáp này có lẽ có chút liên quan với Phượng Hoàng tộc. Hồn khí địa cấp. Nhìn Mộ Dung Lan Lan, ánh mắt Hỉ Vô Thường lần đầu có chút ngưng trọng. Hỉ Vô Thường, Vũ Tôn Nhất Trọng nếu muốn lấy người trong tay ta cũng không phải dễ như vậy. Hai cánh của Mộ Dung Lan Lan khẽ vỗ, toàn thân tràn ngập hỏa diễm. Trên hai tay lúc này nếu như không có đủ thực lực thì không thể nhìn ra hai tay của Mộ Dung Lan Lan lúc này có hai cái cánh của Phượng Hoàng phía dưới. Cánh tay run lên, hai cánh mang theo hỏa diễm gào thét. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Hỉ Vô Thường. Quả thực ta đã quên, đảo chủ Thiên Vân đảo đời đời đều truyền xuống một kiện bảo vật, có lẽ chính là Linh Hoàng khải giáp này a. Khuôn mặt Hỉ Vô Thường khẽ động. Dường như cũng không quá xa lạ với Linh Hoàng khải giáp trên người Mộ Dung Lan Lan, giống như là trước đây đã từng nghe qua. Nhanh tốc chiến tốc thắng. Không Linh Vương, người đuổi theo những người khác. Hắc Quỷ Thiên Vương, người giúp ta bắt Lục Lâm Thiên này. Thanh âm lạnh lẽo của Lăng Thanh Tuyền vang lên, bạch mang sau lưng đột nhiên bắn ra, một đôi cánh quỷ dị xuất hiện, hai cánh rung động, thân thể mềm mại phong tỏa phía trước Lục Lâm Thiên. Siêu. Không dừng lại một chút nào. Thân thể Lăng Thanh Tuyền giống như là một chiếc lông chim, tốc độ đột nhiên tăng mạnh, trên hai cánh trắng kia bắn ra kình khí xuyên thấu không gian. Một cỗ năng lượng thuộc tính phong phô thiên cái địa đem theo kình phong cường hãn trực tiếp xé rách không khí. Trong chớp mắt, thân thể trực tiếp xẹt qua không gian đem theo một đạo quyền ấn màu trắng khổng lồ đánh về phía Lục Lâm Thiên. Quyền ấn đem theo không gian vặn vẹo, thanh âm bạo liệt cùng với kình khí sắc bén bắn về phía trước. Gợn sóng trong không gian chung quanh trực tiếp bắn tung tóe, giống như vẫn thạch từ trên trời rơi xuống. Vũ Vương thất trọng. Ánh mắt Lục Lâm Thiên khẽ đổi. Trong thời gian hơn nửa năm Lăng Thanh Tuyền không ngờ cũng đã đạt tới Vũ Vương thất trọng. Khi trước trên Bình Nham đảo nàng còn bị hắn đánh cho bị thương nặng, không ngờ thực lực lại đột phá nhanh như vậy, bảo sao Lục Lâm Thiên không khiếp sợ. Hàn băng đồng kết sát. Cùng lúc đó, Lục Lâm Thiên lạnh lùng quát lên một tiếng. Bàn tay hướng về phía xa vỗ một cái, một cỗ khí tức lạnh lẽo đột nhiên bao phủ đạo quyền ấn phía xa. Siêu siêu, kinh khí kinh khủng, lạnh lẽo trong nháy mắt bao phủ đạo quyền ấn bàng bạc kia. Dưới khí tức lạnh lẽo vô hình, đạo quyền ấn kia tức thì dừng lại. Trên mặt quyền ấn lập tức có một lớp băng mỏng bao phủ, khí tức lạnh lẽo trong không gian nhất thời ba động, bao phủ toàn bộ không trung. Phanh phanh, chỉ trong nháy mắt, lớp băng mỏng trên bề mặt quyền ấn bị nghiền nát. Kình phong lạnh lẽo tiêu tán trong không trung, gợn sóng trong không gian vang lên thanh âm răng rắc không ngừng. Từng khe nứt giống như mạng nhện cấp tốc lan tràn ra trên không trung rồi biến mất không thấy. Khục khục, một cỗ kình phong vô hình đánh xuống, thân thể Lục Lâm Thiên trực tiếp bị đẩy lùi. Vũ Vương thất trọng, Lăng Thanh Tuyền không phải là Vũ Vương thất trọng bình thường, chính diện chống lại nàng, Lục Lâm Thiên căn bản khó có thể chống đỡ được. Khặc khặc, tiểu tử, chúng ta lại gặp mặt. Lần này cho dù ngươi có chắp cánh cũng khó thoát. Trong nháy mắt khi thân hình Lục Lâm Thiên lảo đảo lui về phía sau thì thanh âm lạnh nhạt mang theo sự châm chọc của Hắc Quỷ Thiên Vương vang lên. Thân hình Hắc Quỷ Thiên Vương hóa thành một đạo bóng đen nhanh như thiểm điện phóng về phía Lục Lâm Thiên. Chân khí màu lam từ trong người tuôn ra ảo ạt, năng lượng thuộc tính thủy hội tụ, trong nháy mắt ngưng kết ra một đạo công kích cường hãn. Hiện tại Hắc Quỷ Thiên Vương đã là Vũ Vương lục trọng. Trình độ nắm giữ không gian trong tay đã lớn hơn không ít. Tốc độ nhanh như thiểm điện trong nháy mắt phóng tới sau lưng Lục Lâm Thiên. Khóe miệng cười lạnh, chân khí lam sắc mang theo kình khí sắc bén hung hăng đánh vào sau lưng Lục Lâm Thiên. Vũ Vương lục trọng. Lục Lâm Thiên vừa mới ngạnh kháng một kích của Lăng Thanh Tuyền, còn chưa có thời gian quay đầu lại. Hắc Quỷ Thiên Vương đã là Vũ Vương lục trọng, thực lực lần nữa tăng cường không ít.
thực lực của Vũ Vương Lục Trọng tuyệt đối được coi là cường giả. Suy nghĩ một lát, khóe miệng Lục Lâm Thiên khẽ nhếch lên mang theo hàn ý, một cỗ sát ý nhàn nhạt hiện lên trong mắt hắn. Phanh! Thanh âm trầm muộn trong nháy mắt vang lên phía sau Lục Lâm Thiên. Công kích của Hắc Quỷ Thiên Vương đánh vào sau lưng Lục Lâm Thiên, lân phiến của Thanh Linh Khải Giáp ở phía sau bị phá vỡ, khóe miệng Hắc Quỷ Thiên Vương nở nụ cười lạnh nhạt. Hắc Quỷ Thiên Vương, cẩn thận! Cùng lúc đó, Lăng Thanh Tuyền nhìn thấy sát ý trong mắt Lục Lâm Thiên, bỗng nhiên hét lớn với Hắc Quỷ Thiên Vương một tiếng. Công kích của Hắc Quỷ Thiên Vương ầm ầm đánh vào trên người Lục Lâm Thiên. Trong lòng đang vui vẻ đột nhiên nghe Lăng Thanh Tuyền nói vậy mới nhanh chóng thối lui. Ra ra, coi như con báo thù cho người. Hắc Quỷ Thiên Vương ngươi kiêu ngạo lâu như vậy, hiện tại đã có thể chết được rồi. Sau lưng bị công kích, thân hình Lục Lâm Thiên lảo đảo tiến về phía trước. Mà đồng thời, huyễn ảnh thanh vũ phía sau lưng rung lên. Thân ảnh đang lảo đảo lập tức dừng lại. Lục Lâm Thiên xoay người, trong mắt bắn ra sát ý. Trên khóe miệng xuất hiện nụ cười quỷ dị. Đồng thời tay phải vươn ra. Liệt Thiên xuất hiện trong tay mang theo ngũ trảo uốn lượn cùng với vô số tàn ảnh. Không xong. Giờ phút này từ sâu trong linh hồn Hắc Quỷ Thiên Vương cũng cảm nhận được một cỗ khí tức khiến tim hắn đập nhanh. Tề Thiên Liệt Địa Trảo. Một tiếng quát nhẹ vang lên. Khi tiếng quát vừa dứt, Liệt Thiên trong tay Lục Lâm Thiên đột nhiên tạo thành một vòng cung quỷ dị, ầm ầm đánh về phía Hắc Quỷ Thiên Vương. Siêu. Năng lượng thuộc tính hỏa trong không trung lặng lẽ hội tụ tới. Toàn bộ không gian to lớn trong nháy mắt trở lên nóng rực. Trong đám năng lượng thuộc tính hỏa bàng bạc có một đạo chảo ấn nóng bỏng bắn ra mang theo xu thế sấm sét trong nháy mắt lao vào không gian Hắc Quỷ Thiên Vương đang đứng. Siêu siêu. Tốc độ quá nhanh, Hắc Quỷ Thiên Vương không kịp tránh ra, chỉ kịp bố trí một đạo cương cháo phòng ngự. Mà đạo cương cháo phòng ngự này thậm chí còn chưa kịp thành hình thì đạo chảo ấn kia đã đánh xuống. Cạch cạch, giữa không trung vang lên tiếng trầm muộn, toàn bộ không gian run rẩy, gợn sóng trong không gian nứt nẻ. Trong bầu trời xuất hiện 5 cái khe hơn nghìn thước không ngừng lan tràn ra chung quanh. Bên trong những cái khe này đều là hỏa diễm nóng bỏng. Mà lúc này cương cháo màu lam còn chưa được Hắc Quỷ Thiên Vương bố trí hoàn tất lập tức vỡ nát. Chảo ấn nóng bỏng lập tức bao phủ thân thể hắn. Lúc trước. Lục Lâm Thiên bằng vào tu vi Vũ Vương nhị trọng thi triển Tề Thiên Liệt Địa Trảo là có thể liều mạng, lưỡng bại câu thương với trưởng lão Diêu Dũng của Thiên Vân Đảo Vũ Vương thất trọng. Hiện tại tu vi đã là Vũ Vương tam trọng, một kích toàn lực lại thêm bất ngờ, Hắc Quỷ Thiên Vương này tuy rằng có thực lực Vũ Vương lục trọng thế nhưng cũng không thể làm gì khác hơn. Nếu như đụng phải Vũ Vương tam trọng bình thường, coi như là thi triển vũ kỹ địa cấp sơ giai, Hắc Quỷ Thiên Vương cũng không cần quá mức lo lắng. Thế nhưng Lục Lâm Thiên không phải là Vũ Vương tam trọng bình thường. Huống chi Tề Thiên Liệt Địa Trảo trong tay Lục Lâm Thiên phối hợp với Liệt Thiên thi triển ra cũng đã định trước kết quả của Hắc Quỷ Thiên Vương. Thiếu chủ, cứu! Sắc mặt Hắc Quỷ Thiên Vương đại biến, muốn cầu cứu Lăng Thanh Tuyền, thế nhưng lời còn chưa dứt, toàn bộ thân thể dưới hỏa diễm của Liệt Thiên lập tức hóa thành một đám huyết vụ rơi xuống phía dưới. Ầm ầm. Giờ phút này không gian giống như sắp đổ nát, dưới chảo ấn tiếng nổ vang vọng, mang theo thịt nát và huyết vụ, khiến cho không gian chấn động không ngừng. Hừ! Trong chớp mắt, Lăng Thanh Tuyền cũng nhanh như thiểm điện lao tới, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Lục Lâm Thiên ghét Hắc Quỷ Thiên Vương. Trên cánh tay trắng nõn có một đạo quyền ấn màu trắng được ngưng tụ. Năng lượng thuộc tính phong bàng bạc nhanh chóng hội tụ. Sau đó bàn tay lập tức đẩy về phía trước, quyền ấn ầm ầm đánh về phía sau lưng Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên cũng không kịp tránh né. Tốc độ của Lăng Thanh Tuyền nhanh tới mức kinh khủng, cho nên Lục Lâm Thiên không thể làm gì khác hơn là cố gắng chống lại một kích của nàng. Phanh phanh. Không gian quanh người Lục Lâm Thiên giống như đình trệ, sau lưng vang lên tiếng trầm muộn. Dưới lực lượng mạnh mẽ trùng kích, lại thêm công kích của Hỉ Vô Thường trước đó khiến cho Lục Lâm Thiên không nhịn được mà phun ra một ngụm máu tươi. Khục khục. Máu tươi phun ra, Lục Lâm Thiên lảo đảo tiến về phía trước. Lăng Thanh Tuyền có tu vi Vũ Vương thất trọng thế nhưng công kích của nàng đủ để so sánh với Vũ Vương bát trọng. Lục Lâm Thiên lại ngạnh kháng một kích của nàng, hậu quả không cần nói cũng biết. Tuy rằng có bất diệt huyền thể, thế nhưng dưới cỗ lực lượng kia khiến cho huyết khí trong cơ thể hắn sôi sục, máu tươi phun ra. Nhưng mà thân thể cũng không bị thương quá lớn. Hừ! Ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống, bàn tay lau vết máu nơi khóe miệng, ánh mắt lạnh lẽo tới cực điểm. Đồ vô sỉ! Người sẽ phải trả giá đắt.
Thân ảnh Lăng Thanh Tuyền hiện lên, lần thứ hai phong tỏa không gian trước người Lục Lâm Thiên, ánh mắt lạnh lẽo. Ngươi chỉ có thực lực như vậy thôi sao? Trên đại hội tam tông tứ môn ngươi cũng thua, để người khác mang đi. Trên bình nham đảo, ngươi cũng như vậy, lại được người khác mang đi. Năm lần bảy lượt muốn đối phó ta thế nhưng đều tay không mà về. Không phải ta chỉ sờ ngươi vài cái sao? Âm hồn không tán, có phải ngươi coi trọng bản công tử rồi không? Lục Lâm Thiên nhìn Lăng Thanh Tuyền rồi lạnh nhạt nói một tiếng. Đồ vô sỉ, một khi ngươi rơi vào trong tay ta, ta sẽ rút gân lột ra ngươi. Lăng Thanh Tuyền tức giận tới nỗi thân thể mềm mại không ngừng run rẩy, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Lục Lâm Thiên. Tiểu Hoa Nhi, tuy rằng ngươi có linh hoàng giáp, thế nhưng chênh lệch giữa Vũ Tôn và Linh Vương vô cùng lớn. Ngươi đi đi, có việc làm được, có việc không làm được. Việc này ngươi muốn nhúng tay vào quả thực quá miễn cưỡng. Lúc này phía xa vang lên thanh âm giống như cười của Hỷ Vô Thường. Trong thanh âm mang theo sự lạnh lẽo khiến cho người ta rùng mình. Hỷ Vô Thường nói xong, ánh mắt co lại, thủ ấn trong tay được kết, đồng thời trong tay Hỷ Vô Thường có một đạo quang trụ màu lam được ngưng tụ. Một cỗ năng lượng thủy hệ như biển từ trong lòng bàn tay hắn tràn ra. Năng lượng ba động khuếch tán khiến cho không trung nhanh chóng ẩm ướt. Từng giọt mưa đột ngột hiện lên trên bầu trời, không thấy tận cùng. Vũ Tôn thi triển vũ kỹ địa cấp sao? Lục Lâm Thiên cũng nhanh chóng cảm nhận được cỗ năng lượng thuộc tính như biển ba động. Trong không gian rộng lớn lúc này tràn ngập năng lượng thuộc tính thủy, toàn bộ hải vực phía dưới cuồn cuộn, khí thế kinh khủng này chỉ sợ vũ xuất, linh xuất bình thường gặp phải cũng bị đánh cho nát bét. Thật mạnh mẽ! Dưới cỗ khí thế kinh khủng này Lục Lâm Thiên có cảm giác dường như linh hồn mình bị áp chế, khiến cho hắn có cảm giác vô lực. Tu vi Vũ Tôn và Vũ Vương hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Cũng chỉ có Vũ Tôn mới có thể tạo cho hắn cảm giác như vậy. Mị Linh Vương Mộ Dung Lan Lan và Hỏa Đao Vương Trần Thắng một người là Linh Vương cửu trọng, một người là Vũ Vương cửu trọng, trước mặt hai người này chí ít hắn cũng không có cảm giác vô lực. Giữa không trung, Mộ Dung Lan Lan giống như một đầu phượng hoàng lăng không mà đứng. Ánh mắt chăm chú nhìn quang cầu trong tay Hỷ Vô Thường. Trong mắt hiện lên sự ngưng trọng không gì sánh được. Thậm chí còn có chút câu nệ. Đi! Tiếng quát nhẹ của Hỷ Vô Thường vang lên, toàn bộ không gian run rẩy, trong chớp mắt thủy cầu kia cắt ngang không trung bắn về phía Mộ Dung Lan Lan. Thủy cầu bắn ra nhìn như chậm chạp, thế nhưng trên thực tế lại đang xoay tròn bằng một tốc độ mà mắt thường không thể nhìn thấy. Cỗ năng lượng thuộc tính thủy ngập trời bên trong thủy cầu kia khiến cho Không Linh Vương, Hỏa Đao Vương, còn có Tuyệt Linh Vương, Cao Trường Cung không khỏi hít sâu một hơi. Cạch! Thủy cầu xoay tròn, không gian chung quanh lập tức nghiền nát. Bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy từng cái khe hiện lên trong không gian. Năng lượng ẩn chứa bên trong càng lúc càng kinh khủng. Linh hoàng cháo. Nhìn thủy cầu, Mộ Dung Lan Lan cảm thấy tim mình đập nhanh hơn vài phần. Đồng thời thủ ấn vội vàng biến ảo, linh lực phô thiên cái địa từ trong cơ thể bạo phát ra. Hỏa diễm trên linh hoàng khải giáp cuồn cuộn, một đạo quang cháo bằng hỏa diễm giống như thực chất được ngưng tụ ra. Đồng thời toàn bộ thân thể Phượng Hoàng bao phủ quanh người nàng. Phá! Thủy cầu màu lam trong nháy mắt đánh tới trước người Mộ Dung Lan Lan. Năng lượng ba động đáng sợ từ bên trong tràn ra khiến cho không gian rung động kịch liệt, từng cái khe đen kịt xuất hiện trong không gian mang theo khí tức khiến cho tim người khác đập nhanh. Tiếng quát của Hỷ Vô Thường vừa dứt, trong ánh mắt kinh hãi của không ít người thủy cầu đột nhiên nổ tung. Phanh! Thủy cầu nổ tung ở trước người Mộ Dung Lan Lan. Mặt nước trong hải vực mấy nghìn thước chung quanh đột nhiên cuộn trào, giống như có một quả bom nguyên tử vừa nổ dưới mặt nước vậy. Sóng nước trực tiếp bị đánh nát, tức thì cả hải vực cuồn cuộn. Vô số yêu thú trong nước bị đánh thành huyết vụ, toàn bộ hải vực giống như biển gầm, từng cơn sóng biển cao vài trăm thước xuất hiện. Vụ nổ đáng sợ như vậy, sợ rằng ngay cả Vũ Vương nhị trọng bình thường nếu như bị lan tới không chết thì cũng phải bị thương nặng. Mà nếu đổi lại là Vũ Xuất và Linh Xuất, thì không có tư cách nói tới. Lục Lâm Thiên, Lăng Thanh Tuyền, Không Linh Vương, Hỏa Đao Vương, Tuyệt Linh Vương, Cao Trường Cung lập tức thối lui. Tuy rằng cách nhau khá xa, thế nhưng mọi người cũng không dám để nó lan tới gần. Phanh phanh! Trong không gian hỗn loạn có một đạo quang cháo bằng hỏa diễm sừng sững trên không trung. Công kích cuồng bạo, kinh khủng tới cực điểm như vậy không ngờ chỉ khiến nó ba động không ngừng mà thôi. Cạch cạch! Quang cháo bằng hỏa diễm này rốt cuộc cũng không thể chịu được cỗ lực lượng mạnh mẽ như vậy, ầm ầm bị nghiền nát. Phanh phanh.
không gian hỗn loạn lập tức dần bình tĩnh lại, thậm chí có thể nói thời gian bạo động chỉ có 3-4 cái chớp mắt mà thôi. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh phượng hoàng đỏ rực bị đánh bay ra. Khục khục, trong miệng Mộ Dung Lan Lan phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt chuyển thành trắng bệch. Tuy rằng nàng là linh vương cửu trọng, thế nhưng cũng chỉ mới đột phá lên linh vương cửu trọng không lâu trước đó mà thôi, thậm chí ngay cả khí tức trên người cũng chưa ổn định. Thế nhưng mặc dù là như vậy, nàng gặp phải bất luận một vũ vương cửu trọng nào cũng có thể chống lại được, tuyệt đối không thành vấn đề. Thậm chí muốn đánh chết người có tu vi đồng cấp có lẽ cũng không có vấn đề quá lớn. Trong đám người đồng cấp, người có thể khiến cho nàng kiêng kỵ sợ rằng cũng chỉ có đám người Bôn Giật Vương Vân Khiếu Thiên, Ngọc Linh Vương Lữ Chính Cường mà thôi. Thế nhưng đối thủ hiện tại của nàng chính là Hỷ Vô Thường có tu vi vũ tôn nhất trọng. Nàng vừa mới đột phá Linh Vương cửu trọng không lâu, khí tức bất ổn, hơn nữa khoảng cách giữa Linh Vương và vũ tôn quá lớn. Tuy rằng nàng có thứ dựa vào, thế nhưng muốn chân chính chống lại vũ tôn sợ rằng khó có thể làm được. Đảo chủ. Sắc mặt ba người Hỏa Đao Vương, Tuyệt Linh Vương, Cao Trường Cung đại biến. Bị vô số yêu thú thất giai sơ kỳ do Tiểu Long dẫn tới vây công, huống chi còn có Không Linh Vương khiến cho bọn họ không thể thoát thân ra. Vũ tôn nhất trọng cũng chỉ có thể mà thôi. Dưới sự bao phủ của Linh Hoàng Khải Giáp, Mộ Dung Lan Lan chỉ bị đánh bay mấy chục thước, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt nhìn về phía trước không có một chút biến động nào. Thế nhưng sắc mặt đã có chút biến hóa. Linh Hoàng Khải Giáp của Thiên Vân Đảo quả nhiên lợi hại. Thế nhưng ta thấy Tiểu Hoa Nhi ngươi cũng không chịu nổi công kích của ta lần nữa. Hôm nay người chúng ta muốn đối phó không phải là Thiên Vân Đảo các ngươi, không muốn động thủ với ngươi. Thế nhưng nếu ngươi dám nhúng ta vào chuyện này thì ngươi có thể thử xem ta có dám ghét ngươi hay không. Hỷ Vô Thường vui vẻ nói. Tam trưởng lão, chúng ta đi. Ánh mắt Mộ Dung Lan Lan không ngừng biến hóa, nàng hiểu. Nếu như hôm nay Lục Lâm Thiên bị Linh Vũ giới mang đi, mặt mũi của Thiên Vân Đảo không lấy lại được. Thế nhưng thực lực hiện tại của nàng không thể địch lại đối phương. Đấy là Nộ Vô Thường kia còn không ở đây, nếu như nàng ta quay trở lại thì Thiên Vân Đảo càng thêm phiền toái. Lưu lại cũng không có lời. Cho nên sau khi suy nghĩ một lát, tinh quang trong mắt Mộ Dung Lan Lan hiện lên, nàng lập tức quyết định rời đi. Lúc này chỉ có rời đi mới là lựa chọn tốt nhất. Oán khí lần này sau này nhất định phải tính với Linh Vũ giới. Mộ Dung Lan Lan rời đi, Hỏa Đao Vương, Kiếm Linh Vương, còn có Cao Trường Cung bị thương không nhẹ, ba người này không có một chút ý kiến gì, lập tức theo Mộ Dung Lan Lan rời đi. Đám yêu thú thất giai lúc này cũng không ngăn cản, những yêu thú thất giai này bị uy áp của Tiểu Long cho nên mới nghe lệnh. Tiểu Long rời đi đã lâu, hơn nữa vừa rồi nhìn thấy công kích kinh khủng của Hỷ Vô Thường khiến cho yêu thú trong hải vực tử thương 8-9 phần, trí tuệ của đám yêu thú này không thua nhân loại, cho nên lập tức tiến vào màn nước biến mất trong hải vực. Những nhân loại này không phải là người mà bọn nó có thể đắc tội. Mộ Dung Lan Lan nhìn Lục Lâm Thiên, ánh mắt khẽ đổi, hai cánh rung lên, mang theo mấy khí tức suy yếu trong nháy mắt rời đi. Lần này thảm rồi. Ánh mắt Lục Lâm Thiên biến đổi. Mị Linh Vương Mộ Dung Lan Lan bị ép rời đi, tuy rằng nói Mộ Dung Lan Lan này cũng tới đối phó với hắn. Thế nhưng vừa rồi vô hình chung cũng giúp hắn không ít. Mà hiện tại Mộ Dung Lan Lan đột nhiên rời đi khiến cho phiền phức của hắn lớn tới cực điểm. Được rồi, tiểu tử, người thúc thủ chịu trói hay để lão phu động thủ đây? Hỷ Vô Thường cười hì hì xuất hiện trước mặt Lục Lâm Thiên. Ánh mắt trực tiếp tập trung vào trên người Lục Lâm Thiên. Mặc dù hắn biết Lục Thiếu Du là hạng người bất phàm, ngay cả thiếu chủ cũng 3 lần 7 lượt thua trong tay Lục Thiếu Du này. Thế nhưng bằng vào thực lực của hắn, muốn bắt Lục Thiếu Du trước mắt này đương nhiên không có một chút vấn đề nào. Lục Lâm Thiên nhíu mày, trước có Lăng Thanh Tuyền, sau có Hỷ Vô Thường. Khuôn mặt khẽ đổi, trong lòng ngưng trọng tới cực điểm. Lần này phiền lớn. Khóe miệng Lục Lâm Thiên hiện lên nụ cười khổ, bị Vũ Tôn nhìn chằm chằm vào, hắn có thể chạy tới chỗ nào? Có lẽ cho dù chạy tới đâu cũng không thoát. Tên vô sỉ kia, sau khi bắt ngươi chuyện thứ nhất ta muốn làm chính là đem đầu lưỡi ngươi cắt đi. Ánh mắt Lăng Thanh Tuyền lạnh lẽo nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên không nói gì, ánh mắt đảo qua không trung. Không biết đám người Tiểu Long đã rời đi hay chưa? Nộ Vô Thường trong Hỷ Nộ Vô Thường cũng là Vũ Tôn, lực phòng ngự của Tiểu Long có thể hoàn toàn không để ý tới công kích dưới Vũ Tôn. Thế nhưng đối mặt với Vũ Tôn chân chính, không biết bằng vào tu vi của Tiểu Long hiện tại có thể rời đi hay không.
Dù sao Tiểu Long cũng chỉ có tu vi thất giai sơ kỳ, chỉ mong bọn họ có thể thuận lợi rời đi. Làm sao bây giờ? Trong lòng Lục Lâm Thiên không ngừng suy nghĩ, nếu rơi vào trong tay đám người Linh Vũ Giới thì hắn tuyệt đối sẽ giữ nhiều lành ít. Linh Vũ Giới không giống như Thiên Vân Đảo, nhất định không thể rơi vào trong tay Linh Vũ Giới, thế nhưng cho dù hắn liều mạng dùng toàn lực, chống lại Lăng Thanh Tuyển có lẽ không thành vấn đề. Thế nhưng chống lại Hỉ Vô Thường kia thì rất khó, Lăng Thanh Tuyển này tuyệt đối không buông tha cho hắn, còn có Hỉ Vô Thường kia nữa, cho nên cho dù hắn liều mạng cũng không có kết quả khả quan bao nhiêu. Mà coi như là bại lộ hồn anh và đại hồn anh thì có lẽ kết quả cũng không lớn hơn được bao nhiêu. Vạn nhất tổn thất đại hồn anh mà nói, khi đó có khóc cũng không còn kịp. Thúc thủ chịu trói đi. Một tiếng cười nhàn nhạt từ trong miệng Hỉ Vô Thường đột nhiên vang lên. Hỉ Vô Thường không cho Lục Lâm Thiên bao nhiêu thời gian, một bàn tay to giống như thực chất đem theo sóng biển cuồn cuộn phía dưới lập tức được ngưng tụ thành hình, sau đó nhanh như thiểm điện xẹt qua không gian bắn về phía Lục Lâm Thiên. Chảo ấn đánh xuống, không gian vặn vẹo, gợn sóng trong không gian trực tiếp vặn vẹo theo. Trong không gian Lục Lâm Thiên đứng có một cỗ lực lượng mạnh mẽ áp xuống khiến cho Lục Lâm Thiên ngay cả di động thân thể cũng có chút khó khăn. Siêu! Lục Lâm Thiên vội vã thối lui, chân khí phô thiên cái địa từ trong cơ thể bạo phát ra. Cuối cùng rót vào trên huyễn ảnh thanh vũ, tiếng sấm nổ mạnh vang lên, thế nhưng không thể thoát thân ra khỏi không gian này. Linh khí phi hành địa cấp. Đây chính là bảo vật tốt ha. Hỉ Vô Thường cười hì hì nói. Trong tay đánh ra một đạo chảo ấn hung hăng bắn về phía không gian nơi Lục Lâm Thiên đang đứng. Phanh phanh. Trong không gian vang lên thanh âm trầm thấp, không gian vặn vẹo quanh thân Lục Lâm Thiên trực tiếp nổ tung. Khục khục. Trong không gian vặn vẹo, Lục Lâm Thiên không thể tránh được công kích. Dưới cỗ lực lượng mạnh mẽ kia, thân thể giống như bị một đòn nghiêm trọng, cơ thể chấn động, khí huyết cuồn cuộn. Miệng lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt cũng lập tức trắng bệch. Vũ Tôn nhất trọng, ngươi cho rằng có thể tùy ý bắt nạt bản công tử sao? Ngay khi Lục Lâm Thiên phun ra một ngụm máu, sắc mặt hắn lạnh lùng, bàn tay lau vết máu nơi khóe miệng. Bại lộ thì bạo lộ, dù sao so với chuyện hắn rơi vào trong tay Linh Vũ Giới còn tốt hơn nhiều. Nói xong, vẻ mặt Lục Lâm Thiên trầm xuống, quanh thân trong nháy mắt có một đạo quang mang màu tím bạo phát. Thủ ấn trong tay được kết, từ trong lòng bàn tay có một đạo lưu quang màu tím xoay tròn trong lòng bàn tay phải. Đạo lưu quang màu tím này xuất hiện, toàn bộ không trung đột nhiên có một cỗ khí tức quỷ dị lan tràn. Hầu như là cùng một lúc, trong không trung bỗng nhiên run rẩy. Lúc này Hỉ Vô Thường đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo, một cỗ cảm giác nguy hiểm cực độ đang nhanh chóng lan tràn ra trong đầu hắn. Ngay cả hai người Lăng Thanh Tuyền, Không Linh Vương phía xa lúc này cũng phải biến sắc. Ánh mắt lập tức nhìn kỹ vào trong lòng bàn tay của Lục Lâm Thiên. Cỗ khí tức nguy hiểm khiến cho hai người cảm thấy lạnh lẽo là đến từ trên cỗ năng lượng ba động của đạo lưu quang màu tím kia. Lúc này khóe miệng Lục Lâm Thiên hiện lên nụ cười quỷ dị. Tới lúc này hắn cũng chỉ có thể bại lộ con bài chưa lật cuối cùng của bản thân mình. Nụ cười vừa dứt, Lục Lâm Thiên đem đạo lưu quang màu tím trong tay ném về phía trước. Tử Lôi Huyền Đỉnh. Đạo lưu quang màu tím này xẹt qua không gian. Trực tiếp xuyên qua không gian vặn vẹo chung quanh Lục Lâm Thiên rồi xoay quanh trên bầu trời. Hỉ Vô Thường, Không Linh Vương, Lăng Thanh Tuyền đột nhiên kinh hãi. Trong hải vực lúc này đột nhiên có một đám lôi vân kéo tới. Trong lôi vân không ngừng có tia lửa bắn ra. Một cỗ khí tức khiến cho tim mấy người đập nhanh truyền tới. Ba người lập tức cảm giác được một cỗ lực lượng áp chế. Sắc mặt Lục Lâm Thiên ngưng trọng, thủ ấn liên tục kết xuất. Đạo lưu quang màu tím trong bầu trời trong nháy mắt mở rộng, bành trướng tới mấy trăm thước. Đây là một đại đỉnh ba chân màu tím, bên trên có bí văn lôi điện dày đặc. Quang mang ngập tràn khiến cho thiên địa chung quanh run rẩy. Đây là... Ba người hít sâu một hơi, nhìn lôi vân đột nhiên xuất hiện trong bầu trời, cả không gian lập tức phong vân biến sắc, lôi vân dày đặc, từng tiếng sấm ỉ ùng vang vọng khiến cho tim mọi người đập nhanh. Toàn bộ bầu trời giống như trong nháy mắt từ bình minh chuyển thành ban đêm vậy. Lôi vân màu tím hiện ra bao phủ toàn bộ bầu trời hải vực. Sắc trời lúc này đột nhiên ảm đạm, khí tức ngập trời từ trong lôi vân tràn ra khiến cho cả không gian rộng lớn không ngừng run rẩy. Ong ong! Khi thủ ấn của Lục Lâm Thiên lần nữa được kết, đại đỉnh ba chân màu tím lớn vài trăm thước trên bầu trời trong nháy mắt chụp ở giữa không trung. Đại đỉnh xoay tròn, không gian chung quanh vặn vẹo. Phía dưới đại đỉnh xuất hiện một hắc động lớn,
chu vi chung quanh có vô số lôi vân màu tím. Dường như lôi vân và đại đỉnh ba chân này đã hòa thành một thể, giống như đem không gian hòa tan tạo thành một thể, tuy hai mà một. Bằng mắt thường cũng có thể thấy được, lôi vân màu tím kéo tới, trong bầu trời tràn ngập lôi điện màu tím, giống như là có một thác nước lôi điện màu tím ở trong bầu trời. Toàn bộ hải vực bị một mảnh lôi vân màu tím bao phủ mang theo khí tức khiến tim người khác đập nhanh. Uy áp cường hãn từ bên trong tràn ngập ra khiến cho ba người Lăng Thanh Tuyền, Hỷ Vô Thường, Không Linh Vương nổi da gà. Trong nháy mắt lôi vân màu tím mang theo lôi điện đánh xuống. Từng đạo lôi điện mang theo khí tức khiến tim đập nhanh bắn xuống. Lôi điện xuyên qua không gian khiến cho tim càng ngày đập càng nhanh. Dưới cỗ uy áp kinh người kinh, trong lòng ba người Hỷ Vô Thường trùng xuống. Nếu như để lôi điện màu tím này đánh xuống, trong ba người không có một ai có thể chống lại. Vũ linh khí thiên cấp, đây là thần khí, trên người tiểu tử này không ngờ lại có thần khí. Hỷ Vô Thường dù sao cũng là người có kiến thức rộng rãi. Cảm nhận uy áp kinh người này, ngoại trừ thần khí ra sợ rằng không có vật nào có khả năng có nó. Trong lòng hắn hiện tại khiếp sợ tới cực điểm. Thần khí A, đây chính là linh khí mạnh nhất trên toàn bộ đại lục. Trên người tiểu tử này không ngờ lại có thần khí. Trong lòng hắn vô cùng kinh hãi, đồng thời trong lòng Hỷ Vô Thường cũng hiện lên sự tham lam. Trước mặt thần khí không ai có thể che giấu được sự tham lam trong lòng mình. Mà lúc này bầu trời hải vực dưới lôi điện màu tím không ngừng run rẩy. Năng lượng ba động đáng sợ từ trong lôi vân truyền ra khiến cho trong không gian không ngừng vang lên thanh âm trầm thấp. Dưới khí tức cường hãn này toàn bộ hải vực phía dưới chấn động, giống như là mặt đất địa chấn. Ở chỗ sâu trong hải vực không ngừng có yêu thú rít gào. Lôi điện lóe lên trên bầu trời, trong nháy mắt hóa thành từng tia sấm sét lao ra khỏi lôi vân. Sấm sét chói mắt từ trên trời giáng xuống, đem hải vực rộng lớn chung quanh bao phủ. Không tốt. Giờ phút này, trong lòng ba người Hỷ Vô Thường, Lăng Thanh Tuyền, Không Linh Vương cảm thấy lạnh lẽo. Dưới lôi vân kinh người này, ngay cả linh hồn bọn họ cũng phải run rẩy. Chạy. Sắc mặt Hỷ Vô Thường đại biến, đồng thời chân khí quanh người tràn ra, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh nhanh chóng chạy đi. Trong không gian này hắn đã cảm nhận được một cảm giác nguy hiểm tuyệt đối. Lăng Thanh Tuyền, Không Linh Vương lúc này tuy rằng cách nhau khá xa thế nhưng cũng nhanh chóng chạy trốn, căn bản không dám ở lại gần. Còn muốn chạy sao, chậm rồi. Phía dưới, sắc mặt Lục Lâm Thiên trắng bệch tới cực điểm. Khóe miệng chảy ra máu tươi. Miệng lạnh lùng quát lên một tiếng, ánh mắt lạnh lẽo tới cực điểm. Tử Kim Huyền Lôi. Chỉ trong nháy mắt lôi điện phô thiên cái địa trong bầu trời đánh xuống. Toàn bộ không gian bạo liệt, thanh âm bạo liệt sắc bén vang lên liên tục. Nơi sấm sét đi qua, không gian ầm ầm sụp đổ. Sấm sét mang theo lực lượng đáng sợ trực tiếp đánh về phía Hỷ Vô Thường. Thanh thế này hoàn toàn có thể đem Vũ Vương trực tiếp đánh thành từng mảnh nhỏ. Thủy năng toàn cương cháo. Dưới cỗ khí thế này sắc mặt Hỷ Vô Thường kinh hãi, giống như chó nhà có tang nhanh chóng chạy trốn. Thế nhưng trong không gian tràn ngập lôi điện này giống như có thêm một cỗ lực lượng không gian, trực tiếp ngăn cản hắn thoát thân. Sắc mặt Hỷ Vô Thường đại biến, trong lòng vô cùng sợ hãi. Bàn chân đạp mạnh hư không, một cỗ lam quang hiện lên, không gian phía sau Hỷ Vô Thường lập tức vặn vẹo. Đồng thời một dòng xoáy khổng lồ xuất hiện sau đó lập tức bao phủ trước người. Ầm ầm. Trong chốc lát, không gian rung động, hơn 10 đạo sấm sét đồng thời đánh vào thủy năng toàn cương cháo của Hỷ Vô Thường. Cạch cạch, sấm sét đánh xuống, thủy năng toàn cương cháo kia trực tiếp nứt nẻ. Thế nhưng Hỷ Vô Thường lập tức tu bổ, cương cháo lần nữa khôi phục. Khục khục, trong thủy năng toàn cương cháo, sắc mặt Hỷ Vô Thường đột nhiên trắng bệch tới cực điểm. Miệng phun ra một ngụm máu, khí tức lập tức suy yếu. Hắn mới chỉ ngăn cản được ba tia sấm sét kinh khủng nhất. Ầm ầm. Thế nhưng Tử Kim Huyền Lôi kinh khủng này cũng chưa dừng lại, ngay sau đó lôi vân trên bầu trời cuồn cuộn rồi đột nhiên co rụt lại. Lôi điện màu tím quanh quẩn, lần nữa có vô số sấm sét giống như cự mãng từ trong lôi vân màu tím bắn ra. Sấm sét màu tím xé rách không gian mang theo âm hưởng đáng sợ lần thứ hai hung hăng bắn vào trên thủy năng toàn cương cháo của Hỷ Vô Thường kia. Khục khục. Dưới cỗ lực lượng mạnh mẽ này, Hỷ Vô Thường căn bản không thể chống lại lần nữa. Miệng lại phun ra một ngụm máu lớn, trên thủy năng toàn cương cháo kia vang lên tiếng cạch cạch, trực tiếp bị nghiền nát rồi hóa thành năng lượng tiêu tán trong không trung. Ầm ầm.
Ngay khi thủy năng toàn cương cháo của Hỷ Vô Thường vỡ nát thì có một đạo sấm sét to như cánh tay từ phía chân trời mang theo kình phong sắc bén ầm ầm đánh về phía Hỷ Vô Thường. Ngao! Trong không gian hôn ám, hỗn loạn này sắc mặt Hỷ Vô Thường trắng bệch tới cực điểm, cuối cùng dùng những tia chân khí cuối cùng, cánh tay kết thủ ấn, đột nhiên có một đầu thú ảnh màu lam hiện ra. Uy áp kinh người trên đầu thú ảnh này cực kỳ kinh khủng. Chung quanh thú ảnh trực tiếp xuất hiện những cái khe trong không gian. Một cỗ khí tức khiến cho tim người khác đập nhanh không ngừng từ trong cái khe truyền ra. Một kích này chính là một kích liều mạng cuối cùng của Hỷ Vô Thường. Thế nhưng dường như tất cả đều là phí công vô ích. Đạo sấm sét màu tím này đánh vào trên đầu thú ảnh kia, lôi điện bắn ra bốn phía. Bằng mắt thường có thể thấy được, đầu thú ảnh màu lam kia trong chớp mắt nổ tung. Trong không gian lập tức xuất hiện một lỗ đen cực lớn. Ầm ầm. Tiếp đó đạo sấm sét màu tím này trực tiếp đánh vào trên thân thể Hỷ Vô Thường rồi hóa thành vô số lôi điện nhỏ, tiến vào trong thân thể hắn. Hỷ Vô Thường này là vũ tôn nhất trọng, tuyệt đối là siêu cấp cường giả. Thế nhưng siêu cấp cường giả lúc này con ngươi đang co rút lại. Hắn thật không ngờ ngày hôm nay lại mất mạng trong tay Vũ Vương Tam Trọng. Khi đạo sấm sét kia đánh xuống hắn cảm giác được thân thể bên ngoài của mình trực tiếp bạo liệt. Máu tươi bắn ra không ngừng. Lực lượng tiến vào trong cơ thể, sau đó điên cuồng công kích toàn thân, lục phủ ngũ tạng của hắn. Vũ tôn nhất trọng thì sao? Ngày hôm nay bản công tử cũng có thể tiêu diệt ngươi. Toàn bộ không gian lúc này đều nằm trong sự khống chế của Lục Lâm Thiên. Trên lôi vân, tiếng sấm ỉ ùng vang lên không ngớt. Lôi vân màu tím không ngừng bắn ra những đạo điện mang màu tím. Điện mang hội tụ thành sấm sét đánh xuống thân thể Hỷ Vô Thường. Mạng ta xong rồi. Trong chớp mắt này, trong mắt Hỷ Vô Thường hiện lên vẻ kinh hãi. Nhìn đạo sấm sét màu tím từ trên lôi vân đánh xuống, trong lòng hắn tràn ngập sự tuyệt vọng. Hắn thật không ngờ kết cục của mình lại chết trong tay một Vũ Vương Tam Trọng. Phía xa, tuy rằng Lăng Thanh Tuyền và Không Linh Vương cách nhau khá xa, lại nhanh chóng thối lui thế nhưng vẫn bị ảnh hưởng. Dưới lôi điện ngập trời, lực lượng dư ba khiến cho thân thể hai người Lăng Thanh Tuyền, Không Linh Vương dường như bị một đòn nghiêm trọng. Cả hai lập tức phun ra máu tươi, căn bản không dám tới gần. Sấm sét đánh xuống, trực tiếp đánh vào trên người Hỷ Vô Thường. Hỷ Vô Thường cảm nhận từng tia lôi điện không ngừng phá hủy thân thể mình. Ngay cả bản thể cường hãn của cường giả Vũ Tôn cũng không thể chống lại được sự phá hủy này. Gân cốt, huyết mạch, kinh mạch trong cơ thể hoàn toàn bị nó phá hủy. Phanh! Đan điền của Hỷ Vô Thường lập tức nổ tung, toàn bộ thân thể bị sấm sét đánh thành từng mảnh nhỏ. Siêu. Trong nháy mắt khi thân thể Hỷ Vô Thường nổ tung thì có một đạo quang mang màu trắng phóng lên cao, muốn thoát khỏi không gian tràn ngập lôi điện này. Thu. Lục Lâm Thiên hét lớn một tiếng, thủ ấn trong tay lần nữa được kết. Đại đỉnh ba chân trong lôi vân màu tím hóa thành một đạo lưu quang màu tím, không gian chung quanh vặn vẹo. Đạo lưu quang màu trắng kia lập tức kinh hãi, đồng thời khuôn mặt Hỷ Vô Thường hiện lên. Đây chính là hồn anh của Hỷ Vô Thường muốn thoát đi. Đạo lưu quang màu tím kia chính là tử lôi huyền đỉnh, tiếp theo tử lôi huyền đỉnh trực tiếp bao phủ không gian. Đem hồn anh của Hỷ Vô Thường muốn đào tẩu thu vào bên trong. Ngay sau đó tử lôi huyền đỉnh quay về trong tay Lục Lâm Thiên rồi tiến vào trong đan điều. Khục khục. Làm xong chuyện này, Lục Lâm Thiên lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, cảnh vật trước mắt vặn vẹo, khí tức suy yếu cực độ. Thôi động tử lôi huyền đỉnh khiến cho hắn tiêu hao vô cùng nặng nề. Thậm chí còn nặng nhất từ trước tới nay. Siêu. Khí tức trên người Lục Lâm Thiên suy yếu, thậm chí còn không thể chống đỡ nổi. Sau khi một tia chân khí cuối cùng tiêu hao hết thì huyễn ảnh thanh vũ phía sau lưng trực tiếp biến mất. Thanh linh khải giáp không trọn vẹn trên người cũng bị thu lại. Thân thể trực tiếp từ trên không trung rơi xuống hải vực. Trong chớp mắt này linh lực trong người Lục Lâm Thiên bạo phát, thân thể lần nữa lăng không mà đứng. Lúc này khí tức kinh khủng trong hải vực vừa rồi còn chưa tiêu tán. Mấy đạo sấm sét màu tím đánh xuống hải vực tạo thành mấy cột sóng biển kinh khủng cuồn cuộn. Lôi vân màu tím đột nhiên biến mất, tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Cỗ lực lượng kinh khủng kia quét ngang không gian, sau khi lôi vân màu tím tiêu tán, cả không gian vẫn còn run rẩy, một lát sau mới yên tĩnh trở lại. Trong không gian tràn ngập một cỗ khí tức hủy diệt. Lăng Thanh Tuyền và Không Linh Vương sắc mặt trắng bệch phía xa lúc này còn chưa phục hồi tinh thần lại. Dưới cỗ uy áp kinh khủng vừa rồi khiến cho bọn họ có cảm giác phủ phục trên mặt đất. Tử lôi huyền đỉnh, vừa rồi là tử lôi huyền đỉnh.
Ánh mắt Không Linh Vương kinh hãi mang theo sự kinh ngạc. Lúc này hắn bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, hắn cũng ẩn thân bên trong huyền thiên bí cảnh, mục tiêu chính là Tử Lôi huyền đỉnh trong truyền thuyết. Thế nhưng cuối cùng lại tay không mà về. Lúc này rốt cuộc hắn cũng nhớ tới một chuyện, đồn rằng Lục Lâm Thiên bị nhốt trong huyền thiên bí cảnh 2 năm sợ rằng đã chiếm được Tử Lôi huyền đỉnh này. Tử Lôi huyền đỉnh. Lăng Thanh Tuyền nhíu mày, ánh mắt kinh ngạc mang theo sự ngưng trọng đảo qua người Lục Lâm Thiên. Tiếp theo hai cánh bằng chân khí màu trắng kẽ động, thân thể nhanh chóng lao thẳng về phía Lục Lâm Thiên. Hóa ra đồ vô sỉ nhà ngươi lại chiếm được thần khí Tử Lôi huyền đỉnh của huyền thiên yêu tôn lúc trẻ. Chỉ tiếc, ngươi không có năng lực thôi động lại một lần nữa. Lăng Thanh Tuyền yêu kiều quát lên một tiếng, thân thể bắn tới trước mặt Lục Lâm Thiên. Lần sau nếu như ngươi rơi vào trong tay ta, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là vô sỉ. Ánh mắt Lục Lâm Thiên đảo qua, ngay khi Lăng Thanh Tuyền đánh tới, thân thể nhanh chóng thối lui, không dám dừng lại một chút nào. Tu vi vũ giả của hắn đã tiêu hao tới cực hạn, tuy rằng có tu vi linh giả chống đỡ, thế nhưng tu vi vũ giả đã tiêu hao hầu như không còn. Lại thêm thương thế trên người, đối với tu vi linh lực có ảnh hưởng cực lớn. Lại nói với tu vi linh vương tứ trọng, Lục Lâm Thiên tự biết bản thân mình không thể chống lại Lăng Thanh Tuyền. Nỏ mạnh hết đà, thiếu đi linh khí phi hành địa cấp, người còn có thể chạy thoát khỏi tay ta sao? Hai cánh sau lưng Lăng Thanh Tuyền rung động, thân thể tạo thành một đạo lưu quang màu trắng trên không trung trong nháy mắt xuất hiện bên cạnh Lục Lâm Thiên. Phiền phức rồi. Ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống, không thể thúc giục huyễn ảnh thanh vũ, tốc độ của hắn sẽ chậm đi mấy lần, căn bản không phải là đối thủ của Lăng Thanh Tuyền. Khanh khách, Lâm Thiên đệ đệ, đệ chắc chắn phải đi Thiên Vân Đảo của ta rồi. Lúc này phía xa có một tiếng cười quyến rũ giống như chuông bạc vang lên. Lập tức có một cỗ khí tức nóng bỏng lan tràn ra chung quanh. Mị Linh Vương Mộ Dung Lan Lan. Lục Lâm Thiên lập tức ngẩng đầu nhìn về phía trước. Thanh âm này ngoại trừ Mị Linh Vương Mộ Dung Lan Lan ra sợ rằng không có một ai khác nữa. Mà ngay trong lúc đó, một đầu phượng hoàng 7 màu hiện lên trước mắt mọi người. Quanh thân đầu phượng hoàng này được hỏa diễm bao phủ, trong nháy mắt xẹt qua phía chân trời đem theo khí tức cường hãn bắn về phía Lục Lâm Thiên. Đầu phượng hoàng 7 màu này giống như vật còn sống, toàn thân đều bị lông chim 7 màu bao phủ. Bên ngoài còn có một tầng hỏa diễm nóng phỏng, xoay quanh không trung quả thực mỹ lệ tới cực điểm. Trên đầu là khuôn mặt tuyệt mỹ của Mộ Dung Lan Lan. Siêu siêu. Phía sau Mộ Dung Lan Lan có 2 tiếng xé gió vang lên. Chính là đám người Hỏa Đao Vương, Kiếm Linh Vương, chỉ là lúc này không thấy Cao Trường Cung kia đâu. Có lẽ sau khi bị thương nặng, không còn thực lực cho nên đã trở về Thiên Vân Đảo. Nhìn thấy 3 người Mị Linh Vương Mộ Dung Lan Lan quay lại, sắc mặt 2 người Lăng Thanh Tuyền, Không Linh Vương đột nhiên đại biến. Có Hỷ Vô Thường ở đây bọn họ đương nhiên không cần sợ hãi Mộ Dung Lan Lan. Thế nhưng Hỷ Vô Thường bị Lục Lâm Thiên dùng Tử Lôi huyền đỉnh đánh chết, bọn họ không thể như trước được nữa. 2 người bọn họ còn chưa đủ sức chống lại 2 người Mị Linh Vương Mộ Dung Lan Lan và Hỏa Đao Vương Trần Thắng. Lâm Thiên đệ đệ, Tử Lôi huyền đỉnh quả nhiên ở trên người đệ. Đánh chết Hỷ Vô Thường, uy lực của Tử Lôi huyền đỉnh này quả thực vô cùng cường hãn, đệ đệ nên theo ta đi tới Thiên Vân Đảo một chuyến. Mộ Dung Lan Lan mỉm cười, nàng chưa từng đi xa nơi này. Trong lòng cũng sớm suy đoán trên người Lục Lâm Thiên có Tử Lôi huyền đỉnh. Bị nhốt trong huyền thiên bí cảnh 2 năm. Lại có lực phòng ngự kinh khủng trên bình nham đảo khiến cho nàng cực kỳ hoài nghi. Vì vậy dưới sự uy hát tép của Hỷ Vô Thường, nàng lựa chọn rời đi. Thế nhưng cũng không có rời đi quá xa. Trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Đạo lý này nàng hiểu rất rõ. Người như Lục Lâm Thiên tuyệt đối không phải là người dễ đối phó. Cho nên nàng tương kế tự kế, rời đi rồi quay lại. Cũng bởi vì như vậy lúc này nàng mới biết được trên người Lục Lâm Thiên thực sự có Tử Lôi huyền đỉnh. Khi trước nàng cũng có mặt ở Bình Nham Đảo. Từ khi nhìn thấy Lục Lâm Thiên, trong lòng nàng luôn hoài nghi, mà hiện tại hoài nghi này rốt cuộc đã có đáp án. Mộ Dung Lan Lan nói xong ánh mắt tập trung vào trên người Lục Lâm Thiên. Thần khí Tử Lôi huyền đỉnh nàng sao có thể bỏ qua được. Cho dù là Phi Linh Môn, Vân Dương Tông, Linh Thiên Môn hiện tại nàng cũng không còn cố kỵ. Nếu như Thiên Vân Đảo có được vật này, coi như trở thành địch nhân của 3 sơn môn như Linh Thiên Môn và Vân Dương Tông, Phi Linh Môn cũng đáng giá. Hay cho một nữ nhân có tâm cơ không tồi, trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, không hổ là Mị Linh Vương Mộ Dung Lan Lan. Trong lòng Lục Lâm Thiên trùng xuống,
đồn rằng Mỹ Linh Vương này không dễ chọc, hiện tại hắn rốt cuộc đã biết được nữ nhân này quả thực cực kỳ khó dây vào. Mộ Dung đảo chủ, lẽ nào ngươi muốn đi theo Hỷ Vô Thường sao? Ánh mắt Lục Lâm Thiên khẽ đổi, cắn răng nói với Mộ Dung Lan Lan. Lâm Thiên đệ đệ, đệ đã là nỏ mạnh hết đà, có thể dùng thần khí tử lôi huyền đỉnh ghét Hỷ Vô Thường đã là không tồi rồi. Muốn dùng một lần nữa sợ rằng là người nằm mộng. Mộ Dung Lan Lan mỉm cười, uy hát tép của Lục Lâm Thiên nàng không coi vào đâu. Nhìn thấy Mộ Dung Lan Lan xuất hiện, ánh mắt Lăng Thanh Tuyền trầm xuống, năm ngón tay uốn lượn. Một đôi bao tay quỷ dị đột nhiên hiện lên trong tay, trên bao tay có móng vuốt sắc bén. Trên 10 ngón ta lúc này giống như đều có độc xà chiếm giữ. Thậm chí còn đang không ngừng phun ra nuốt vào. Khí tức tràn ngập cùng với quang mang bên trên khiến cho gợn sóng trong không gian chung quanh rung động. Đây chính là vũ linh khí địa cấp linh xà minh trảo của Lăng Thanh Tuyền. Người này là của ta, ai cũng đừng mong mang hắn đi. Lăng Thanh Tuyền nhìn Mộ Dung Lan Lan, trong miệng lạnh lùng quát lên một tiếng. Y phục trên người tung bay giống như la sát, hai cánh rung động, cao quý mà kiêu ngạo, lạnh lùng mà uy nghiêm. Hai cánh tay vung lên, một cỗ khí tức bàng bạc đáng sợ từ trên chảo ấn lan tràn ra. Chảo ấn run lên, không gian trước mặt nàng lập tức bị xé rách. Một tiếng siêu vang lên, chảo ấn đột ngột bắn về phía trước mang theo lực lượng hủy diệt, cuồng bạo, xé rách không gian bắn về phía Mộ Dung Lan Lan. Chảo ấn đánh ra, Mộ Dung Lan Lan nhíu mày. Thực lực của Lăng Thanh Tuyền này nàng cũng biết. Vũ giả ngũ hệ, tu vi vũ vương thất trọng, thực lực thi triển ra không chỉ đơn giản có vậy. Đảo chủ, hai người này giao cho chúng ta. Trước tiên đảo chủ bắt Lục Lâm Thiên này đi. Dưới chảo ấn, không gian vặn vẹo. Một thanh âm trầm thấp vang lên, thân ảnh Hỏa Đao Vương trong nháy mắt xuất hiện phía trước, trong tay mang theo một thanh trường đao quỷ dị bổ về phía trước. Năng lượng thuộc tính hỏa trong không gian hội tụ, cả không gian lập tức nóng bỏng, thân thể Hỏa Đao Vương ngăn cản trước người Lăng Thanh Tuyền. Hai cỗ năng lượng va chạm, cả không trung run rẩy, kinh khí cường hãn hóa thành một vòng cung khuếch tán. Không Linh Vương, đối thủ của ngươi là ta. Hỏa Đao Vương Trần Thắng và Lăng Thanh Tuyền giao thủ. Không Linh Vương đang muốn tương trợ thì bị Kiếm Linh Vương ngăn cản. Hai người lập tức giao thủ với nhau, vừa ra tay là lập tức thi triển linh hồn công kích, khiến cho cả không trung run rẩy. Không Linh Vương chính là Linh Vương bát trọng, Kiếm Linh Vương của Thiên Vân Đảo chính là Linh Vương thất trọng, thực lực dường như kém hơn không ít. Thế nhưng Không Linh Vương dưới Tử Kim Huyền Lôi của Lục Lâm Thiên đã bị tổn thương. Đối mặt với Kiếm Linh Vương lúc này cũng không chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Lâm Thiên đệ đệ, chúng ta đi trước một bước đi. Hai người Hỏa Đao Vương Trần Thắng và Kiếm Linh Vương chặn Lăng Thanh Tuyền và Không Linh Vương, Mộ Dung Lan Lan nhìn Lục Lâm Thiên, khóe miệng mang theo nụ cười quyến rũ mở miệng nói. Hai cánh rung lên, trong không gian vặn vẹo lập tức xuất hiện linh hồn lực bàng bạc và hỏa diễm nóng bỏng đánh xuống. Trực tiếp bao phủ người Lục Lâm Thiên. Ong ong, quang mang trong mắt Lục Lâm Thiên chợt lóe, chung quy hắn không thể khoanh tay chịu chết. Đột nhiên có vô số đạo ảnh sắc bén hiện lên rồi quay chung quanh người Lục Lâm Thiên. Khí tức sắc bén bàng bạc lan tràn ra trong không trung. Những đạo ảnh này các vỡ gợn sóng trong không gian. Khí tức bức người khiến cho không gian run rẩy, toàn thân thể Lục Thiếu Du được bao phủ trong đao mang. Mấy trăm đạo đao mang quỷ dị xoay tròn, một cỗ khí tức vô hình trong nháy mắt khuếch tán khiến cho không gian rung động. Huyễn diễn đao trận. Nhìn thấy đao trận của Lục Lâm Thiên, ánh mắt Mộ Dung Lan Lan trầm xuống, lập tức cười nói. Lâm Thiên đệ đệ, nếu như ta đoán không sai, đây chính là huyễn diễn đao trận. Chủ nhân đời trước của nó chính là Huyễn Linh Tôn, huyễn diễn đao trận vốn là thủ đoạn thành danh của hắn, uy lực cực lớn. Có người nói phối hợp với thiên địa âm dương cùng với dị thuật biến ảo vô cùng, thôi động tới mức tận cùng có thể thi triển ra 9.999 đạo đao mang. Người này là một vị linh tôn của huyền thiên môn khi trước. Nếu không phải lần trước nhìn thấy ngươi thi triển huyễn diên đao trận này trên bình nham đảo thì ta còn không dám hoài nghi tử lôi huyền đỉnh nằm trên người ngươi. Mộ Dung Lan Lan nói xong rồi lập tức nở nụ cười quyến rũ. Huyễn Linh Tôn 7.000 năm trước kia với một cường giả của Thiên Vân Đảo khi trước có không ít giao tình. Bởi vậy bên trong Thiên Vân Đảo có không ít tư liệu về người này. Bởi vì mấy năm nay mọi người đều đang tìm kiếm bảo tàng về huyền thiên môn cho nên người của Thiên Vân Đảo đối với tư liệu về Huyễn Linh Tôn này cũng tìm kiểu kỹ càng, bảo tồn vô cùng tốt. Mộ Dung Lan Lan thì lại khắc cốt ghi tâm. Lần trước trên bình nham đảo,
nhìn thấy Lục Lâm Thiên thi triển huyễn diễn đao trận này, nàng đã bắt đầu hoài nghi Tử Lôi Huyền Đỉnh rơi vào trong tay Lục Lâm Thiên. Kỳ thực Mộ Dung Lan Lan cũng không biết, huyễn diễn đao trận này chính là thứ mà Lục Lâm Thiên chiếm được khi phân bảo ở tầng bên ngoài với người nhất tông nhất giáo nhất môn nhất trang. Ai biết Mị Linh Vương này lại hoài nghi trên người Lục Lâm Thiên có huyễn diễn đao trận của huyễn linh tôn, từ đó lại suy đoán trên người Lục Thiếu Du có Tử Lôi Huyền Đỉnh, thế nhưng đây cũng là sự thật. Suy đoán của Mộ Dung Lan Lan vô cùng chính xác. Đối với việc Mộ Dung Lan Lan biết huyễn linh tôn Lục Lâm Thiên cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao chuyện này cũng không có quan hệ quá lớn với hắn. Dưới áp lực không gian quanh người lúc này đã tới cực hạn mà Lục Lâm Thiên có thể chịu đựng, hắn hét lớn một tiếng. Huyễn diễn đao trận, đi! Thanh âm vừa dứt, thủ ấn trong tay Lục Lâm Thiên dương lên. Mấy trăm đạo đao mang quanh người lập tức phóng lên cao, trong nháy mắt hóa thành từng đạo quang trụ bằng đao mang lớn xé rách không gian bắn về phía Mộ Dung Lan Lan. Đao mang phóng lên cao, như hợp với thiên địa âm dương, từng đạo đao mang huyền ảo bắn về phía trước. Từng đạo gợn sóng trong không gian vặn vẹo không ngừng khuếch tán. Thế nhưng đao mang thủy chung vẫn không thể phá vỡ không gian vặn vẹo chung quanh Mộ Dung Lan Lan. Phá! Khuôn mặt Mộ Dung Lan Lan có chút kinh ngạc, dường như uy lực của huyễn diễn đao trận này khiến cho nàng cảm thấy ngoài ý muốn. Ánh mắt quyến rũ trầm xuống, hai cánh trên linh hoàng khải giáp rung lên, một cỗ linh lực bàng bạc bạo phát. Phanh phanh phanh! Thanh âm bạo liệt vang lên, không gian trực tiếp bạo tạc. Huyễn diễn đao trận lập tức bị kiềm hãm rồi tan vỡ dưới cỗ lực lượng ngập trời. Kinh khí trùng kích vào thân thể Lục Lâm Thiên, cỗ kinh khí cuồng bạo giống như thủy triều mạnh mẽ đánh vào trong cơ thể hắn, hầu như là trong nháy mắt lục phủ ngũ tạng của hắn cũng bị trùng kích. Khục khục. Trên phương diện linh giả, hiệu quả của bất diệt huyền thể đối với Lục Lâm Thiên yếu hơn không ít, cho nên lúc này hắn lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Đồng thời một cỗ khí tức nóng bỏng nhanh chóng tiếp cận hắn. Ngay khi Lục Lâm Thiên bị thương nặng, mấy đạo cấm chế trực tiếp được đánh vào trong cơ thể hắn, thân thể Lục Lâm Thiên bị phong bế, không thể nhúc nhích. Ta đi trước một bước, Tam trưởng lão, mau lui lại. Mộ Dung Lan Lan nói xong, hai cánh rung lên, thân ảnh giống như phượng hoàng bắn về phía xa. Lưu lại người cho ta. Ánh mắt Lăng Thanh Tuyền biến đổi, thật vất vả mới bắt được Lục Lâm Thiên, làm sao nàng có thể để cho người khác đoạt mất. Nhìn Hỏa Đao Vương Trần Thắng trước mặt, ánh mắt nàng lập tức lạnh lẽo, chân khí bạo phát. Mái tóc tung bay giống như mang theo lực lượng xuyên thủng không gian, một cỗ khí tức bàng bạc, sắc bén từ trong cơ thể khuếch tán ra. Tiếp theo, hai tay Lăng Thanh Tuyền giao nhau, từng đạo thủ ấn quỷ dị được kết, năng lượng bàng bạc như biển trong thiên địa lập tức hội tụ tới. Trên linh xà minh trảo kia có một cỗ khí tức quỷ dị lan tràn. Một cỗ sương mù từ bên trong tản ra. Cỗ khí tức này khuếch tán khiến cho trong lòng người ta cảm thấy lạnh lẽo, giống như có một vật hung hãn nào đó đang muốn phá không mà ra. Minh xà thiên diệt. Lăng Thanh Tuyền lạnh lùng quát lên một tiếng, quanh thân được một cỗ thanh minh chi khí bao phủ, y phụ tung bay, giống như la sát. Hai đạo chảo ấn từ từ mở ra, năng lượng trong thiên địa trên không trung đột nhiên như bị dẫn dẫn. Tiếp theo, trên bao tay có 10 đạo lưu quang sắc bén bắn ra, sau đó hóa thành 10 đạo xà ảnh lớn. Mỗi một đạo xà ảnh đều chừng 700 trượng, dáng vẻ dữ tợn. Trên người tràn ngập thanh minh quỷ khí, toàn bộ hải vực giống như trở thành âm phủ, hàn khí lạnh lẽo tràn ngập. Hơn 10 đạo xà ảnh trực tiếp xé rách không gian, trong nháy mắt bắn về phía Hỏa Đao Vương Trần Thắng. Dưới cỗ uy áp kinh người này, ánh mắt Hỏa Đao Vương Trần Thắng đại biến. Thực lực của Lăng Thanh Tuyền chỉ là Vũ Vương thất trọng, hắn là Vũ Vương cửu trọng, theo đạo lý mà nói. Hắn hoàn toàn không cần sợ hãi Lăng Thanh Tuyền chỉ có tu vi Vũ Vương thất trọng. Thế nhưng vừa rồi động thủ hắn mới biết được dưới công kích của Lăng Thanh Tuyền hắn chỉ chiếm được một chút tiện nghi mà thôi. Mà dưới công kích kinh khủng lúc này ngay cả tim hắn cũng đập nhanh hơn vài phần. Đến đi, Viêm Đao Quyết. Nhìn hơn 10 đạo xà ảnh kinh khủng trước mắt, Hỏa Đao Vương dù sao cũng là Vũ Vương cửu trọng, thân là tam trưởng lão của Thiên Vân Đảo, hắn cũng không phải là Vũ Vương cửu trọng bình thường. Bàn chân đột nhiên bước tới một bước, trên đại đao đỏ rực có một đạo đao mang bắn ra. Toàn bộ không gian rung động, đại đao chém xuống, hơn 10 đạo đao mang bạo phát, một cỗ năng lượng kinh khủng đột nhiên bùng lên ở phía chân trời. 10 đạo đao mang trong nháy mắt va chạm với 10 đạo xà ảnh kinh khủng kia. Siêu siêu, khí tức kinh khủng kia điên cuồng lan tràn trên không trung khiến cho không gian chung quanh rung động. Hải vực phía dưới lần nữa sóng gió ngập trời.
ầm ầm. Hai cỗ lực lượng cường hãn va chạm, cả không gian to lớn chung quanh trong nháy mắt giống như bị nghiền nát. Một vòng xoáy kinh khủng xuất hiện nhanh chóng thôn phệ kinh khí cường hãn mà hỗn loạn vào bên trong, sau đó lập tức biến mất. Khục khục. Trong không gian hỗn loạn, hai đạo thân ảnh lảo đảo từ bên trong đồng thời lùi ra. Thế nhưng Lăng Thanh Tuyền rõ ràng đã rơi vào thế hạ phong. Vũ Vương thất trọng dù sao vẫn còn chưa đủ, ta đi trước một bước. Trong lúc thân hình lảo đảo thối lui, thân ảnh Hỏa Đao Vương Trần Thắng trong nháy mắt thả người rời đi, dường như cũng có chút cố kỵ, không dám ở lại lâu. Phanh! Phía xa, Kiếm Linh Vương và Không Linh Vương công kích lẫn nhau, thân thể cả hai văng ra, Kiếm Linh Vương cũng mượn cơ hội rời đi. Thiên Vân Đảo! Ánh mắt Lăng Thanh Tuyền trắng bệch nhìn về phía Hỏa Đao Vương và Kiếm Linh Vương rời đi. Thực lực của nàng có thể tự bảo vệ mình, thế nhưng còn chưa tới mức có thể áp chế Hỏa Đao Vương và Mị Linh Vương Mộ Dung Lan Lan. Trong hải vực rộng lớn, dưới bầu trời xanh thẳm đột nhiên có một đạo quang mang đen như mực xẹt qua. Phía sau còn có một đạo quang mang đỏ rực đuổi theo, tốc độ cũng vô cùng nhanh chóng. Siêu siêu! Hai đạo quang mang đều nhanh tới cực hạn. Trong nháy mắt xẹt qua phía chân trời rồi biến mất trên không trung. Ngao! Trong hải vực rộng lớn, Tiểu Long rít lên một tiếng. Trên mặt hiện lên sự tức giận, Nộ Vô Thường phía sau đuổi theo không bỏ, tốc độ cũng cực nhanh khiến cho Tiểu Long không thể thoát khỏi đối phương. Hay cho một yêu thú quỷ dị, ta xem ngươi còn có thể chạy được bao xa. Giữa không trung, Nộ Vô Thường quát lên, không gian quanh thân trực tiếp vặn vẹo. Thân thể không ngờ lại giống như xuyên thấu không gian, từ phiến không gian này trong nháy mắt xuất hiện ở cách đó vài trăm thước. Chỉ mấy cái lắc mình đã tạo ra khoảng cách như vậy, trình độ nắm giữ không gian như thế chỉ có Vũ Tôn cùng Linh Tôn mới có thể làm được. Lão yêu bà nhà ngươi, ngươi đuổi theo không bỏ sao. Long Gia Gia cũng không sợ ngươi. Tiểu Long rít gào, vô cùng tức giận, thế nhưng nó cũng không còn cách nào khác. Luận tốc độ, dưới Vũ Tôn sợ rằng không có ai có thể đuổi theo nó. Thế nhưng đối mặt với Vũ Tôn chân chính thì vẫn còn kém một chút. Cũng không biết nó đã chạy được bao lâu, càng chạy càng thấy mệt mỏi. Nhiệt xúc, để xem ngươi chạy như thế nào. Trong chớp mắt, Nộ Vô Thường gầm lên một tiếng, một đạo chân khí nóng bỏng phá vỡ không gian ầm ầm đánh xuống. Siêu! Nơi đạo chân khí này đi qua, không gian ầm ầm run động, chân khí nóng bỏng mang theo lực lượng đáng sợ đánh vào trên xác rùa của Tiểu Long. Phanh phanh! Dưới đạo công kích này trên xác rùa của Tiểu Long bắn ra tia lửa, bí văn trên xác rùa lập tức lờ mờ. Bản thể khổng lồ của Tiểu Long trong nháy mắt từ trên không trung rơi xuống, thiếu chút nữa đập vào hải vực phía dưới. Đồng thời ánh mắt Tiểu Long lạnh lẽo, thân ảnh ba người dương quá, Lục Tâm Đồng, Như Hoa xuất hiện. Các người đi đi, ta ngăn cản lão yêu bà này. Thân thể Tiểu Long run lên, tiếp tục lăng không rồi nói. Không, Tiểu Long, Tâm Đồng. Hai người đi trước. Dương Quá rút kiếm ra khỏi vỏ, thân thể chắn trước không trung. Đại ca, để muội ngăn cản, mọi người đi trước đi. Sắc mặt Lục Tâm Đồng lúc này cực kỳ ngưng trọng, đối mặt với Vũ Tôn nàng có cảm giác vô lực, Vũ Tôn và Linh Vương, chênh lệch quá lớn. Các ngươi đừng nói lời vô ích nữa, đi mau, lão yêu bà này muốn đối phó với ta cũng không dễ đâu. Tiểu Long rít gào, thân thể to lớn trực tiếp phóng về phía Nộ Vô Thường. Cái đuôi quét ngang mang theo lực phá không đánh tới. Nhiệt xúc. Mắt nhìn cái đuôi khổng lồ của Tiểu Long đánh tới, ánh mắt Nộ Vô Thường đột nhiên co rụt lại, thủ ấn nhanh chóng được kết. Không gian run lên, một đạo quyền ấn bằng hỏa diễm được đánh ra. Quyền ấn giống như một đầu cự mãng bằng hỏa diễm xẹt qua trong không gian mang theo âm hưởng đáng sợ đánh về phía đuôi Tiểu Long. Phanh phanh. Quyền ấn trực tiếp đập vào đuôi Tiểu Long. Thanh âm bạo liệt vang lên. Long lân trên đuôi Tiểu Long tan vỡ không ít. Siêu siêu. Trong nháy mắt thân thể to lớn của Tiểu Long cuồn cuộn, trong cái miệng dữ tợn kia có hỏa diễm màu vàng bắn ra, trực tiếp hướng về phía Nộ Vô Thường. Nhiệt độ kinh khủng khiến cho sắc mặt Nộ Vô Thường trầm xuống, không nghĩ tới yêu thú quỷ dị này lại có thủ đoạn như vậy. Siêu. Trong tay Nộ Vô Thường nhanh chóng có một cỗ năng lượng thuộc tính hỏa hội tụ tạo thành một tấm khiên chắn trước người. Thế nhưng cái khiên này dưới hỏa diễm màu vàng của Tiểu Long không ngờ lại trực tiếp bị đốt cháy thành cho bụi. Ngay sau đó, thân hình Nộ Vô Thường nhanh chóng thối lui, thì mới thoát khỏi sự bao phủ của hỏa diễm màu vàng. Thế nhưng dáng vẻ lúc này vô cùng chật vật,
Cái khuôn mặt thoạt nhìn giống như mọi người có thù ghét cha với nàng lúc này lại càng thêm khó coi hơn. Khục khục. Thân thể to lớn của Tiểu Long lần nữa bị đánh bay, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Khí tức suy yếu hơn phân nửa. Một kích của cường giả Vũ Tôn so với một kích của cường giả Vũ Vương hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Các người đi mau. Đại địa kiếm quyết. Thân ảnh Dương Quá trong nháy mắt xuất hiện, lưu quang hiện lên, một đạo kiếm ảnh từ trong không gian bắn ra mang theo năng lượng thuộc tính thổ trầm trọng. Kiếm quang mang theo tiếng xé gió sắc bén kéo theo một đám tàn ảnh cùng với uy thế kinh khủng tạo thành một chiếc lưới lớn bao phủ về phía Nộ Vô Thường. Xích kim độc chu. Một tiếng quát vang lên, Lục Tâm Đồng cũng xuất hiện bên người Dương Quá, trong mi tâm Lục Tâm Đồng có một đạo quang mang màu vàng bắn ra. Chi chi. Một thanh âm quái dị khiến cho màng tai đau đớn cùng với linh hồn run rẩy trong nháy mắt vang lên. Xích kim độc chu bắn ra, từng cái chân không ngừng rung động, trong miệng có vô số răng nanh sắc bén, bên trên toát ra khói độc nhẹ nhẹ. Một cỗ sương mù màu đỏ từ trong cơ thể nó bắn ra, cỗ sương mù này xuyên thấu gợn sóng trong không gian. Thân thể to lớn dữ tợn đột nhiên nhúc nhích, một chiếc lưới lớn màu đỏ xuất hiện. Thú hồn lực bàng bạc bạo phát, lập tức bắn về phía Nộ Vô Thường. Hừ, tất cả lưu lại đi, không ai được đi cả. Ánh mắt Nộ Vô Thường trầm xuống, nhìn công kích của Dương Quá và Lục Tâm Đồng, ánh mắt không chút biến đổi, hàn ý lan tràn ra chung quanh. Bàn tay nhanh như thiểm điện đánh ra từng đạo thủ ấn kỳ dị, chân khí bàng bạc như biển từ trong cơ thể bạo phát ra. Hầu như trong nháy mắt không gian trước người Nộ Vô Thường vặn vẹo, một bức tường đột nhiên hiện lên không gian trực tiếp ngăn cản kiếm ảnh của Dương Quá và xích kim độc chu của Lục Tâm Đồng. Phanh phanh, công kích của hai người Lục Tâm Đồng và Dương Quá hung hăng đánh vào trên bức tường kia, năng lượng ngập trời khiến cho không gian run rẩy. Thanh âm bạo liệt giống như sấm sét quanh quẩn trên không trung. Kinh khí đáng sợ giống như một cơn lốc quét ngang. Dưới cỗ kinh khí kinh khủng kia, trên bầu trời không ngờ lại xuất hiện từng cái khe nhỏ lan tràn ra chung quanh. Thực lực không kém, chỉ tiếc tu vi các người còn chưa đủ. Bạo cho ta. Ánh mắt Nộ Vô Thường khẽ đổi, tay áo lần nữa vung lên. Chân khí bàng bạc từ trong cơ thể cấp tốc tuôn ra sau đó tiến vào trong bức tường kia. Không gian vặn vẹo đột nhiên bạo phát, thực lực của Dương Quá và Lục Tâm Đồng không kém, thế nhưng trong mắt Vũ Tôn nhất trọng thì còn xa mới đủ, hoàn toàn không thể chống lại. Phanh phanh phanh, không gian như nổ tung, tiếng đinh tai nhức óc không ngừng vang lên. Cả không gian rung động kịch liệt, cỗ lực lượng cuồng bạo này quá mức cường hãn. Khục khục, không có một chút sức chống cự nào. Hai người Dương Quá và Lục Tâm Đồng kêu lên một tiếng trầm thấp, miệng phun ra máu tươi. Hai người trực tiếp bị đánh bay về phía sau, hung hăng đập xuống dưới hải vực. Các ngươi có giãy giụa cũng vô dụng, trước tiên giải quyết các ngươi cho đỡ vướng tay vướng chân. Nộ Vô Thường nói xong, thân thể bắn về phía trước. Tốc độ cực kỳ kinh khủng, hầu như là trong nháy mắt lao thẳng về phía Dương Quá và Lục Tâm Đồng đang rơi xuống hải vực. Công kích một lần nữa được ngưng tụ trong tay. Tâm Đồng, Dương Quá lão đại. Tiểu Long hét lớn một tiếng, sắc mặt đại biến thế nhưng cũng không kịp ngăn cản. Siêu. Khi thân ảnh Nộ Vô Thường đánh tới Dương Quá và Lục Tâm Đồng thì một đạo quang trụ bằng hỏa diễm đánh xuống. Ngay khi đạo quang trụ bằng hỏa diễm kia sắp đánh tới người Lục Tâm Đồng và Dương Quá thì đột nhiên gợn sóng trong bầu trời rung động, một khe hở không gian trong nháy mắt xuất hiện. Thân ảnh xinh đẹp xuất hiện mang theo một cỗ uy áp mạnh mẽ bỗng nhiên tràn ra. Cảm nhận cỗ uy áp đột nhiên xuất hiện này khiến cho ánh mắt Tiểu Long đại biến, mà lúc này thân ảnh Nộ Vô Thường kia cũng đột nhiên dừng lại. Trên khuôn mặt xấu xí nhanh chóng chuyển thành kinh hãi. Một Vũ Tôn nhất trọng nho nhỏ không ngờ lại dám kiêu ngạo như vậy. Thân thể mềm mại hiểu điệu này xuất hiện, lập tức có một thanh âm nhẹ nhàng vang lên trong bầu trời. Trong thanh âm này mang theo một cỗ uy áp mạnh mẽ, mà cỗ uy áp này khiến cho hải vực rung động, sóng gió bắt đầu nổi lên. Đây là... Ánh mắt Nộ Vô Thường kinh hãi nhìn thân ảnh xinh đẹp vừa mới từ trong sóng gợn bước ra. Trong lòng lúc này vô cùng kinh sợ, tuy rằng bản thân là Vũ Tôn nhất trọng thế nhưng nàng cũng không thể làm được như thế này. Người có thể làm được bước này, đương nhiên nàng hiểu được tu vi của đối phương kinh khủng ra sao. Siêu! Đồng thời thân ảnh xinh đẹp kia hiện lên trước đạo quang trụ nóng bỏng, cánh tay dương lên, trong không gian trực tiếp xuất hiện một cái khe. Đạo quang trụ nóng bỏng kia tiến vào trong cái khe này lập tức biến mất. Ngay cả một chút ba động cũng không có. Nể tình ngươi tu luyện tới bước này không dễ, ta chỉ trừng phạt nho nhỏ.
sau này còn dám đối phó với những người này thì ngươi nhất định sẽ chết không toàn thây. Thanh âm lạnh nhạt vang lên, trong nháy mắt thân ảnh yểu điệu kia bước một bước, thân thể như quỷ mị xuất hiện trước người Nộ Vô Thường, cánh tay chậm rãi chụp xuống, không gian chung quanh vặn vẹo. Trên khuôn mặt xấu xí của Nộ Vô Thường hiện lên vẻ kinh hãi, thế nhưng lúc này dường như có một cỗ lực lượng ngập trời tập trung vào người nàng, thực lực vũ tôn nhất trọng của nàng không thể phản kháng lại thân ảnh xinh đẹp trước mặt này. Khục khục, lực lượng không gian đè xuống, Nộ Vô Thường không có một chút lực hoàng thủ nào trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Chỉ thấy cánh tay thân ảnh xinh đẹp kia đặt lên trên đỉnh đầu Nộ Vô Thường, không gian vặn vẹo, đột nhiên cánh tay mềm mại kia đem Nộ Vô Thường hung hăng ném về phía hòn đảo nhỏ cách đó không xa. Siêu! Ngay trong ánh mắt kinh hãi tới há hốc mồm của Tiểu Long và Như Hoa, thân thể Nộ Vô Thường trực tiếp giống như gà con hung hăng bay về hòn đảo phía xa rồi đập xuống. Phanh phanh! Trên hòn đảo phía xa lập tức vang lên tiếng nổ kinh thiên. Thân thể Nộ Vô Thường hung hăng đập vào hòn đảo nhỏ, lực lượng đáng sợ khiến cho cả hòn đảo trực tiếp rung động rồi lún xuống, sau đó ầm ầm bạo phát. Tiểu Long và Như Hoa vô cùng kinh hãi, vũ tôn nhất trọng không ngờ không có một chút sức hoàn thủ nào. Trực tiếp bị chà đạp, mà lúc này cỗ khí tức trên người vừa mới xuất hiện kia khiến cho Như Hoa có cảm giác tim đập nhanh hơn từ sâu trong linh hồn. Khi hòn đảo nhỏ nổ tung, một thân ảnh máu me đầy mình chật vật phóng lên cao rồi biến mất trong không trung. Thân ảnh xinh đẹp này lúc này mới xoay người lại. Lúc bóng hình xinh đẹp uyển chuyển xoay người lại, chỉ thấy, cổ trắng nõn như ấu trùng nhiêu thiên, đôi mắt đẹp long lanh, lông mày như chim chả, răng trắng như ngọc, eo như eo kiến. Đây là một vẻ đẹp tinh xảo tới cực điểm, khuôn mặt tuyệt mỹ được thiên địa tạo nên, ngọc nhan tao nhã, có chút vũ mị, nhưng lại cao quý vô song, đôi mắt sáng kia như ngôi sao trên trời. Chỉ sợ bất kỳ một nam nhân nào nhìn thấy, cũng sẽ bị câu hồn đoạt phách. Hai con ngươi như nước, tựa hồ có thể nhìn thấu hết tất thảy, mười ngón tay thon dài, làn da trắng nõn nà như tuyết lộ ra màu phần hồng. Đặc biệt là bộ y phục màu trắng trên người, toàn thân trắng toát, bên hông còn có một cái đai lưng mềm mại, dáng người linh lung, duyên dáng. Mái tóc đen sau đầu nhẹ nhàng phiêu đãng, mùi hương thơm ngát nhẹ nhẹ lan tỏa, quả thực giống như tiên tử không nhiễm khói lửa nhân gian. Khóe miệng mang theo nụ cười giống như hoa nở vô cùng sáng lạn khiến cho người ta không thể tức giận. Ánh mắt nữ tử tuyệt mỹ này nhìn Tiểu Long, trong mắt cực kỳ phức tạp, dường như cất giấu một chút tâm sự. Một lát sau, hàm răng ngọc khẽ mở, thanh âm nhẹ nhàng kia lại vang lên, nói. Tiểu tử, thân phận của ngươi đã khiến cho Thanh Long Linh Hoàng tộc chú ý. Có lẽ rất nhanh sẽ có cường giả đến đây bắt ngươi trở về. Ngươi phải cẩn thận một chút, ngàn vạn lần không thể để bị bắt. Nữ tử tuyệt mỹ nói xong, thân ảnh lập tức biến mất. Tỷ tỷ, rốt cuộc tỷ cũng xuất hiện, tỷ tỷ. Lúc này thanh âm khàn khàn của Dương Quá vang lên, ánh mắt nhìn vào thân ảnh màu trắng kia, toàn thân run rẩy. Giữa không trung, nữ tử tuyệt mỹ nghe Dương Quá nói vậy, thân hình khẽ run rẩy, dừng lại một chút. Tỷ tỷ, sao tỷ lại bỏ rơi đệ? Sao tỷ lại không để ý tới đệ? Dương Quá không đuổi theo, con mắt đỏ lên, nước mắt bắt đầu chảy ra. Thân hình nữ tử tuyệt mỹ dừng lại, thế nhưng cũng không quay đầu lại. Thân thể trắng toát, linh lung trực tiếp biến mất trong gợn sóng. Không ai thấy được một giọt nước mắt từ trên cao chảy xuống rơi vào trong hải vực vô biên, tạo thành một chút gợn sóng khuếch tán trên mặt nước. Tỷ tỷ, chỉ có thanh âm khàn khàn của Dương Quá quanh quẩn trong không trung, thanh âm này khiến cho người nghe có chút đau lòng. Trên không trung tại một nơi khác có một đạo thân ảnh bảy màu xẹt qua không trung. Phía trước có không ít điểm đen xuất hiện, không ít đảo nhỏ hiện lên trước mặt. Siêu! Thân ảnh bảy màu dừng lại trên bầu trời rồi lập tức rơi vào trong quần đảo liên miên không ngớt, sau đó biến mất không thấy. Một lát sau, trong một khe sâu, thân ảnh phượng hoàng bảy màu thu liễm lại, một thân ảnh quyến rũ hiện lên. Người này chính là Mị Linh Vương Mộ Dung Lan Lan, chỉ là lúc này sắc mặt Mộ Dung Lan Lan tái nhợt, thương tích do Hỉ Vô Thường gây ra cho nàng cũng không nhẹ. Bên người Mộ Dung Lan Lan còn có Lục Lâm Thiên bị cấm chế. Quan sát chung quanh một lát, thủ ấn trong tay Mộ Dung Lan Lan được kết, mấy đạo lưu quang lập tức đánh vào bên ngoài hang. Khi Mộ Dung Lan Lan dẫn theo Lục Lâm Thiên đi vào trong hang thì cửa hang này không ngờ lại biến mất vô cùng quỷ dị. Tất cả mọi chuyện Lục Lâm Thiên đều nhìn thấy. Điều khiến cho Lục Lâm Thiên có chút ngoài ý muốn chính là Mộ Dung Lan Lan này dường như cũng nghiên cứu về trận pháp không kém.
Trận pháp vừa rồi nàng ta bố trí ngoài cửa động chính là trận pháp che mắt khá phức tạp. Toàn thân bị cấm chế, trong lòng Lục Lâm Thiên không ngừng suy nghĩ, không ngờ lần này lại bị Thiên Vân Đảo và Linh Vũ giới vây công, may mà hắn rơi vào trong tay Thiên Vân Đảo, chí ít so với rơi vào trong tay Linh Vũ giới còn tốt hơn một chút. Lúc này Lục Lâm Thiên có cảm giác mình giống như một con gà con bị Mộ Dung Lan Lan xách trong tay. Trong lòng phiền muộn không thôi, trên người lại bị cấm chế cho nên không thể nhúc nhích. Trong hang, thoạt nhìn so với bên ngoài còn khô ráo hơn. Thế nhưng càng đi sâu vào trong thì lại càng ẩm ướt. Trên vách tường còn có không ít hải tảo, trong hang cũng có bãi cỏ xanh mướt, bên trên có không ít giọt nước tí tách rơi xuống, tạo thành một khúc nhạc thiên nhiên. Lâm Thiên đệ đệ, chúng ta ở đây nghỉ ngơi một hai ngày. Mộ Dung Lan Lan đem Lục Lâm Thiên ném vào bãi cỏ, vẻ mặt thoải mái hơn một chút. Nhìn Lục Lâm Thiên, trong mắt hiện lên vẻ quyến rũ nhàn nhạt. Ánh mắt chăm chú đánh giá khuôn mặt cương nghị lại có chút tà dị của nam tử trước mặt, không biết trong lòng nàng đang suy nghĩ cái gì. Thân thể Lục Lâm Thiên nằm trên mặt đất, ánh mắt vừa vặn nhìn được toàn bộ dáng người hoàn mỹ, linh lung của Mộ Dung Lan Lan. Nữ nhân này dường như vô cùng chú ý tới nhan sắc của bản thân, bảo dưỡng không tồi. Sao nào, Mộ Dung đảo chủ sợ người của Linh Vũ giới đuổi theo sao? Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nói, trên người bị cấm chế thế nhưng hắn còn có thể nói chuyện. Mộ Dung Lan Lan cũng không cấm chế thanh âm của hắn. Hỉ vô thường bị ngươi đánh chết, nhưng vẫn còn có một nộ vô thường. Nếu như nộ vô thường trở lại, ta muốn đi thì dễ, nếu Lâm Thiên đệ đệ rơi vào trong tay Linh Vũ giới thì sợ rằng giữ nhiều lành ít a. Mộ Dung Lan Lan nhìn Lục Lâm Thiên rồi mỉm cười, thanh âm trong trẻo mang theo sự quyến rũ. Thế nhưng rơi vào trong tay Mộ Dung đảo chủ, ta cũng giữ nhiều lành ít a. Ánh mắt Lục Lâm Thiên biến đổi, lạnh nhạt nói. Chuyện đó cũng không nhất định, chỉ cần Lâm Thiên đệ đệ giao Tử Lôi Huyền Đỉnh cho ta, vũ linh khí cùng với huyễn diễn đao trận của đệ đệ lại thêm vũ linh khí phi hành địa cấp ta có thể không lấy. Cũng không động tới một sợi tóc trên người Lâm Thiên đệ đệ. Đệ đệ thử tính xem, ta khổ cực cứu đệ đệ tử trong tay đám người Linh Vũ giới kia coi như cũng nên nhận một chút thù lao chứ. Nhìn Lục Lâm Thiên, Mộ Dung Lan Lan lập tức nói. Trong lòng Lục Lâm Thiên trùng xuống, bí mật của Tử Lôi Huyền Đỉnh rốt cuộc cũng bại lộ. Đây là thần khí, xem ra Mộ Dung Lan Lan này hiện tại đã quyết lấy được Tử Lôi Huyền Đỉnh rồi. Hóa ra Mộ Dung đảo chủ muốn Tử Lôi Huyền Đỉnh, chỉ là đây chính là tính mạng của ta vô cùng luyến tiếc a. Lục Lâm Thiên không phủ nhận, Tử Lôi Huyền Đỉnh đã bị bại lộ, cho dù phủ nhận cũng vô dụng. Thật không? Lâm Thiên đệ đệ hẳn là người thông minh, ta cũng không muốn làm khó Lâm Thiên đệ đệ. Chỉ là nếu như thiếu du đệ đệ cứ cố chấp, đến lúc đó tỷ tỷ làm ra một số chuyện thì thiếu du đệ đệ không nên phiền lòng nha. Mộ Dung Lan Lan mỉm cười nói, trong lời nói mang theo ý tứ uy hát tép. Loại uy hát tép như này đương nhiên Lục Lâm Thiên có thể cảm giác được. Vật quan trọng như Tử Lôi Huyền Đỉnh sợ rằng Mộ Dung Lan Lan tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Thế nhưng muốn hắn bỏ Tử Lôi Huyền Đỉnh là chuyện không có khả năng. Mộ Dung đảo chủ, thần khí đương nhiên có lực hấp dẫn vô cùng lớn, nhưng đảo chủ cần phải hiểu rõ. Thiên Vân đảo có thực lực đối mặt với tất cả mọi người trên đại lục hay không? Lục Lâm Thiên nói, trong lời nói cũng mang theo sự uy hát tép. Lâm Thiên đệ đệ, ý ngươi nói là Linh Thiên Môn cùng Vân Dương Tông sao? Ta cũng có thể nói cho đệ đệ biết, nếu như Tử Lôi Huyền Đỉnh nằm trong tay Thiên Vân đảo. Sợ rằng Vân Dương Tông và Linh Thiên Môn cũng không dám tới Đông Hải. Chuyện này liên quan tới rất nhiều. Mọi chuyện đệ nghĩ quá đơn giản rồi. Về phần cường giả Linh Tôn trong lời đồn của Phi Linh Môn, Thiên Vân Đảo ta cũng không lo lắng, cho nên đệ không cần lo lắng cho Thiên Vân Đảo chúng ta. Mộ Dung Lan Lan khẽ cười. Xem ra Mộ Dung đảo chủ đã sớm tính toán mọi chuyện. Lục Lâm Thiên khẽ thở dài nói. Tính ra vẫn kém Lâm Thiên đệ. Toàn bộ thế lực nhất lưu trên đại lục tụ tập mà bảo vật lớn nhất trong huyền thiên bí cảnh lại vô thanh vô tức trở thành vật trong túi của Lâm Thiên đệ. Mộ Dung Lan Lan mỉm cười, lập tức nói. Hiện tại ta cũng không ép, dù sao thời gian tới Thiên Vân Đảo cũng còn dài, ta hy vọng Lâm Thiên đệ sẽ hiểu rõ tình thế. Dù sao ta không thích người khác không tình nguyện. Nói xong, ánh mắt Mộ Dung Lan Lan khẽ đảo rồi khoanh chân ngồi xuống trước người Lục Lâm Thiên không xa. Bản thân nàng cũng không để ý tới Lục Lâm Thiên, thủ ấn được kết, chậm rãi điều tức. Mộ Dung Lan Lan điều tức, ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống,
trong lòng trầm trọng tới cực điểm. Hiện tại Mộ Dung Lan Lan không ép hắn xuất ra Tử Lôi Huyền Đỉnh là vì có thương thế trong người. Cho dù có thu được Tử Lôi Huyền Đỉnh, muốn dung hợp cũng cần thời gian vô cùng dài. Nơi này lại không phải là nơi an toàn cho nên mới không dám ép hắn xuất ra Tử Lôi Huyền Đỉnh. Có thể trong mắt của nàng hắn đã là con vịt đun sôi. Đặt ở trên người hắn càng thêm an toàn. Nói cách khác, sợ rằng lúc này chuyện thứ nhất Mộ Dung Lan Lan muốn làm chính là thu Tử Lôi Huyền Đỉnh của hắn. Muốn dung hợp Tử Lôi Huyền Đỉnh tuyệt đối khó khăn. Chỉ có người mang bất diệt huyền thể mới có thể nắm trong tay Tử Lôi Huyền Đỉnh. Có lẽ người khác còn chưa biết, nếu như có thể đơn giản dung hợp như vậy thì hắn chỉ có thể chết mà thôi. Chỉ là coi như là như vậy, Lục Lâm Thiên cũng không dám đem Tử Lôi Huyền Đỉnh giao cho người khác dung hợp. Tới Thiên Vân Đảo sợ rằng sẽ lành ít dữ nhiều. Lục Lâm Thiên lẩm bẩm trong lòng. Ngay từ đầu hắn bị Mộ Dung Lan Lan này mời tới Thiên Vân Đảo, có thể chỉ bị lăng nhục một phen, khi đó còn có một đường sinh cơ. Hiện tại hắn đã bại lộ Tử Lôi Huyền Đỉnh, sợ rằng sau này sẽ lành ít dữ nhiều. Mộ Dung Lan Lan này nói không động tới hắn, nhưng hắn tuyệt đối không tin lời của nàng. Trừ phi là đầu hắn bị vô nước, sau khi chiếm được Tử Lôi Huyền Đỉnh sao lại không động gì tới hắn cơ chứ? Nằm trên mặt đất, Lục Lâm Thiên nhìn vào Mộ Dung Lan Lan đang khoanh chân ngồi cách đó không xa. Lúc này Lục Lâm Thiên cũng có thể nhìn thấy đường cong linh lung trên thân thể nàng. Nữ nhân này có thể ngồi lên chức vị đảo chủ của Thiên Vân Đảo quả nhiên không phải đơn giản. Lần này ngay cả linh vũ giới cũng bị nàng đùa bỡn trong tay. Nhìn đường cong linh lung, bộ ngực cao ngất, da thịt trắng như tuyết cùng với mái tóc đen nhánh kia, Lục Lâm Thiên thầm nghĩ trong lòng, nữ nhân này thoạt nhìn quả đúng là nữ tử tuyệt mỹ. Dung nhan tuyệt đối không dưới Lữ Tiểu Linh, Vân Hồng Lăng, Đạm Đài Tuyết Phi. Cho dù là Tử Yên và Lục Vô Song cũng không kém chút nào. Quan trọng hơn là, khí chất quyến rũ, thành thục trên người nàng, đám người Lữ Tiểu Linh, Vân Hồng Lăng không thể so sánh được. Đây là một loại khí chất tích lũy theo năm tháng, giống như là rượu ngon vậy, ủ càng lâu càng thơm ngon. Lẽ nào đây là ngự tỷ sao? Lục Lâm Thiên không tự chủ được mà nghĩ tới hai từ này. Loại nữ tử này kiếp trước dường như được gọi là ngự tỷ. Tuyệt đối là ngự tỷ, loại ngự tỷ này đủ để khiến cho bất luận nam nhân nào động tâm. Bằng vào thân phận đảo chủ Thiên Vân Đảo sợ rằng không có bao nhiêu người dám có tà niệm với nàng. Hình như cũng có chút đồn đại phía sau Mỹ Linh Vương này cũng có một nam tử. Dù là vịt sắp bị đun sôi cũng có thể bay được. Nhìn Mộ Dung Lan Lan đang điều tức, Lục Lâm Thiên thầm nghĩ trong lòng. Mộ Dung Lan Lan này hiện tại đang hoàn toàn cho rằng hắn chính là vịt sắp bị đun sôi chết, thế nhưng lại không biết rằng con vịt này có thể phi ra khỏi nồi nước. Trong cơ thể Lục Lâm Thiên lúc này tuy rằng hoàn toàn bị cấm chế, nhưng hắn cũng đã sớm âm thầm vận chuyển âm dương linh vũ quyết luyện hóa cấm chế. Sau khi luyện hóa còn có thể chuyển thành linh lực của bản thân hắn. Mà chuyện này nếu đổi lại là Lăng Thanh Tuyền thì nàng ta nhất định sẽ đề phòng. Bởi vì nàng ta từng ăn thiệt thòi trong tay hắn, nhưng Mộ Dung Lan Lan lại không như vậy, nàng không biết chuyện này. Ai có thể nghĩ tới âm dương linh vũ quyết trên người Lục Lâm Thiên lại quỷ dị như vậy. Âm thầm luyện hóa cấm chế, Lục Lâm Thiên biết Mộ Dung Lan Lan đang cố gắng khôi phục thương thế với tốc độ nhanh nhạt. Đồng thời còn phải đề phòng đám người Lăng Thanh Tuyền của Linh Vũ Giới đuổi theo. Mà hắn lúc này cũng như vậy, hắn phải nhanh chóng giải cấm chế, ngoài đối mặt với Mộ Dung Lan Lan ra còn phải đề phòng Linh Vũ Giới. Lần này Linh Vũ Giới vì đối phó với hắn mà xuất ra hai Vũ Tôn. Hai Vũ Tôn vẫn thất bại lại còn tổn thất một Vũ Tôn và Hắc Quỷ Thiên Vương. Lục Lâm Thiên có thể tưởng tượng ra, sợ rằng lần này Linh Vũ Giới kia sẽ tức giận không nhẹ. Đánh chết Hắc Quỷ Thiên Vương cũng coi như báo thù cho gia gia Lục Vũ của hắn. Dựa vào Tử Lôi Huyền Đỉnh đánh chết Hỉ Vô Thường Vũ Tôn nhất trọng cũng khiến cho Lục Lâm Thiên cảm thấy ngoài ý muốn. Uy lực của Tử Lôi Huyền Đỉnh này quả thực vô cùng kinh khủng. Không hổ danh xưng thần khí, thảo nào năm đó Huyền Thiên Yêu Tôn bằng vào bất diệt huyền thể và Tử Lôi Huyền Đỉnh thu được cái tên Yêu Tôn. Nhất tông nhất giáo nhất môn nhất trang phải liên thủ diệt Huyền Thiên môn. Đánh chết Hỉ Vô Thường khiến cho Lục Lâm Thiên mừng thầm, đồng thời trong lòng càng thêm lo lắng. Lần này Linh Vũ Giới đối phó với hắn thất bại, sợ rằng lần sau sẽ lại xuất ra thực lực càng thêm khủng bố. Dường như hành tung của bản thân hắn vẫn nằm trong khống chế của Linh Vũ Giới này. Tốt nhất vẫn nên thoát đi trước thì hơn. Lục Lâm Thiên thầm nghĩ trong lòng, hắn phải mau chóng giải bỏ cấm chế trên người. Bằng không một khi tới Thiên Vân Đảo thì hắn sẽ gặp nguy hiểm.
Dưới sự vận chuyển của âm dương linh vũ quyết, cấm chế của Mộ Dung Lan Lan bố trí trên người Lục Lâm Thiên đang chậm rãi yếu bớt. Lục Lâm Thiên biết thứ hắn cần hiện tại chính là thời gian. Một khi thời gian đủ thì hắn có thể cởi bỏ cấm chế. Thế nhưng tất cả mọi chuyện phải hoàn thành trước khi Mộ Dung Lan Lan tỉnh lại, nếu như bị phát hiện thì hắn sẽ thảm. Thời gian chậm rãi trôi qua, quanh thân Mộ Dung Lan Lan được bao phủ bởi một đạo quang cháo vô hình. Bị Hỉ Vô Thường đánh trọng thương, thương thế của nàng không nhẹ. Lúc này còn có Nộ Vô Thường gần đó, vì vậy Mộ Dung Lan Lan không dám sơ ý, nhất định phải mau chóng đem thực lực của mình khôi phục tới trạng thái đỉnh phong. Trong hải vực, sắc trời tối dần, màn đêm bao phủ không gian, ánh trăng nhàn nhạt chiếu rọi xuống mặt nước, lúc này có ba đạo thân ảnh nhanh chóng xẹt qua không trung. Lục Lâm Thiên, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Dưới màn đêm, khóe miệng Nộ Vô Thường mang theo vết máu nói. Trên người cũng toàn là vết máu khô, sau khi biết được Hỉ Vô Thường bị Lục Lâm Thiên đánh chết, hàn ý trong người nàng lập tức lan tràn ra. Nộ trưởng lão, rốt cuộc là ai đã thương ngươi tới mức như vậy? Ánh mắt Lăng Thanh Tuyền trầm xuống rồi hỏi. Bẩm thiếu chủ, ta cũng không biết, thực lực người nọ vô cùng đáng sợ, ta hoàn toàn không phải là đối thủ. Nghe khẩu khí dường như chính là người bảo hộ của đám người Dương quá. Nộ Vô Thường nhớ tới nữ tử áo trắng tuyệt mỹ kia mà trong lòng không khỏi sợ hãi. Thực lực của nữ tử nọ quá mức kinh khủng, nàng có cảm giác nếu như nữ tử tuyệt mỹ kia muốn đánh chết mình, sợ rằng bản thân nàng sẽ giống như một con kiến, không có một chút sức lực phản kháng nào. Ánh mắt Lăng Thanh Tuyền không ngừng biến đổi, trong lòng suy đoán nữ tử đánh Nộ Vô Thường là ai, Lăng Thanh Tuyền lập tức lại nói. Trước tiên không nói tới chuyện này, Mộ Dung Lan Lan có thương thế trong người. Lại mang theo Lục Lâm Thiên cho nên tuyệt đối sẽ không đi về Thiên Vân Đảo mà trốn ở một nơi gần đó. Tìm cho ta, tuyệt đối không thể buông tha cho Lục Lâm Thiên kia. Thời gian chậm rãi trôi qua, một đêm yên bình trôi qua. Tia sáng đầu tiên xuất hiện mang theo một cơn gió mát mẻ thổi qua không trung. Trong hang, tinh quang trong mắt Lục Lâm Thiên chợt lóe rồi lập tức biến mất không thấy. Cấm chế trên người hắn lúc này rốt cuộc cũng được cởi bỏ. Mà Lục Lâm Thiên cũng không dám để lộ ra khí tức của mình. Tất cả giống như không có một chút biến hóa nào, Lục Lâm Thiên biết bản thân mình chỉ có thể chờ. Chờ tới lúc thích hợp nhất dáng cho Mộ Dung Lan Lan một đòn nghiêm trọng thì hắn mới có thể chạy thoát. Mà hiện tại tuyệt đối không nên ra tay, huống chi vì cởi bỏ cấm chế cho nên chân khí trong người hắn tiêu hao hầu như không còn, cũng cần khôi phục. Nhẫn nại. Lục Lâm Thiên thầm nghĩ trong lòng. Thứ hiện tại hắn cần làm nhất chính là nhẫn nại. Thời gian giống như cát chảy, đảo mắt đã trôi qua 2 ngày. Trong thời gian 2 ngày này Lục Lâm Thiên vẫn nằm yên trên mặt đất. Lực nhẫn nại của hắn quả thực không có mấy ai có thể làm được. Khi trước vì chờ một đầu yêu thú tam giai sơ kỳ trong sơn mạch Vũ Đô mà Lục Lâm Thiên có thể chờ được 3 ngày 3 đêm cho nên mới tôi luyện cho Lục Thiếu Du tính nhẫn nại rồi. Phù! Một trận ba động đột nhiên xuất hiện. Một ngụm chọc khí từ trong miệng Mộ Dung Lan Lan được phun ra, gợn sóng trong không gian trước người khuếch tán. Một cỗ khí thế nhanh chóng được thu liếm, quang mang vô hình trên người được thu vào trong cơ thể, trong hai mắt có tinh quang chợt lóe, mang theo ánh mắt mê hoặc. Lâm Thiên đệ đệ, đệ suy nghĩ thế nào rồi? Tinh quang trong mắt Mộ Dung Lan Lan thu liếm rồi lập tức nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Sắc mặt tái nhợt trải qua 2 ngày điều tức đã hồng nhuận hơn không ít. Thoạt nhìn càng thêm mê người. Mộ Dung đảo chủ dường như khôi phục không rồi. Hiện tại có lẽ là lúc ta nên giao ra Tử Lôi Huyền Đỉnh. Lục Lâm Thiên nói, nhìn Mộ Dung Lan Lan này, không biết tại sao trong lòng Lục Lâm Thiên lại có cảm giác sự quyến rũ của Mộ Dung Lan Lan là từ trong xương cốt, khiến cho hắn không khỏi liếc mắt thêm vài lần. Hiện tại không vội, Lâm Thiên đệ đệ còn có thời gian suy nghĩ. Sau khi tới Thiên Vân đảo rồi cho ta một câu trả lời thuyết phục cũng không muộn. Mộ Dung Lan Lan nhìn Lục Lâm Thiên rồi mỉm cười, nụ cười mê hoặc giống như tự nhiên. Trong lòng Lục Lâm Thiên đương nhiên biết hiện tại Mộ Dung Lan Lan còn chưa dám nghĩ tới việc luyện hóa thần khí. Một khi luyện hóa thần khí sẽ tạo thành ba động dẫn tới sự chú ý của linh vũ giới. Ánh mắt Lục Lâm Thiên thu liễm lại, hắn cũng không dám nhìn thẳng vào Mộ Dung Lan Lan. Ánh mắt của nữ nhân này giống y như đạm đài tuyết phi, chỉ cần liếc một lần sẽ không tự chủ được mà bị hãm sâu vào. Mà Mộ Dung Lan Lan này so với đạm đài tuyết phi mạnh hơn không ít. Vô thanh vô tức thi triển mị công, thế nhưng dường như đây cũng không phải là mị công. Lục Lâm Thiên cũng không biết,
Bởi vì huyễn linh chân kinh mà Mộ Dung Lan Lan tu luyện cho nên nàng mới như vậy. Huyễn linh chân kinh chính là tuyệt học của Thiên Vân Đảo, tu luyện tới đại thành thì ngay cả bản thân cũng có thể trở thành một ảo cảnh, quả thực vô cùng huyền ảo, khiến cho không ít người cực kỳ kiêng kỵ. Mộ Dung đảo chủ hiện tại còn muốn chay sao? Sợ rằng Lăng Thanh Tuyền của Linh Vũ giới, còn có Nộ Vô Thường đang ở gần đây. Vẫn nên ở trong này vài ngày thì tốt hơn. Lục Lâm Thiên nói. Hóa ra Lâm Thiên đệ đệ sợ rơi vào trong tay đám người Linh Vũ giới, đệ đệ ghét Hỉ Vô Thường và Hắc Quỷ Thiên Vương, có người nói trước đó đệ đệ và Linh Vũ giới còn có không ít ân oán. Ta đoán có lẽ nếu như Lâm Thiên đệ đệ rơi vào trong tay Linh Vũ giới thì nhất định sẽ rất thảm. Mộ Dung Lan Lan vừa cười vừa nói, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lục Lâm Thiên, không biết là đang đánh giá thứ gì. Vậy Mộ Dung đảo chủ phải cẩn thận một chút, ngàn vạn lần đừng để ta rơi vào trong tay Linh Vũ giới. Ta tình nguyện chết ở trong tay nữ nhân xinh đẹp như Mộ Dung đảo chủ chứ không muốn bị Linh Vũ giới dằn vặt. Lục Lâm Thiên nói, hóa ra Lâm Thiên đệ đệ lại có miệng lưỡi trơn tru như vậy. Rốt cuộc ta cũng hiểu vì sao đám người Vân Hồng Lăng, Lục Vô Song, Lữ Tiểu Linh lại thích đệ đệ như vậy. Ta thấy các nàng không hiểu thế sự cho nên mới bị đệ đệ thừa cơ dùng miệng lưỡi lừa gạt. Mộ Dung Lan Lan cười nói. Thế nhưng nụ cười lúc này lại càng thêm quyến rũ động lòng người. Tuy rằng miệng nói Lục Lâm Thiên miệng lưỡi trơn tru thế nhưng trong lòng đối với câu Lục Lâm Thiên tán thưởng mình là nữ nhân xinh đẹp cực kỳ hưởng thụ. Không có một nữ nhân nào không thích nghe lời ca ngợi như vậy. Lừa muội muội ngươi a. Bản công tử từ trước tới nay chưa từng lừa gạt nữ nhân nào. Đều là bọn họ ngã xuống vì mị lực của bản công tử. Lục Lâm Thiên thầm nghĩ trong lòng, ngoài miệng đương nhiên cũng không dám mắng nàng, hắn mỉm cười nói. Lời ta nói là sự thực, nói thật, ta còn chưa thấy nữ nhân nào có thể so sánh với Mộ Dung đảo chủ. Chỉ cần liếc mắt một cái cũng khiến cho tim đập nhanh hơn. Những lời này của Lục Lâm Thiên là lời nói thật. Dung mạo của Mộ Dung Lan Lan lại thêm khí chất thành thục quyến rũ quả thực không có mấy người có thể so sánh được với nàng. Mộ Dung Lan Lan nhìn Lục Lâm Thiên, trong lòng nàng cũng vô cùng kỳ quái, nếu như bình thường có người dám nói lời khinh bạc như thế này với nàng thì nàng tuyệt đối sẽ đánh hắn chết. Thế nhưng lời khinh bạc từ trong miệng nam tử áo xanh trước mắt này lại khiến trong lòng nàng vô cùng vui vẻ. Lâm Thiên đệ đệ, vậy không biết là ta đẹp hay là Lục Vô Song, Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh của đệ đệ đẹp hơn đây. Mộ Dung Lan Lan nói xong lập tức sửng sốt, nàng không rõ vì sao mình lại mở miệng hỏi nam tử áo xanh trước mặt câu này. Rõ ràng lời nàng muốn nói không phải là những lời này, thế nhưng vừa mở miệng lại không quản được lời nói của mình. Chuyện này, Lục Lâm Thiên sửng sốt, hắn cũng có chút ngoài ý muốn vì Mộ Dung Lan Lan hỏi vấn đề này. Lục Lâm Thiên nhíu mày nói, đứng ở góc độ của hôn phu mà nói, hôn thê của ta đương nhiên là đẹp nhất. Thế nhưng đứng ở góc độ của một nam nhân bình thường mà nói. Dung mạo của các nàng và Mộ Dung đảo chủ mỗi người một vẻ. Thế nhưng khí chất quyến rũ của Mộ Dung đảo chủ chính là thứ mà các nàng không thể so sánh. Lâm Thiên đệ đệ quả nhiên lời nào cũng có thể nói được. Ta đã già rồi không ngờ còn có thể tâng bốc như vậy. Mộ Dung Lan Lan mỉm cười, rõ ràng lời Lục Lâm Thiên nói khiến cho nàng cực kỳ vui vẻ. Chưa từng có ai nói lời khinh bạc như vậy đối với nàng, thế nên điều này cũng khiến cho nàng rất là hưởng thụ. Có câu già mà không già, câu này cực kỳ thích hợp với Mộ Dung đảo chủ. Lời vừa ra khỏi miệng khiến cho Lục Lâm Thiên lập tức sửng sốt. Lời này không biết kiếp trước là ai nói, lời nói này quả thực có chút upsilon. Không ngờ lại nói ngọt như vậy. Những lời này của Lục Lâm Thiên không ngờ Mộ Dung Lan Lan lại không tức giận, nàng mở miệng cười quyến rũ nói. Ta thấy ánh mắt của Lăng Thanh Tuyền Linh Vũ giới kia nhìn Lâm Thiên đệ đệ chính là vừa yêu vừa hận đan xen a. Ta thấy Lâm Thiên đệ đệ sao không thu Lăng Thanh Tuyền kia vào tay đi a. Lục Lâm Thiên ngẩn ra, Mộ Dung Lan Lan này quả nhiên không phải là bình thường, đồn rằng nàng ta chỉ cần nói cũng có người chết, xem ra lời này không giả. Ngay cả Lăng Thanh Tuyền hận hắn ra sao nàng ta cũng chú ý, tâm trí không phải là bình thường. Xem ra hắn không thể hở ra cho nữ tử này biết việc mình đã cởi bỏ cấm chế. Mộ Dung đảo chủ nói đùa, ta hảo tâm cứu nàng ta. Nàng ta lại hận không thể lột ra ta, rút gân ta. Đó chính là một nữ nhân như rắn rết, ta không muốn có chút dây dưa gì với nàng ta. Ta tình nguyện dây dưa với Mộ Dung đảo chủ chứ không muốn có quan hệ với Lăng Thanh Tuyền kia. Lục Lâm Thiên nói xong, vẻ mặt lập tức sửng sốt,
dường như những lời này đã chính thức là đùa giỡn trần trụi. Mộ Dung Lan Lan nghe Lục Lâm Thiên nói vậy cũng lập tức hơi bất ngờ, trong mắt hiện lên thần sắc khó có thể phát hiện ra. Nhìn thấy Mộ Dung Lan Lan không nổi bão, Lục Lâm Thiên thở dài một hơi. Nữ tử này không phải là người bình thường, hắn nên mau chóng thoát thân thì hơn, ánh mắt khẽ đổi, Lục Lâm Thiên nói. Mộ Dung đảo chủ, ta nằm như vậy đã 3 ngày rồi. Ta có thể đổi tư thế một chút được không? Cứ như vậy có chút khó chịu. Chúng ta đi thôi, có lẽ người linh vũ giới đã đi xa. Chúng ta đổi đường trở về, có lẽ cũng không gặp phải bọn họ. Mộ Dung Lan Lan khẽ nói, bước chân tiến lên rồi nói. Phải mau chóng trở lại Thiên Vân Đảo, đối với nàng mới an toàn một chút. Ngay khi Mộ Dung Lan Lan mỉm cười tiếp cận Lục Lâm Thiên, một mùi hương nhàn nhạt truyền đến, trong mắt Lục Lâm Thiên lúc này cũng có tinh quang bắn ra. Hư Linh Huyễn Ấn. Trong chớp mắt thủ ấn trong tay Lục Lâm Thiên lặng lẽ được kết. Trong mắt bắn ra một đạo quang mang quỷ dị bao phủ hai mắt Mộ Dung Lan Lan. Hóa Linh Thủ Ấn. Cùng lúc đó thủ ấn trong tay Lục Lâm Thiên biến hóa, linh lực trong cơ thể cùng với linh hồn lực cường hãn giống như cơn hồng thủy trút xuống. Một đạo quang mang chói mắt xuất hiện, năng lượng ba động đáng sợ khiến cho không gian không ngừng vang lên tiếng trầm muộn. Một hư ảnh cự hổ cấp tốc hiện lên, toàn bộ không gian kịch liệt run rẩy, quang mang đại thịnh. Bên ngoài đầu cự hổ có một cỗ khí tức khiến cho linh hồn run rẩy nhanh chóng lan tràn ra chung quanh. Uy áp cường hãn từ bên trong cỗ khí tức kia không ngừng tràn ra. Trong nháy mắt Lục Lâm Thiên thi triển linh kỹ huyền cấp cao giai mà không thi triển vũ kỹ địa cấp sơ giai là bởi vì tốc độ. Tuy rằng là bất ngờ ra tay thế nhưng trước mặt Mỹ Linh Vương Mộ Dung Lan Lan Lục Lâm Thiên biết bản thân mình tuyệt đối không có thời gian ngưng tụ vũ kỹ địa cấp, ngay cả thi triển bí pháp cửu chuyển thiên linh cũng không có thời gian. Hắn chỉ có thời gian ngắn ngủi mà thôi. Một khi Mộ Dung Lan Lan còn chưa phục hồi tinh thần lại phải đánh cho nàng bị thương nặng, bằng không hắn tuyệt đối không có cơ hội rời khỏi đây. Giống. Thủ ấn trong tay Lục Lâm Thiên bỗng nhiên được đẩy đi, miệng cự hổ mở ra, một tiếng rít gào từ trong miệng đầu cự hổ vang lên mang theo khí thế bàng bạc đánh về phía Mộ Dung Lan Lan. Hóa ra ngươi đã cởi bỏ cấm chế. Sắc mặt Mộ Dung Lan Lan trong chớp mắt chuyển thành kinh hãi, tuyệt đối kinh hãi. Nàng thật không ngờ cấm chế trên người Lục Lâm Thiên lại mất đi hiệu lực. Thế nhưng lúc này Lục Lâm Thiên đã tính sai một bước. Thi triển Hư Linh Huyễn Ấn đối phó với Mộ Dung Lan Lan là một sai lầm. Tạo nghệ trên phương diện ảo cảnh của Mộ Dung Lan Lan không cùng một đẳng cấp với Lục Lâm Thiên hiện tại. Hư Linh Huyễn Ấn này chỉ khiến Mộ Dung Lan Lan ngẩng ra trong nháy mắt rồi lập tức khôi phục lại tinh thần. Thế nhưng lúc này trong lòng bàn tay cũng có một đạo trưởng ấn giống như một đầu cự hổ ầm ầm phóng tới. Trong nháy mắt này Mộ Dung Lan Lan muốn thối lui cũng không kịp, thế nhưng trong ánh mắt quyến rũ kia lại không có chút lo lắng nào, tinh quang trong mắt chợt lóe. Hai tay khẽ động, từng đạo tàn ảnh hiện lên, thủ ấn trong tay được kết. Cả phiến không gian dường như đình trệ, một cỗ khí tức ngập trời từ trong cơ thể Mộ Dung Lan Lan tràn ra. Đoạn linh trưởng. Mộ Dung Lan Lan yêu kiều quát lên, cánh tay vung lên, trong lòng bàn tay mơ hồ có thứ gì đó vô cùng đáng sợ. Mái tóc đen nhánh phía sau tung bay, bàn tay bỗng nhiên vỗ một cái, một đạo trưởng ấn trực tiếp đánh về phía đầu cự hổ kia. Hai cỗ linh lực hung hăng va chạm với nhau, khí tức ngập trời tràn ngập chung quanh khiến cho mặt đất bằng phẳng phía dưới tạo thành hình vòng cung. Siêu siêu! Dưới trưởng ấn của Mộ Dung Lan Lan, hóa thú linh ấn của Lục Lâm Thiên chỉ chống lại được một lát rồi trưởng ấn trực tiếp trở lại lòng bàn tay của hắn. Hai đạo trưởng ấn bởi vì gần trong gang tấc cho nên trong nháy mắt đã va chạm. Trên thực tế Lục Lâm Thiên và Mộ Dung Lan Lan ngưng tụ trưởng ấn cho tới lúc giao phong cũng chỉ trong nháy mắt mà thôi. Cho nên trưởng ấn của hai người còn chưa rời khỏi tay được bao nhiêu. Lúc này hóa linh thú ấn của Lục Lâm Thiên bị đánh bay trở lại, cánh tay của Mộ Dung Lan Lan lập tức đánh vào trong lòng bàn tay Lục Lâm Thiên, hai đạo trưởng ấn lập tức đan xen vào nhau. Khục khục, dưới cỗ lực lượng mạnh mẽ này Lục Lâm Thiên bị phản chấn, huyết khí trong cơ thể cuồn cuộn. Miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Mặc dù có bất diệt huyền thể thế nhưng công kích mạnh mẽ của Linh Vương cửu trọng như Mộ Dung Lan Lan, Lục Lâm Thiên cũng không thể hoàn toàn coi như không có chuyện gì. Hừ! Trong yết hầu của Mộ Dung Lan Lan cũng vang lên tiếng trầm muộn, thương thế trên người trải qua mấy ngày điều vốn không đáng ngại, thế nhưng trên người vẫn còn một chút thương thế. Dưới sự đánh lén của Lục Lâm Thiên, công kích của nàng còn chưa phải là mạnh nhất. Thậm chí linh lực trong lúc hoảng sợ còn có chút tán loạn.
Dưới một kích này linh lực trong cơ thể nàng lập tức hỗn loạn, yết hầu cảm thấy ngọt ngọt bị nàng lập tức áp chế. Không thể nghi ngờ, dưới một kích đánh lén bất ngờ của Lục Lâm Thiên đã khiến cho nàng bị ảnh hưởng. Phải đột phá vòng vây, bằng không tới Thiên Vân Đảo thì mình sẽ lành ít dữ nhiều. Giờ phút này trong lòng Lục Lâm Thiên cảm thấy khá nặng nề, Mộ Dung Lan Lan dù sao cũng là Linh Vương cửu trọng. Là Linh Vương cửu trọng mà ngay cả Hỷ Vô Thường cũng có lực chống lại. Bản thân hắn đánh lén tuy rằng có thể tạo thành một ít ảnh hưởng cho nàng, thế nhưng hắn cũng bị thương rất lớn. Lúc này một cỗ lực lượng phản chấn truyền đến lòng bàn tay Mộ Dung Lan Lan khiến cho hắn có cảm giác đau đớn. Tuyệt đối không thể tới Thiên Vân Đảo, liều mạng. Lục Lâm Thiên thét lớn trong lòng, từ trong lòng bàn tay Mộ Dung Lan Lan có một cỗ linh lực mạnh mẽ trùng kích tới. Ánh mắt Lục Lâm Thiên lạnh lùng, không còn chút cố kỵ nào nữa. Âm Dương Linh Vũ Quyết, thôn phệ. Trong nháy mắt Lục Lâm Thiên vận chuyển Âm Dương Linh Vũ Quyết, một cỗ lực lượng thôn phệ trong nháy mắt ngưng tụ trong cơ thể, ầm ầm thôn phệ linh lực trong công kích của Mộ Dung Lan Lan. Chuyện gì đang xảy ra? Sắc mặt Mộ Dung Lan Lan đại biến, đột nhiên nàng có cảm giác công kích của mình giống như chìm xuống đáy biển. Tiếp theo từ trong lòng bàn tay của Lục Lâm Thiên có một cỗ hấp lực mạnh mẽ trực tiếp đem linh lực trong cơ thể nàng thông qua cánh tay hút về phía Lục Lâm Thiên. Chuyện này quá mức kỳ dị, đây rốt cuộc là công pháp gì? Mộ Dung Lan Lan muốn thoát đi, thế nhưng nàng cũng phát hiện ra mình căn bản không thể chạy trốn. Bản thân nàng giống như bị dán vào đó, không thể thoát thân. Linh lực cuồn cuộn trong cơ thể đang bị đối phương không ngừng hút đi. Lúc này Lục Lâm Thiên không ngừng thôn phệ linh lực cuồn cuộn trong cơ thể Mộ Dung Lan Lan thì làm sao Mộ Dung Lan Lan có thể thoát ra. Mặc kệ ra sao thì hôm nay hắn cũng chỉ có thể liều mạng mà thôi. Dù sao ngày hôm nay nếu như không liều mạng, một khi tới Thiên Vân Đảo, mạng có còn là của hắn hay không cũng không nhất định. Sắc mặt Mộ Đan Lan Lan vô cùng ngưng trọng. Loại hiện tượng này nàng chưa từng gặp qua bao giờ cho nên khuôn mặt lúc này vô cùng bối rối. Hừ, hay cho thủ đoạn quỷ dị, để xem ngươi có thể hấp thu bao nhiêu. Sắc mặt Mộ Dung Lan Lan trầm xuống, cắn răng rồi quát lên một tiếng. Trong lúc kinh hãi này trong đầu nàng lập tức suy nghĩ tới một việc, thủ đoạn quỷ dị này tuy rằng có thể hấp thu linh lực của nàng, thế nhưng cũng không thể hấp thu quá nhiều. Mộ Dung Lan Lan không thể thoát thân cho nên linh lực toàn thân bạo phát. Ầm ầm chút vào trong tay Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên đem Âm Dương Linh Vũ Quyết vận chuyển tới cực hạn, linh lực ngập trời bạo phát khiến cho Âm Dương Linh Vũ Quyết hơi đình trệ. Cỗ linh lực này quá mức cuồng bạo, thế nhưng tới lúc này Lục Lâm Thiên đã không còn sự lựa chọn nào khác cho nên chỉ có thể liều mạng. Dưới cỗ linh lực cuồng bạo này trùng kích, Lục Lâm Thiên càng lúc càng cảm thấy khó chịu. Không xong. Lục Lâm Thiên thầm nghĩ không tốt. Linh lực bàng bạc như biển của Mộ Dung Lan Lan hắn không thể chịu được bao lâu nữa. Trong mắt Lục Lâm Thiên lúc này bắn ra một đạo tinh quang. Đồng thời, sắc mặt Mộ Dung Lan Lan kinh hai tới cực điểm. Bởi vì nàng cảm giác được năng lượng ba động mạnh mẽ phía sau lưng. Sau lưng nàng có một cỗ sát khí như thực chất lan tràn ra khiến cho nhiệt độ chung quanh lúc này cấp tốc giảm xuống. Thế nhưng hiện tại nàng cũng không thể quay đầu lại. Lúc này một Lục Lâm Thiên khác xuất hiện sau lưng Mộ Dung Lan Lan. Hai người giống như đúc, chỉ là quanh thân người phía sau mang theo màu tím vô thanh vô tức xuất hiện. Đây chính là Đại Hồn Anh của Lục Lâm Thiên. Thực lực của Đại Hồn Anh lúc đối phó với Hỷ Vô Thường không có tác dụng quá lớn, thế nhưng đối phó với Mộ Dung Lan Lan thì lại khác. Tề Thiên Liệt Địa Chảo. Phía sau lưng Mộ Dung Lan Lan vang lên một tiếng quát lạnh lẽo. Liệt Thiên xuất hiện trong tay phải Đại Hồn Anh của Lục Lâm Thiên. Một đạo Tề Thiên Liệt Địa Chảo ầm ầm đánh về phía trước mang theo một cỗ chân khí bàng bạc, nóng bỏng bạo phát. Trong hang lập tức có vô số năng lượng thuộc tính hỏa hội tụ. Không gian chung quanh vặn vẹo, tạo thành một đường vòng cung. Chảo ấn dùng tốc độ như sấm sét trong nháy mắt đánh về phía sau lưng Mộ Dung Lan Lan. Linh Hoàng Khải Giáp. Mộ Dung Lan Lan căn bản còn chưa biết phía sau lưng nàng là ai, thế nhưng sắc mặt cũng đại biến. Dường như nàng đã sớm đoán ra được thứ gì đó. Miệng phun ra một ngụm máu, khí tức quanh thân đại thịnh. Đồng thời quanh người được bao phủ bởi Linh Hoàng Khải Giáp. Thân thể trực tiếp được từng tầng lông chim bảy màu rậm rạp bao phủ. Trên hai cánh tay có hai cái cánh xuất hiện, đánh văng Lục Lâm Thiên về phía trước. Cạch cạch, trong nháy mắt chảo ấn đánh xuống, Mộ Dung Lan Lan trực tiếp bị Tề Thiên Liệt Địa Chảo đánh trúng. Tia lửa bắn tung tóe, lông chim bảy màu mạnh mẽ bị xé rách lộ ra cái lưng trắng nõn. Bên trên cái lưng còn có 5 vết máu nhàn nhạt.
khục khục. Thân hình Mộ Dung Lan Lan cấp tốc lảo đảo tiến về phía trước, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Đệ nhất chuyển, đệ nhị chuyển, cửu chuyển thiên linh. Bản thể Lục Lâm Thiên dường như đã sớm có sự chuẩn bị, bí pháp cửu chuyển thiên linh lập tức được thi triển, khí tức mạnh mẽ tăng lên, bỗng nhiên tăng lên tới linh vương lục trọng. Linh ba thiên hồn lãng. Trong chớp mắt này ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống, linh hồn lực phô thiên cái địa từ trong cơ thể bạo phát, toàn bộ gợn sóng trong không gian mang theo lực lượng cuồng bạo khuếch tán. Cỗ lực lượng cuồng bạo khuếch tán ra bốn phương tán hướng. Linh hồn lực bàng bạc tràn ra khiến cho áp lực trong không gian lập tức tăng lên. Đây chính là công kích linh hồn, trong gợn sóng trong không gian mang theo công kích linh hồn cường hãn, hỗn loạn. Không gian chung quanh cái hang lúc này trực tiếp vặn vẹo. Lúc này Lục Lâm Thiên có tu vi linh vương lục trọng, uy lực khi thi triển linh ba thiên hồn lãng tuyệt đối không giống như khi trước. Mộ Dung Lan Lan bị thương nặng từ trước, lúc này lại bị gợn sóng đem theo linh hồn lực bàng bạc bao phủ, sắc mặt Mộ Dung Lan Lan lập tức kinh hãi. Từ bên trong gợn sóng này có một cỗ linh hồn lực âm thầm đánh về phía nàng. Tam thiên lưu vân thủ. Hàn băng đồng kết sát. Đồng thời trên đại hồn anh lần nữa có hai đạo công kích đánh ra. Năng lượng thuộc tính cuồng bạo gần như trong nháy mắt hung hăng chút về phía Mộ Dung Lan Lan. Phanh phanh. Toàn bộ cái hang ầm ầm rung động, công kích mạnh mẽ đánh vào trên cơ thể Mộ Dung Lan Lan, bằng không cái hang này đã sớm sập rồi. Khục khục. Dưới công kích mạnh mẽ như vậy, linh hồn công kích phối hợp với chân khí, một cỗ lực lượng mạnh mẽ đánh xuống khiến cho Mộ Dung Lan Lan liên tiếp lùi lại, ngày càng chật vật. Bỗng dưng lại có một cỗ lực lượng chút xuống. Linh hoàng khải giáp bảy màu quanh thân bắt đầu lờ mờ, nàng đột nhiên lại phun ra một ngụm máu tươi. Phanh! Hồn linh khải giáp không thể chống đỡ được nữa, thân thể Mộ Dung Lan lơ ngã xuống mặt đất. Trong nháy mắt này nàng mới nhìn rõ người vừa đánh lén phía sau lưng nàng chính là một Lục Lâm Thiên thứ hai. Trong lòng nàng hiện tại vô cùng khiếp sợ. Khí tức Lục Lâm Thiên trong đột nhiên suy yếu, dưới linh lực trùng kích bản thân hắn đã bị thương. Lại cố gắng thi triển bí pháp cửu chuyển thiên linh cho nên hậu quả không cần nói cũng biết được. Bí pháp cửu chuyển thiên linh này sau khi thi triển sẽ suy yếu, vì làm Mộ Dung Lan Lan bị thương nặng Lục Lâm Thiên cũng không còn biện pháp nào khác, chỉ có thể toàn lực thi triển đại hồn anh phối hợp với tiểu hồn anh mà thôi. Khục khục, Lục Lâm Thiên phun ra một ngụm máu, trong cơ thể bị thương không nhẹ. Hơn nữa linh lực thôn phệ của Mộ Dung Lan lúc này hắn còn chưa luyện hóa, linh lực của nàng không ngừng trùng kích trong cơ thể. Hắn cũng không dễ chịu một chút nào. Sao có khả năng? Sắc mặt Mộ Dung Lan Lan trắng bệch nhìn hai Lục Lâm Thiên, vẻ mặt vô cùng khiếp sợ, đây rõ ràng không phải là huyễn ảnh, điều này khiến cho nàng vô cùng kinh ngạc. Khục khục. Trong lúc kinh ngạc Mộ Dung Lan Lan lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Công kích như mưa rào của Lục Lâm Thiên khiến cho máu tươi nhiễm đỏ y phục trên người nàng. Một loạt công kích bất ngờ của Đại Hồn Anh khiến cho Mộ Dung Lan Lan không ngờ tới. Mộ Dung đảo chủ, sợ rằng ta không thể theo đảo chủ tới Thiên Vân Giảo rồi. Ngay trong ánh mắt kinh ngạc của Mộ Dung Lan Lan, Đại Hồn Anh trực tiếp nhập vào trong cơ thể Lục Lâm Thiên. Ngươi có phân thân, không ngờ ngươi lại có phân thân. Điều đó không có khả năng, ngươi chỉ có tu vi Vũ Vương, Linh Vương, sao lại có phân thân? Chẳng lẽ là vì Linh Vũ song tu? Vẻ mặt Mộ Dung Lan Lan khiếp sợ, ánh mắt kinh ngạc thấp giọng lẩm bẩm nói. Nghe Lục Lâm Thiên. Nàng giơ tay lau vết máu nơi khóe miệng, nụ cười khổ mang theo sự quyến rũ xuất hiện, nói. Không nghĩ tới thủ đoạn trên người Lâm Thiên đệ đệ lại nhiều như vậy, ta đã tính sai rồi. Ngươi đi đi. Sợ rằng ta không thể đơn giản cứ thế mà đi. Lục Lâm Thiên nói, ánh mắt nhìn vào trên người Mộ Dung Lan Lan, một cỗ hàn mang từ trong mắt bắn ra, sát khí xuất hiện. Lâm Thiên đệ đệ muốn ghét ta sao? Nhìn Lục Lâm Thiên. Nhìn thấy sát khí trong mắt Lục Lâm Thiên, sắc mặt Mộ Dung Lan Lan trầm xuống rồi nói. Nếu như ta tới Thiên Vân Đảo sợ rằng cũng lành ít dữ nhiều. Ngươi có thể ghét ta, tại sao ta không thể ghét ngươi? Lục Lâm Thiên thản nhiên nói. Dưới tình huống bình thường đương nhiên Lục Lâm Thiên sẽ không đi đánh chết Mộ Dung Lan Lan. Một khi đánh chết Mộ Dung Lan Lan thì Phi Linh Môn và Thiên Vân Đảo sẽ không chết không thôi. Thế nhưng hiện tại, bí mật của hắn đều bại lộ trước mặt Mộ Dung Lan Lan. Giờ phút này hắn đã không thể cố kỵ như trước được nữa. Ghét ta, Thiên Vân Đảo và Phi Linh Môn sẽ không chết không thôi. Phi Linh Môn ngươi sẽ máu chảy thành sông, ngươi nên suy nghĩ cho kỹ. Mộ Dung Lan Lan nhìn Lục Lâm Thiên rồi nói.
vậy cũng phải nhìn xem rốt cuộc Thiên Vân Đảo có thực lực kia không. Lục Lâm Thiên chậm rãi tiến lên, sát ý tràn ra. Nếu như hôm nay không ghét Mộ Dung Lan Lan này, sợ rằng phiền phức sau này còn lớn hơn nữa. Ngươi không thể ghét được ta. Mộ Dung Lan Lan nhìn Lục Lâm Thiên rồi nói. Dường như bản thân nàng đang chờ Lục Lâm Thiên tới gần, trong mắt có một cỗ tinh quang chợt lóe. Ta căn bản không muốn ghét ngươi, thế nhưng ta chưa bao giờ cho phép có một người nào đó uy hiếp ta. Lục Lâm Thiên thở dài, một đạo trưởng ấn ngưng tụ trong tay, ánh mắt có chút do dự rồi lập tức đánh trưởng ấn về phía Mộ Dung Lan Lan. Có một số việc, mặc dù tàn khốc, thế nhưng hắn vẫn phải làm như vậy. Huyễn Linh Chân Kinh, Linh Huyễn Chi Cảnh. Đúng lúc này một đạo tinh quang trong mắt Mộ Dung Lan Lan bắn ra, thân thể bỗng nhiên đứng thẳng lên, một ánh mắt quỷ dị nhìn thẳng vào hai mắt Lục Lâm Thiên. Phanh! Trưởng ấn Lục Lâm Thiên trực tiếp vỗ vào trong ngực Mộ Dung Lan Lan, đồng thời thân thể Lục Lâm Thiên cũng run lên. Đột nhiên xuất hiện ở trong một ảo cảnh. Không tốt! Trong lòng Lục Lâm Thiên lập tức trùng xuống, ảo cảnh mà Mộ Dung Lan Lan thi triển không giống bình thường một chút nào. Trong nháy mắt Lục Lâm Thiên ngây ra. Hắn đột nhiên trở về Lục gia khi trước, khi đó hắn đang bị Triệu Tuệ cùng mấy quản gia thủ hạ của nàng khi dễ. Cảnh tượng trước mắt lập tức biến đổi, mẫu thân đang bị người khác bắt nạt ngay trước mắt hắn khiến cho trong lòng hắn nổi lên ba động. Là ảo cảnh, đây là ảo cảnh. Lúc này có một tiếng sấm nổ vang lên, đồng thời một cỗ sát khí ngập trời từ trong đầu Lục Lâm Thiên tràn ra. Đây chính là sát khí đến từ Đại Hồn Anh. Ảo cảnh trước mắt Lục Lâm Thiên lập tức ảm đạm. Thế nhưng trong mắt Mộ Dung Lan Lan, ánh mắt quỷ dị kia lần nữa bắn ra. Sắc mặt nàng ngày càng trắng bệch, khóe miệng lần nữa chảy ra một dòng máu tươi. Lục Lâm Thiên vừa mới thoát khỏi ảo cảnh lập tức xuất hiện ở trong một không gian yêu nhã. Từng tiếng cười vui vẻ truyền tới, Lục Lâm Thiên nhìn lại thì thấy mấy nữ tử yểu điệu. Lâm Thiên, sao chàng đã trở lại rồi? Mấy thân ảnh yểu điệu này quay đầu lại, chính là đám người Lục Vô Song, Lữ Tiểu Linh, Vân Hồng Lăng. Ngay cả Độc Cô Cảnh Văn cũng ở trong đó, tứ nữ lập tức đi tới trước mặt Lục Lâm Thiên. Ảo cảnh, đây là ảo cảnh, để xem ngươi có thể làm gì được ta. Trên Đại Hồn Anh lập tức có sát khí ngập trời tràn ra. Lục Lâm Thiên thủ hộ tâm thần, mà ảo cảnh này cũng cực kỳ lợi hại, vô hình vô thức ăn mòn linh hồn của Lục Lâm Thiên, Lục Thiếu Du thậm chí còn có thể cảm nhận được rõ ràng, chỉ cần mình sơ ý một cái sẽ bị hãm sâu vào trong ảo cảnh. Đi! Trong sát na một ngụm máu tươi từ trong miệng Mộ Dung Lan Lan đột nhiên phun vào trong mi tâm Lục Lâm Thiên. Một cỗ linh hồn lực bàng bạc trong nháy mắt chạy vào trong đầu Lục Lâm Thiên. Cỗ linh hồn lực bàng bạc này cực kỳ mạnh mẽ, mang theo khí thế sấm sét chạy ào ào vào trong đầu Lục Thiếu Du. Giờ phút này hai người hoàn toàn đang đặt cược tính mạng của mình. Siêu siêu! Trong đầu Lục Lâm Thiên, quang mang trên kim đao màu vàng đại thịnh, đồng thời kim đao di chuyển. Linh hồn lực bàng bạc của Mộ Dung Lan Lan lập tức tan thành từng mảnh nhỏ dưới kim đao. Siêu! Trong chớp mắt này ánh mắt Lục Lâm Thiên triệt để dại ra, linh hồn công kích của Mộ Dung Lan Lan tuy rằng không tạo thành tác dụng quá lớn. Thế nhưng chỉ bằng cỗ ba động này cũng khiến cho linh hồn Lục Lâm Thiên run lên, lại rơi vào trong ảo cảnh. Trong ảo cảnh, Lục Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, Lữ Tiểu Linh xúm lại, cả đám đều đang múa trước mặt Lục Lâm Thiên. Lâm Thiên! Khuôn mặt tuyệt mỹ tới cực hạn xuất hiện trước mặt Lục Lâm Thiên. Khuôn mặt trắng nõn như ngọc, cái miệng nhỏ nhắn đỏ hồng, đặc biệt là đôi mắt sáng ngời khiến cho người khác nhìn vào lập tức bị câu hồn đoạt phách, dung nhan tuyệt mỹ giống như tiên tử không nhiễm bụi trần, đây chính là Độc Cô Cảnh Văn. Cảnh Văn. Lục Lâm Thiên ngẩn ra rồi lập tức đem nữ tử trước mặt ôm vào lòng. Nữ tử này là người mà hắn luôn nhớ nhung, cách biệt mấy năm, lần này rốt cuộc cũng xuất hiện trước mặt hắn. Lâm Thiên, ngươi muốn làm cái gì? Thế nhưng lúc này ánh mắt Lục Lâm Thiên lại ngẩn ra, nữ tử trong lòng lại biến thành một thân ảnh xinh đẹp tới cực hạn. Mà đạo thân ảnh này khí chất vô song, trên khuôn mặt tuyệt mỹ mang theo một chút quyến rũ, phong tình vạn trùng. Nữ tử này quyến rũ, xinh đẹp, lạnh lẽo lại vô cùng tuyệt mỹ giống như khiến cho ngay cả thiên địa cũng phải động lòng. Khuôn mặt lạnh lùng, uy nghiêm, khí chất quyến rũ hoàn toàn hội tụ ở trên người nàng. Bạch Linh. Trong lòng Lục Lâm Thiên trùng xuống, nữ tử trong lòng lại tiếp tục biến hóa, Vô Song xuất hiện. Buông tay. Bên ngoài, Mộ Dung Lan Lan khẽ quát một tiếng, tay Lục Lâm Thiên lúc này đang ôm chặt thân thể của nàng,
nàng vừa mới giãy giụa, miệng đột nhiên lại phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi phun ra, ánh mắt Mộ Dung Lan Lan run lên, toàn thân không còn chút sức lực nào. Thế nhưng lúc này Lục Lâm Thiên đã hoàn toàn lâm vào trong ảo cảnh. Vô song. Lục Lâm Thiên nhìn nữ tử thanh nhã, cao quý trong lòng rồi lập tức cúi đầu hôn xuống. Lục Lâm Thiên, không được. Mộ Dung Lan Lan yếu ớt la lên, thế nhưng cũng không ngăn cản được. Lục Lâm Thiên đã sớm lâm vào ảo cảnh, mà nàng liên tiếp bị thương, linh hồn lực vừa rồi lại bị thương nặng cho nên không thể phản kháng. Lúc này trong đầu Lục Lâm Thiên nặng trịch, đôi môi hướng về phía đôi môi mang theo vết máu của Mộ Dung Lan Lan hôn xuống. Cảm nhận cảm xúc mềm mại, ấm áp, dường như có chút giống bình thường. Lục Lâm Thiên hôn thật sâu, tham lam Mupsilon tê nước bọt trong miệng nàng, chăm chú ôm thân thể mềm mại trong lòng, hai người lập tức ngã xuống mặt cỏ. Mộ Dung Lan Lan không còn chút lực giãy giụa, cả thân thể từ đầu tới chân không ngừng run rẩy, thế nhưng tất cả đều là phí công. Lúc này Lục Lâm Thiên đã vô cùng hưng phấn, ý thức trở nên mơ hồ, chỉ biết hôn đôi môi mềm mại của nữ tử trong lòng. Không ngừng em mở Upsilon tê nước bọt cùng với hương thơm của nàng, tất cả mọi chuyện đều bị hắn ném ra sau đầu. Mộ Dung Lan Lan thôi giãy giụa, trong mắt hiện lên sự bất lực, nàng biết hiện tại Lục Lâm Thiên đã lâm vào trong ảo cảnh, nàng đã không thể phản kháng. Mà trong lúc bất chi bất giác Mộ Dung Lan Lan có cảm giác thân thể mình nóng lên, nàng lại tiếp tục giãy giụa muốn thoát khỏi vòng tay của Lục Lâm Thiên, thế nhưng càng giãy giụa Lục Lâm Thiên càng hưng phấn. Rốt cuộc Mộ Dung Lan Lan cũng cảm nhận được cái gì, thân thể mềm mại của nàng được đặt lên trên thân thể của Lục Lâm Thiên, cả thân thể nàng run lên, hai gò má giống như tuyết trắng đỏ ửng, không ngừng thở hổn hển. Siêu. Dưới động tác thô lỗ của Lục Lâm Thiên, cung trang của Mộ Dung Lan Lan trong nháy mắt bị xé rách. Thân thể linh lung, trắng nõn như ngọc xuất hiện trong mắt Lục Lâm Thiên. Y phục bị xé rách, chỉ còn lại tiết khố màu hồng, xuân quang bắn ra bốn phía. Cảnh sắc mê người, dung nhan tuyệt mỹ, bộ ngực cao V Upsilon T, da thịt trắng nõn, mỗi một tấc thân thể đều tản ra khí tức mê người của nữ nhân thành thục. Tức thì hoa mai nở trong hang, cảnh xuân kiều diễm bùng cháy. Nhìn thấy thân thể linh lung trước mắt, mắt Lục Lâm Thiên đỏ lên, hai tay đem y phục trên người cởi bỏ, Lục Lâm Thiên chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt lưu từ trong đan điền tỏa ra toàn thân. Khi thân thể Lục Lâm Thiên đè lên người Mộ Dung Lan Lan, thân thể nàng lập tức run rẩy. Giống như trên người nàng có một chiếc lò đang tỏa ra nhiệt độ nóng bỏng. Lục Lâm Thiên nằm lên trên thân thể mềm mại không còn chút sức lực giãy giụa, thân thể không ngừng ma sát. Độc Long phía dưới đã sớm có phản ứng, Độc Long ngẩng cao đầu, thi thoảng lại chạm vào nơi thần bí giữa hai chân Mộ Dung Lan Lan, dường như muốn tiến vào nơi vu sơn một phen. Dưới loại Upsilon này Mộ Dung Lan Lan bị Lục Lâm Thiên làm cho toàn thân khô nóng, gần như không thể giữ được bản thân mình. Chính bản thân nàng ta cũng không hiểu vì sao mình lại có cảm giác này. Lục Lâm Thiên nhìn chăm chú vào nữ tử dưới thân rồi cúi đầu hôn đôi môi anh đào của nàng. Bàn tay to không chút khách khí khẽ vuốt thân thể rồi đi từ trên xuống rướt, liên tục ma sát qua lại. Năm ngón tay khẽ dùng một chút lực, nhẹ nhàng xoa nắn khiến cho Mộ Dung Lan Lan không ngừng uốn éo. Cái mông vỉnh kia lập tức di động giống như đáp lại sự upsilon của Lục Lâm Thiên. Hai mắt bắt đầu trở nên mê ly. Trong lúc bất chi bất giác không ngờ nàng đã không giãy giụa, ngược lại còn nhiệt liệt đáp lại Lục Thiếu Du. Rốt cuộc đầu lưỡi của Lục Lâm Thiên cũng mở được hàm răng của Mộ Dung Lan Lan tiến vào upsilon cái lưỡi của nàng, hai cái lưỡi dây dưa cùng một chỗ. Mộ Dung Lan Lan đáp lại, bản thân vô cùng khẩn trương. Đường đường là đảo chủ Thiên Vân đảo, lúc này không ngờ lại giống như một con thỏ nhỏ, thân thể không ngừng co rút, trong mắt hiện lên sự kinh khủng, chờ mong, lại có khát vọng. Cuối cùng là buông thả tất cả. Bốn con mắt nhìn nhau, Mộ Dung Lan Lan bị Lục Lâm Thiên đặt ở dưới thân, cảm nhận khí tức nam nhân ở trên người Lục Lâm Thiên khiến cho toàn thân nàng có cảm giác thoải mái không nói nên lời. Tuy rằng nàng là người đứng đầu Thiên Vân Đảo, thế nhưng đây cũng là nam nhân duy nhất chạm vào thân thể của nàng. Mộ Dung Lan Lan lúc này cũng không thể giữ mình được nữa. Ánh mắt nhìn nam tử trước mắt mê ly. Lúc này thể trạng Độc Long của Lục Lâm Thiên tăng vọt. Lửa nóng tràn ngập, cái lưng đột nhiên cong lại, Độc Long lập tức chui vào nơi vu sơn của Mộ Dung Lan Lan. A! Một tiếng thét kinh hãi vang lên, hạ thân đau đớn, Mộ Dung Lan Lan siết chặt Lục Lâm Thiên, Độc Long của Lục Lâm Thiên đột nhiên xông vào khiến cho ngọc môn của nàng bị xé rách. Loại đau đớn này khiến cho nàng vừa bất ngờ lại giật mình,
toàn thân đột nhiên cứng đờ. Thế nhưng cảm giác đau đớn này nàng cũng dần dần thích ứng, cuối cùng trên khuôn mặt của Mộ Dung Lan Lan hiện lên vẻ quyến rũ, yêu mị vốn có khi trước. À à à, cũng không biết qua bao lâu, thanh âm vui sướng của Mộ Dung Lan Lan vang lên. Toàn thân nằm ở trong lòng Lục Lâm Thiên, tiếng thở dốc không ngừng vang lên. Bộ ngực phập phồng, bị Lục Lâm Thiên không ngừng trùng kích, thể xác và tinh thần của nàng hoàn toàn bị thất thủ, thân thể vô lực. Linh hồn vốn khi trước đã bị thương nặng, dưới sự trùng kích không ngừng của Lục Thiếu Du, rốt cuộc cũng có chút thoải mái. Lục Lâm Thiên thân bị hãm sâu vào trong ảo cảnh, linh hồn lực cũng tổn thương không nhẹ. Hơn nữa vết thương cũ còn chưa lành, nay lại thêm mới cho nên lập tức hôn mê. Hai thân hình ôm chặt lấy nhau cùng hôn mê trong cái hang bị phong bế. Không ai có thể nhìn thấy một màn xuân sắc vô biên như vậy. Trong bầu trời hải vực vô biên, giữa không trung có một đạo thú ảnh xẹt qua. Bốn người Lục Tâm Đồng, Tiểu Long, Dương Quá, Như Hoa ngồi trên lưng phi thiên ngô công xẹt qua phía chân trời. Dương Quá ngơ ngác nhìn về phía trước, toàn thân đờ ra không nói gì. Dáng vẻ này lại giống như lần đầu tiên đám người Lục Tâm Đồng gặp hắn. Lục Tâm Đồng ngồi ở bên cạnh Dương Quá thế nhưng cũng không thể giúp được cái gì. Cũng không biết ca ca thế nào rồi, mấy ngày nay chúng ta còn chưa tìm được ca ca. Lục Tâm Đồng nhìn Dương Quá rồi lập tức nhướng mày, ánh mắt có chút lo lắng nói. Chúng ta đi tìm nhị đệ trước. Dương Quá phục hồi tinh thần, ánh mắt từ xa thu lại. Nếu như không có bất ngờ xảy ra thì lão đại có thể tự bảo vệ mình. Thế nhưng chỉ sợ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra mà thôi. Dù sao thực lực của Vũ Tôn quá mức mạnh mẽ. Tiểu Long lúc này cũng có chút lo lắng. Một kích của Vũ Tôn nó đã tự mình kiểm nghiệm qua, thực sự quá mạnh mẽ. Ca ca sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đó chứ. Ánh mắt Lục Tâm Đồng lóe lên bất định, ngày càng lo lắng. Tạm thời còn chưa có vấn đề gì, có lẽ lão đại muốn thoát thân cũng không phải là vấn đề quá lớn. Tiểu Long nói, trong hang, cũng không biết qua bao lâu. Một tiếng rên vang lên, hai cỗ thân thể ôm chặt lấy nhau kia rốt cuộc cũng nhúc nhích một chút. Mộ Dung Lan Lan tỉnh lại, hai mắt mở ra, đập vào mắt nàng chính là khuôn mặt kiên nghị, anh Tuấn kia. Tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy? Mộ Dung Lan Lan lẩm bẩm nói, toàn thân vô lực không thể nhúc nhích, trong đầu nàng lúc này cũng hỗn loạn tới cực điểm. Nàng thật không ngờ kết quả cuối cùng lại như thế này, không ngờ nàng lại phát sinh chuyện này với hắn. Một lúc lâu sau, một lưu tinh quang trong tay Mộ Dung Lan Lan lóe lên, thân thể Lục Lâm Thiên lập tức bị ném đi. Thân thể trắng nõn của Mộ Dung Lan Lan đứng dậy, nhìn cảnh vật trước mắt, còn có vết đỏ tươi dưới thân mình, trong đôi mắt quyến rũ kia xuất hiện hai giọt nước mắt. Siêu siêu, nhìn nam tử bên cạnh, linh lực trong người Mộ Dung Lan Lan chợt lóe, một đạo trưởng ấn được ngưng tụ. Nam nhân này đoạt lấy thân thể thuần khiết của nàng, nhất định không thể buông tha cho hắn. Ngay khi trưởng ấn sắp hạ xuống, trưởng ấn trong tay Mộ Dung Lan Lan ngừng lại, ánh mắt lóe lên bất định, miệng lẩm bẩm nói. Hắn lâm vào ảo cảnh, nếu không phải ta thi triển ảo cảnh thì hắn cũng sẽ không như vậy. Muốn trách thì phải trách chính mình. Thế nhưng cũng không thể tha cho hắn như vậy, thân thể thuần khiết này hắn làm sao có tư cách đoạt lấy. Hắn cũng không biết rõ mọi chuyện, vì sao ta lại không cảm thấy chán ghét hắn. Mộ Dung Lan Lan không ngừng suy nghĩ, nàng nhớ rõ lúc đó bản thân nàng còn kịch liệt đáng ứng, không ngờ bản thân lại không có bài xích, miệng còn không ngừng lớn tiếng rên rỉ. Nghĩ vậy, hai gò má Mộ Dung Lan Lan lập tức đỏ ửng. Nhất định phải ghét hắn. Chuyện này không thể trách hắn, mình cũng có trách nhiệm. Vì sao ta lại không hạ thủ được, lẽ nào ta đã? Mộ Dung Lan Lan không ngừng đấu tranh tư tưởng. Trong đầu có hai thanh âm không ngừng qua lại khiến cho Mộ Dung Lan Lan có chút tan vỡ. Lúc này trong miệng Lục Lâm Thiên vang lên tiếng rên rỉ, dường như sắp tỉnh. Nhìn Lục Lâm Thiên dưới mặt đất, ánh mắt Mộ Dung Lan Lan run rẩy, trưởng ấn trong tay lần thứ hai chụp xuống, thế nhưng vẫn không thể hạ thủ được. Tự tạo nghiệt a, lần này quả thực ta không nên tới đây. Sau khi thì thào nói một tiếng, Mộ Dung Lan Lan thu hồi trưởng ấn, thân thể mềm mại đứng dậy. Thân hình linh lung như ngọc kia lúc này cũng không có ai thấy. Mộ Dung Lan Lan lập tức lấy ra một bộ cung trang màu hồng trong nhẫn chữ vật mặc lên người, nhìn nam tử áo sam dưới đất, miệng lẩm bẩm nói. Từ nay về sau chuyện này coi như chưa từng xảy ra. Lần này chỉ là một giấc mộng, chỉ là ảo cảnh,
ta cũng chưa từng tới đây. Nói xong, thân thể uể oải, suy yếu của Mộ Dung Lan Lan nhanh chóng rời đi. Trong hang, Lục Lâm Thiên vẫn tiếp tục hôn mê, dưới tình huống liên tiếp bị thương nặng khiến cho Lục Lâm Thiên không thể chống lại được. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong Phi Linh Môn yên bình đột nhiên mặt đất rung chuyển. Rung động đột nhiên xảy ra tạo thành động tĩnh không nhỏ. Tất cả đệ tử Phi Linh Môn đang tu luyện đều vội vàng đứng dậy đi tới sân rộng, cả đám cũng không biết là chuyện gì đang xảy ra. Ngay khi chúng đệ tử nghi hoặc thì mặt đất lại rung chuyển. Mà lần này không ít người lập tức phát hiện ra nơi phát ra ba động, vô số ánh mắt nhất thời nhìn về phía sau núi. Lúc này, trong đình viện ở hậu sơn của Phi Linh Môn cũng có vô số thân ảnh bắn ra, cuối cùng lơ lửng trong không trung. Cả đám đều dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về một ngọn núi cách đó không xa. Đây chính là đám người Đông Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh và Thanh Hỏa Lão Quỷ. Đám người Đông Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh nhìn chăm chú về phía sau núi, trong lúc mơ hồ bọn họ cảm nhận được một cỗ khí tức kinh khủng đang không ngừng kéo lên. Đây dường như là Băng Mộc Tôn Giả đang đột phá. Đông Vô Mệnh nhìn vào phía sau núi rồi vui vẻ nói. Động tĩnh lớn như vậy ngoại trừ Băng Mộc Tôn Giả ra sợ rằng không còn có ai khác. Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh nói. Trên ngọn núi phía sau hậu hơn, lúc này có một cỗ năng lượng trong thiên địa như biển đang không ngừng hội tụ tới, sau đó năng lượng trong thiên địa như thủy triều rót xuống ngọn núi. Một cỗ khí tức mạnh mẽ đang không ngừng kéo lên. Khí thế kinh khủng này cũng không duy trì bao lâu. Trên ngọn núi có một cỗ năng lượng mạnh mẽ bỗng nhiên giống như núi lửa phun trào, từ trên ngọn núi bạo phát. Năng lượng phô thiên cái địa tuôn ra khiến cả không gian phong vân biến sắc. Là Vũ Tôn đang đột phá. Cảm nhận trình độ cường hãn của cỗ khí thế này, không ít linh vương, vũ vương trong Phi Linh Môn cũng trợn mắt, ngây người. Một lát sau cả đám mới hít sâu một hơi, thanh âm mang theo sự run rẩy lẩm bẩm nói. Khí tức thật là kinh khủng, đây là cường giả trong Phi Linh Môn ta sao? Cỗ khí tức này hẳn là cấp bậc Vũ Tôn. Người đang đột phá có lẽ là sư huynh Băng Mộc Tôn Giả Sát Phá Qua Na của trưởng môn. Ta biết, ta còn từng gặp lão nhân gia. Đó là siêu cấp cường giả Vũ Tôn A. Phi Linh Môn ta có siêu cấp cường giả Vũ Tôn, hiện tại ngoại trừ nhất tông nhất giáo nhất môn nhất trang gia, cũng không có một môn phái nào dám chống lại chúng ta nữa. Vô số đệ tử Phi Linh Môn phía dưới chấn động, cuối cùng trong vô số ánh mắt khiếp sợ, cỗ khí thế kinh khủng kia chỉ rằng có một lát rồi lập tức biến mất không thấy. Dưới mật thất của Phi Linh Môn, hai đạo thân ảnh già nua, một hư một lưng đứng lên, ánh mắt hai người nhíu lại. Trong mắt hiện lên sự vui vẻ. Sát phá quân này sau khi khôi phục không ngờ lại có thể đột phá nhanh như vậy. Quả thực không tồi. Thân ảnh già nua, hư ảo kia mỉm cười nói. Trong mật thất, Nam Thúc mỉm cười gật đầu rồi thở dài nói. Sư phụ sát phá quân chính là lão hữu có giao tình sinh tử với ta. Hắn để lại cho tiểu tử này không ít thứ tốt, muốn đột phá đương nhiên không quá chậm. Chỉ tiếc ta còn chưa thể khôi phục cho nên không thể tiến vào trong đó điều tra. Cũng không biết lão bằng hữu của ta còn sống hay đã chết. Chính là nơi mà lần trước ngươi từng nói với ta sao. Năm đó ta cũng đi vào đó, thế nhưng nơi đó bị mấy hoàng tộc lánh đời chiếm cứ. Tán tu bình thường đi vào vô cùng nguy hiểm, cũng không dám đi vào quá sâu. Thánh thủ Linh Tôn nói, nơi đó chính là nơi mà mấy đại hoàng tộc thủ hộ. Mấy đại hoàng tộc lánh đời là bởi vì địa phương đó, cho nên sẽ không đơn giản cho người ngoài tiến vào bên trong. Người có tư cách tiến vào trong đó cũng không có mấy người. Trình độ nguy hiểm cũng vô cùng lớn. Nam Thúc nói, địa phương đó quả thực vô cùng quỷ dị. Theo ta được biết, địa phương đó mỗi một lần mở ra đều khiến cho vô số lão gia hỏa ngã xuống. Nhiều năm trôi qua như vậy dường như cũng không có ai tìm được thứ gì tốt. Thánh thủ Linh Tôn nói, chính là bởi vì không tìm được thứ tốt cho nên mới khiến cho bọn họ điên cuồng. Những lão gia hỏa kia đều là người không để ý tới thế sự, một lòng muốn tìm vật trong đồn đại kia. Nam Thúc nói, như vậy cũng tốt, nếu như những lão gia hỏa này không có việc gì để làm thì đại lục này sợ rằng đã sớm long trời lở đất rồi. Thánh thủ Linh Tôn nói, mặc kệ ra sao, ta đều hy vọng có thể một lần nữa tiến vào trong đó. Nhìn xem lão bằng hữu của ta rốt cuộc còn sống hay đã chết. Nam Thúc nói, yên tâm đi, chờ sau khi tiểu tử Lâm Thiên kia thu được hổ âm yêu tinh thì thương thế của ngươi muốn khỏi hẳn cũng không khó. Thánh thủ Linh Tôn nói, hổ âm yêu tinh, long dương linh quả,
một âm một dương, theo lý thuyết mà nói quả thực có cơ hội. Chỉ là không biết chuyến đi Đông Hải của tiểu tử này có nguy hiểm hay không. Trên đại lục linh vũ ít nhiều cũng được Vân Dương Tông che chở, trên cổ vực lại có linh thiên môn chế trụ, thế nhưng trên Đông Hải, tiểu tử này tới đó có lẽ không thể lăn lộn được như trước. Nam Thúc nói, yên tâm đi, thánh linh giáo của ta vẫn còn, cho dù tiểu tử kia có nháo tận trời ở Đông Hải, nếu muốn bảo vệ bản thân mình thì có lẽ không thành vấn đề. Thánh thủ linh tôn nói, thế nhưng sợ rằng mấy nghìn năm qua, cảnh còn người mất. Cho dù thánh linh giáo còn, sợ rằng cũng không có ai phục nó. Chuyến đi này sợ rằng nguy cơ trùng trùng. Cũng đúng, tất cả phải nhìn vào bản thân nó. Thế nhưng vận khí của tiểu tử này không tồi, có lẽ sẽ không gặp phải vấn đề quá lớn. Thánh thủ linh tôn nói, trên một ngọn núi phía sau phi linh môn lúc này có một thân ảnh màu lam khoanh chân ngồi xuống. Mãi một lúc sau thân ảnh này mới vặn thắt lưng, trên người vang lên tiếng xương cốt răng rắc. Hai tay bỗng nhiên vươn ra, chậm rãi nắm chặt một cái. Trước hai tay, gợn sóng trong không gian trực tiếp vặn vẹo. Gợn sóng trong không gian giống như chiếc lá mỏng bị sát phá quân nắm vào trong tay. Đột nhiên gợn sóng trong không gian hóa thành băng, thanh âm nghiền nát vang lên, cuối cùng biến mất trong không trung. Rốt cuộc cũng đột phá. Cảm nhận cảm giác thoải mái tràn ngập cơ thể. Một ngụm chọc khí mang theo khí tức lạnh lẽo từ trong miệng sát phá quân bắn ra. Trên khuôn mặt lạnh lùng kia hiện lên sự vui vẻ. Thời gian trôi qua, trong hang, khi Lục Lâm Thiên tỉnh lại thì thấy toàn thân vô lực. Đầu nặng nề, toàn thân uể oải. Mặc kệ là chân khí hay linh lực đều tiêu hao tới cực hạn. Ồ! Chuyện đầu tiên khi Lục Lâm Thiên tỉnh lại chính là nhìn thân thể của mình. Vì sao mà bản thân hôn mê Lục Lâm Thiên cũng không rõ. Hắn chỉ nhớ dường như mình tiến vào trong ảo cảnh của Mộ Dung Lan Lan. Chuyện sau đó hắn đều quên hết, hoàn toàn không nhớ nổi một chút gì. Mà lúc này trong mắt Lục Lâm Thiên lại có chút nghi hoặc, bởi vì hắn không thấy Mộ Dung Lan Lan đâu. Mà khi Lục Lâm Thiên nhìn xuống phía dưới thì sắc mặt lập tức đại biến, không ngờ trên người hắn lại không có một mảnh vải che thân nào. Ta bị cưỡng bức sao? Nhìn thấy toàn thân không có chút mảnh vải nào. Phán đoán thứ nhất của Lục Lâm Thiên chính là hắn bị người ta cưỡng bức. Thế nhưng sau khi suy nghĩ một lát, Lục Lâm Thiên lại cảm thấy Mộ Dung Lan Lan kia dường như cũng không phải là người biến thái. Trong lúc nghi hoặc, Lục Thiếu Du nhanh chóng mặc y phục vào. Mộ Dung Lan Lan đâu? Lục Lâm Thiên xem xét chúng quanh, Mộ Dung Lan Lan này vì sao lại không thấy đâu? Cho dù Mộ Dung Lan Lan đi, lẽ nào ngay cả thần khí tử lôi huyền đỉnh của hắn mà nàng cũng không muốn? Đã trở lại rồi sao? Suy tư một lát, ánh mắt Lục Lâm Thiên đột nhiên nhìn về cửa hang. Trong tâm thần của hắn lúc này có người đang tiến vào trong hang. Phản ứng đầu tiên của hắn chính là đoán Mộ Dung Lan Lan đã trở lại. Hóa ra quả thực còn chưa đi xa. Lục Lâm Thiên, ngươi trốn không thoát đâu. Lúc này ba đạo thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện trước người Lục Lâm Thiên không xa. Người vừa mới lên tiếng chính là một nữ tử tuyệt mỹ. Trên khuôn mặt tinh xảo không trang điểm kia mang theo sự lạnh lùng. Khuôn mặt này xinh đẹp không thể diễn tả bằng lời, phong tư chắc tuyệt giống như là tiên tử. Mái tóc có chút mất trật tự, cái eo nhỏ làm tăng lên vẻ không nhiễm bụi trần của nàng. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ là ngũ quan xinh xắn, nhìn qua nhu nhược mà ưu nhã. Thế nhưng trong đôi mắt lúc này lại là một mảnh hàn ý khiến cho người khác nhìn vào không khỏi cảm thấy lạnh lẽo. Mà người này không phải là ai khác mà chính là Lăng Thanh Tuyền mà Lục Lâm Thiên sợ gặp nhất. Lúc này bên người Lăng Thanh Tuyền còn có Nộ Vô Thường và Không Linh Vương. Nhân phẩm của ta kém như vậy sao? Nhìn thấy ba người, phản ứng đầu tiên của Lục Lâm Thiên chính là tự hỏi một câu như vậy. Mộ Dung Lan Lan vừa mới biến mất không thấy thì lập tức gặp phải Lăng Thanh Tuyền này. Chẳng lẽ phần mộ tổ tiên Lục gia bị người ta đụng vào hay sao? Không ngờ mình lại không may như vậy. Nộ trưởng lão, nhanh bắn hắn, cẩn thận bị hắn thi triển tử lôi huyền đỉnh. Lăng Thanh Tuyền lập tức yêu kiều quát lên một tiếng. Tiểu tử, lão thân không để yên cho ngươi. Nộ Vô Thường nghe Lăng Thanh Tuyền phân phó lập tức lao thẳng về phía Lục Lâm Thiên. Hỉ Vô Thường bị Lục Lâm Thiên ghét chết, nàng sao có thể bỏ qua cho Lục Thiếu Du được. Trong lòng Lục Lâm Thiên ngưng trọng tới cực điểm, Lăng Thanh Tuyền lo lắng hắn thi triển tử lôi huyền đỉnh, thế nhưng hắn biết. Chân khí linh lực trong người hắn hiện tại tiêu hao hầu như không còn, căn bản chưa khôi phục được một chút nào. Muốn thôi động tử lôi huyền đỉnh hoàn toàn là chuyện không có khả năng. Huống chi Lục Lâm Thiên còn không có thời gian thôi động.
mấy ngày trước Nộ Vô Thường ăn thiệt thòi trong tay nữ tử thần bí, trong lòng hiện tại vẫn còn sợ hãi. Bởi vì trước đó nàng ta không toàn lực xuất thủ đối với đám người Tiểu Long cho nên lúc này xuất thủ với Lục Lâm Thiên nàng không lưu thủ một chút nào. Trong mắt bắn ra hàn ý bàng bạc, một đạo chảo ấn phá không mang theo tiếng sấm ỉ ùng hiện lên trong không gian. Siêu! Chảo ấn kéo theo một đám tàn ảnh, không gian đột nhiên đình trệ, trong nháy mắt đạo chảo ấn này mang theo xu thế sấm sét, phá không bay về phía Lục Lâm Thiên. Chạy! Lục Lâm Thiên nhanh chóng chạy trốn. Thế nhưng trong cái hang nhỏ này hắn còn có thể chạy tới chỗ nào? Huống chi trình độ nắm không gian trong tay của Nộ Vô Thường này ngay cả lúc hắn toàn thịnh cũng không thể thoát khỏi, huống chi lúc này Lục Lâm Thiên lại tiêu hao quá nhiều, dưới trạng thái này làm sao có thể chạy trốn khỏi công kích của nàng ta. Siêu siêu! Tất cả chỉ trong nháy mắt, chảo ấn đánh xuống, Lục Lâm Thiên trực tiếp bị bao phủ vào bên trong. Thân thể đình trệ, căn bản không thể nhúc nhích. Trình độ nắm không gian trong tay của cường giả Vũ Tôn quả thực quá mạnh mẽ. Tiểu tử, lần này ngươi trốn không thoát đâu. Thân ảnh Nộ Vô Thường chợt lóe lên, tiếp đó nhanh chóng đánh mấy đạo cấm chế vào người Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên lập tức bị cấm chế. Lần này xong rồi. Ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống, rơi vào trong tay nữ nhân Lăng Thanh Tuyền này, kết cục của hắn không cần nghĩ cũng biết. Sợ rằng không bị ngũ mã phanh thây thì cũng phải chết không toàn thây. Nộ hộ pháp, tên vô sỉ này có thủ đoạn cởi bỏ cấm chế, để cho ta tới. Lăng Thanh Tuyền lạng lùng đi tới trước mặt Lục Lâm Thiên. Trong tay xuất hiện một khỏa đan dược tỏa mùi hương thơm ngát. Nàng không để ý tới Lục Lâm Thiên mà trực tiếp mở miệng Lục Thiếu Du, đem khỏa đan dược kia nhét vào trong miệng hắn. Phanh! Ngay sau đó, Lăng Thanh Tuyền không chút do dự hung hăng đập một quyền vào ngực Lục Lâm Thiên. Khỏa đan dược trong yết hầu Lục Lâm Thiên lập tức trôi xuống bên dưới. Một cỗ dược dịch kỳ dị khuếch tán, tiến vào trong tứ chi, đan điền của Lục Thiếu Du. Trong nháy mắt Lục Lâm Thiên có cảm giác toàn thân bị dược dịch bao phủ, một cảm giác tê dại xuất hiện, ngay cả xương cốt toàn thân dường như cũng nhũn đi. Giờ phút này Lục Lâm Thiên có cảm giác vô lực, toàn thân mềm nhũn giống như một cục bông. Giống như thân thể của hắn không tồn tại. Tên vô sỉ, vì đối phó với ngươi, ta cố ý lấy nhuyễn cốt đan trong linh vũ giới, sau khi dùng toàn thân tê dại. Kinh mạch, xương cốt mềm đi. Cho dù là vũ tôn cao giai ăn vào không có giải dược cũng đừng mong khôi phục. Ta xem lần này ngươi còn có thể cởi bỏ cấm chế được không? Lăng Thanh Tuyền nhìn Lục Lâm Thiên rồi hung hăng đá một cước. Thân hình Lục Lâm Thiên lập tức bay về phía sau mấy thước, va vào tường đá trong hang. Tiện tì, nếu như lần này ta thoát khỏi đây, tuyệt đối ta sẽ không cho ngươi một chút cơ hội nào. Lục Lâm Thiên hung hăng đập vào mặt đất. Trong lòng thầm mắng một tiếng. Thế nhưng đồng thời hắn cũng mắng bản thân mình, lần trước sao lại không đem nữ nhân này đánh chết thì lần này cũng sẽ không rơi vào trên tay nữ nhân này. Thiếu chủ, để cho ta ghét tiểu tử này, ta muốn báo thù. Nộ Vô Thường giận dữ nhìn Lục Lâm Thiên, sát ý ngập trời tràn ra. Nộ trưởng lão, người này là người mà giới chủ muốn, còn có chút công dụng. Lăng Thanh Tuyền nói với Nộ Vô Thường xong, lập tức nói với Không Linh Vương. Không Linh Vương, mang theo tên này, chúng ta đi. Lăng Thanh Tuyền nói. Một lát sau, dưới đảo nhỏ có một đầu yêu thú phi hành lục giai khổng lồ bay lên trời rồi lập tức biến mất trên không trung. Trên lưng yêu thú phi hành, thân thể Lục Lâm Thiên mềm nhũn bị Không Linh Vương ném lên trên. Sắc mặt Lục Lâm Thiên vô cùng xấu xí, lúc này bị người khác cấm chế, lại thêm nhuyễn cốt đan kia, toàn thân hắn hiện tại không còn một chút sức lực nào. Sau khi âm thầm vận chuyển âm dương linh vũ quyết thì Lục Lâm Thiên tuyệt vọng phát hiện ra, hắn lại không thể thôi động âm dương linh vũ quyết, kinh mạch toàn thân mềm nhũn, đan điền bị cấm chế. Xong đời rồi. Trong lòng Lục Lâm Thiên lập tức cảm thấy lạnh lẽo, Lăng Thanh Tuyền này vì đối phó với hắn đã chuẩn bị vô cùng tốt. Sao có thể cho hắn cơ hội được chứ? Tên vô sỉ kia, ngươi cứ chậm rãi chờ xem, chờ sau khi trở về ta sẽ thu thập ngươi thật tốt. Lăng Thanh Tuyền nhìn Lục Lâm Thiên, hàn ý trên khuôn mặt lạnh lùng kia ngày càng đậm. Đi đêm lắm có ngày gặp ma. Lục Lâm Thiên vô cùng bất đắc dĩ. Bản thân hắn luôn cho rằng mình có năng lực tự bảo vệ, thế nhưng hiện tại vẫn rơi vào trong tay Lăng Thanh Tuyền này. Thời gian chậm rãi trôi qua, Lục Lâm Thiên âm thầm vận chuyển âm dương linh vũ quyết không dưới 1000 lần, thế nhưng đều thất bại. Dưới tác dụng của nhuyễn cốt đan kia, hắn không có một chút biện pháp nào. Lục Lâm Thiên cuối cùng cũng chỉ có thể tuyệt vọng.
Lần này dường như kết cục của hắn đã định. Thế nhưng thấy Nộ Vô Thường ở đây, Lục Lâm Thiên không khỏi thở dài một hơi. Chí ít điều này cũng đại biểu cho việc đám người Lục Tâm Đồng và Tiểu Long bình yên chạy đi. Bằng không Nộ Vô Thường cũng không xuất hiện ở đây. 7 ngày sau, trong hải vực rộng lớn đột nhiên xuất hiện vô số quần đảo liên miên. Yêu thú phi hành lập tức đáp xuống một hải đảo trong đó. Ầm ầm. Trên một tòa hải đảo, tiếng ầm ầm không ngừng vang vọng. Mặt nước ở giữa những hải đảo đột nhiên cuồn cuộn, một cái thông đạo trong nước hiện ra. Lục Lâm Thiên bị Không Linh Vương nắm trong tay, lập tức tiến vào trong thông đạo. Lúc này tới gần Lục Lâm Thiên mới phát hiện ra, đây chính là một bãi đá dài, mọi người tiến vào trong thông đạo, sóng nước hai bên rẽ ra. Phía trước mặt mọi người có vô số hòn đảo xuất hiện, thoạt nhìn có chút huyền ảo. Thế nhưng Lục Thiếu Du chỉ suy nghĩ một lát rồi lập tức cảm thấy bình thường. Bởi vì nơi này chỉ bố trí một cái trận pháp thuộc tính thủy, ẩn tàng không gian bên trong mà thôi. Bái kiến thiếu chủ. Ra mắt Nộ trưởng lão, Không hộ pháp. Khi mà nước phía sau khôi phục, trong hòn đảo nhỏ phía trước có hơn 10 đạo thân ảnh xuất hiện, cả đám đều mặc trường bào màu đen, khí tức không kém chút nào. Vũ tướng, linh tướng. Lục Lâm Thiên cảm nhận khí tức lập tức nhận ra tu vi của đám người này đều là vũ tướng, linh tướng. Còn có mấy vũ xuất và linh xuất, trong lòng hắn không khỏi suy đoán, có lẽ đây là một phân đà của linh vũ giới, thảo nào không có một ai biết được nơi hạ lạc của linh vũ giới, hóa ra mỗi một phân đà của linh vũ giới đều được bố trí một trận pháp che mắt, người bình thường muốn phát hiện ra sợ rằng rất khó. Trên đảo nhỏ có không ít kiến trúc liên miên, dọc đường đi có những thân ảnh xuất hiện liên tục. Tất cả đều mặc y phục màu đen, trong đó Lục Lâm Thiên còn gặp được 2 vũ vương cấp thấp và 1 linh vương cấp thấp. Trong một phân đà của linh vũ giới không ngờ lại có thực lực cường hãn như vậy. Một lúc sau Lục Lâm Thiên bị ném vào trong một mật thất, hàn ý trong mắt Lăng Thanh Tuyền lần nữa tăng thêm không ít. Nộ trưởng lão, Không hộ pháp, các ngươi lui trước đi. Lăng Thanh Tuyền quay đầu nói với Không Linh Vương và Nộ Vô Thường. Thiếu chủ, chúng ta không trực tiếp đem người này về trong giới sao? Nộ Vô Thường do dự một chút rồi nói. Ta đã thông chi cho người trong giới. Sẽ có người tới đây dẫn hắn đi. Lăng Thanh Tuyền nói. Vâng. Nộ Vô Thường không nói gì, ánh mắt nhìn về phía Lục Lâm Thiên đang nằm trên mặt đất rồi lập tức cùng Không Linh Vương rời khỏi mật thất. Mật thất lần nữa yên tĩnh lại, Lục Lâm Thiên bị ném vào trên mặt đất, ánh mắt nhìn vào người Lăng Thanh Tuyền, một cỗ cảm giác không tốt lập tức lan tràn trong lòng hắn. Tên vô sỉ, sao ngươi không kiêu ngạo nữa đi? Lăng Thanh Tuyền nhìn Lục Lâm Thiên, hàn ý trong mắt tới cực hạn. Có bản lĩnh thì quang minh chính đại đấu một phen, ngoại trừ nửa đường đánh lén ra thì ngươi còn có bản lĩnh nào khác không? Quang minh chính đại đấu ngươi không phải là đối thủ của ta. Lục Lâm Thiên hừ lạnh một tiếng. Ngươi cho rằng ngươi nói những lời này sẽ có tác dụng sao? Chí ít hiện tại ngươi đã ở trên tay ta mà không phải là ta ở trên tay ngươi. Lăng Thanh Tuyền lạnh nhạt nói, khóe miệng mang theo nụ cười lạnh lẽo. Nụ cười này giống như một bông tuyết liên. Tuy rằng lạnh lẽo thế nhưng cực kỳ động lòng người. Nếu như ngươi ở trong tay ta, ta tuyệt đối sẽ bán ngươi vào trong kỹ viện. Loại nữ nhân lấy oán trả ơn như ngươi cũng chỉ có thể để cho ngàn vạn người cưỡi. Có lẽ, bằng vào tư sắc của ngươi, sinh ý có lẽ cũng không tồi. Lục Lâm Thiên mắng to, dù sao đi nữa nữ nhân này cũng không bỏ qua cho hắn, hắn có mắng thêm vài câu cũng không sao, coi như xả giận. Ta nói rồi. Lần sau gặp ngươi ta nhất định sẽ ghét ngươi. Chỉ là hiện tại ngươi có chút tác dụng trong giới cho nên ta mới cho ngươi sống lâu thêm vài ngày. Ngươi lăng nhục ta, ngày hôm nay ta nhất định sẽ trả lại gấp bội. Ánh mắt Lăng Thanh Tuyền trầm xuống, ánh mắt mang theo sự oán hận nhìn vào trên người Lục Lâm Thiên. Nhớ tới trong cổ vực, bản thân bị tên vô sỉ này lăng nhục, trong mắt có chút bất lực và ủy khuất. Thế nhưng sự bất lực và ủy khuất này nhanh chóng biến mất. Thay vào đó là hận ý và ánh mắt kiên nghị. Hận ý chợt lóe, một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay Lăng Thanh Tuyền. Kiếm quang hiện lên, từng đạo kiếm quang đánh vào trên người Lục Lâm Thiên. A! À, Lục Lâm Thiên lập tức kêu lên thảm thiết. Dưới kiếm quang này toàn thân Lục Lâm Thiên, trên dưới đều bị cắt hơn 10 vết. Cảm giác vô lực, trên người bị cấm chế cho nên bất diệt huyền thể căn bản không phát huy được tác dụng. Thân thể bị từng đạo kiếm quang cắt vào da thịt. Lăng Thanh Tuyền khống chế lực đạo vô cùng tinh diệu, từng vết kiếm chỉ cắt vỡ ra thịt Lục Lâm Thiên, không làm tổn thương tới gân cốt.
Thế nhưng loại đau đớn này cũng khiến cho Lục Lâm Thiên kêu thảm thiết liên tục. Đau đớn không, đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Nghe Lục Lâm Thiên kêu thảm thiết, Lăng Thanh Tuyền cười nhạt, trường kiếm vung lên, mũi kiếm trực tiếp rơi vào trên gương mặt Lục Lâm Thiên. Mũi kiếm lạnh lẽo trượt trên mặt Lục Thiếu Du, Lăng Thanh Tuyền lạnh nhạt nói. Đồ vô sỉ nhà ngươi, thứ ta ghét nhất chính là khuôn mặt này của ngươi. Siêu! Thanh âm của Lăng Thanh Tuyền vừa dứt, mũi kiếm run lên, trên khuôn mặt Lục Lâm Thiên lập tức có cảm giác bỏng rát. Trên mặt xuất hiện một vết kiếm dài, máu tươi chảy ròng ròng. Nữ nhân đê tiện, chờ sau khi ngươi rơi vào trong tay bản công tử, ta sẽ khiến cho ngươi chết không được, sống không xong. Lục Lâm Thiên mắng to nói. Ta cho ngươi mắng. Ánh mắt Lăng Thanh Tuyền trầm xuống, một vết kiếm lần nữa hiện lên trên khuôn mặt Lục Lâm Thiên. Nữ nhân đê tiện nhà ngươi. Lục Lâm Thiên còn chưa nói xong, lại một đạo kiếm quang đánh xuống thân thể hắn. Ta chỉ xoa bóp ngươi. A, ta sẽ để ngươi cho ngàn vạn người cưỡi. Ngươi là đứa con rơi của người tuyết. Ngươi là hậu duệ của dân châu Phi với góa phụ đen, Black Window, đồ tiện tì mất cân đối âm dương. Ngươi còn biết làm gì ngoài đánh không? Nữ nhân độc ác như ngươi quả thực chính là một con độc xà trong lốt người mà. Ngươi chính là một tạp chủng. Suốt đời này sẽ chẳng có ai ngó ngàng tới ngươi đâu. A, à, ngươi A còng T-A-U-Y-E-N-S đi thăng phần trăm đô la. Từng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Từng thanh âm mắng mỏ cũng từ trong miệng Lục Lâm Thiên truyền ra. Tổ tông Lăng Thanh Tuyền đã bị Lục Lâm Thiên đào tới 18 đời. Lục Lâm Thiên mắng nửa canh giờ, không có một câu cầu xin nào khiến cho Lăng Thanh Tuyền tức giận tới mức nghiến răng nghiến lợi. Kiếm quang run lên, Lục Lâm Thiên thương tích đầy mình, máu tươi đầm đìa thế nhưng vẫn còn không ngừng mắng. Thậm chí càng mắng càng hưng phấn, thanh âm càng lúc càng lớn. Ngươi mà nói nữa ta sẽ ghét ngươi. Tròn nửa canh giờ Lăng Thanh Tuyền cũng có chút mệt mỏi. Nhìn toàn thân Lục Lâm Thiên dường như đã không có chỗ nào là không có vết kiếm, nghe tiếng mắng độc địa của Lục Lâm Thiên nàng tức giận tới nỗi trắng mắt, trên khuôn mặt vốn đã lạnh lẽo kia lúc này càng lên lạnh lẽo. Có bản lĩnh thì ngươi cứ chém thêm mấy kiếm, dù sao đi nữa ngươi cũng đã gắn với chữ tiện, ngày hôm nay nếu như bản công tử không chết thì ngày khác nhất định sẽ bán ngươi vào trong kỹ viện. Không! Bản công tử phải đem ngươi cho mấy đầu hắc tinh tinh mới được. Lục Lâm Thiên cười lớn, trên mặt tràn ngập máu tươi, vô cùng đáng sợ. Có lẽ hiện tại ngay cả La Lan Thị cũng không nhận ra được hắn nữa. La Lan Thị nếu thấy dáng vẻ đầm đìa máu tươi của Lục Lâm Thiên lúc này phỏng chừng sẽ bị đau lòng tới chết. Đồ vô sỉ, ngươi nghĩ rằng ta không dám ghét ngươi sao? Lăng Thanh Tuyền giận dữ nhìn Lục Lâm Thiên, ánh mắt bốc hỏa. Có bản lĩnh thì cứ ghét ta. Bằng không lần sau nếu như ngươi rơi vào trong tay ta thì sẽ không có kết cục tốt đâu. Lục Lâm Thiên cả giận nói. Lăng Thanh Tuyền lạnh lùng nhìn Lục Lâm Thiên, tức giận càng lúc càng lớn. Thế nhưng nàng đột nhiên lại cười nhạt, cơn tức giận trong mắt biến mất, nói. Hừ, ngươi muốn được chết sớm, giải thoát sớm sao? Ta sẽ không mắc mưu của ngươi, để ngươi chết bây giờ là quá tiện nghi cho ngươi. Bản tiểu thư còn chưa hả hận, ngươi cứ chậm rãi mắng đi. Ngày mai ta lại tới thu thập ngươi. Ngươi muốn chết sao? Nằm mơ đi. Nói xong Lăng Thanh Tuyền cũng không để ý tới Lục Lâm Thiên mà nghênh ngang rời đi. Phía sau nàng không ngừng vang lên tiếng chửi bới của Lục Lâm Thiên. Ngoài mật thất, Lăng Thanh Tuyền đóng cửa đá, ánh mắt nhìn về phía sau. Các ngươi trông chừng người trong mật thất, nếu như để hắn chạy thoát thì các ngươi biết hậu quả rồi đấy. Lăng Thanh Tuyền nói với hai đại hán vũ tướng mặc hắc bào bên ngoài cửa đá. Vâng, thiếu chủ. Hai người cung kính đáp, không dám ngẩng đầu lên. Lăng Thanh Tuyền liếc nhìn mật thất một cái nữa rồi mới chậm rãi rời đi. Trong mật thất, có lẽ đoán được Lăng Thanh Tuyền đã đi xa, lúc này Lục Lâm Thiên mới ngừng mắng. Ánh mắt trầm xuống, cảm nhận sự đau đớn toàn thân lúc này hắn không khỏi mỉm cười. Lục Lâm Thiên cũng không phải là kẻ biến thái, không phải muốn Lăng Thanh Tuyền đánh thêm vào trên người hắn mấy kiếm. Mà là khi kiếm đầu tiên của Lăng Thanh Tuyền đánh xuống Lục Lâm Thiên lập tức cảm giác được, trong sự đau đớn này, kinh mạch chung quanh vết thương lập tức có phản ứng, không tê dại như trước nữa. Chính vì phản ứng này khiến cho Lục Lâm Thiên mừng như điên. Chỉ cần thân thể có một tia chi giác thì hắn sẽ có cơ hội khôi phục cho nên mới cố ý chọc giận Lăng Thanh Tuyền. Mình đầy thương tích thế nhưng Lục Lâm Thiên cũng cảm nhận được chi giác của mình. Mặc dù vì chi giác hắn đã trả một cái giá khá lớn.
Lúc này thừa dịp cảm giác đau đớn vẫn còn, Lục Lâm Thiên lần nữa vận chuyển âm dương linh vũ quyết, trong lúc đau đớn này Lục Lâm Thiên rốt cuộc cũng có thể miễn cưỡng vận chuyển âm dương linh vũ quyết. Thành công rồi! Trong lòng Lục Lâm Thiên mừng thầm, trong cơn đau đớn hắn rốt cuộc đã nhìn thấy một tia cơ hội. Âm dương linh vũ quyết vận chuyển, sắc mặt Lục Lâm Thiên lập tức đại biến. Trên người khôi phục chi giác, có thể miễn cưỡng vận chuyển âm dương linh vũ quyết, thế nhưng đan điền lúc này đã bị nhuyễn cốt đan làm mềm nhũn. Căn bản không thể chứa đựng chân khí. Nói cách khác, hắn chỉ khôi phục được một chút chi giác mà thôi, không thể chứa đựng chân khí. Đổi một câu nói khác, tuy rằng hiện tại hắn khôi phục chi giác, thế nhưng vẫn không thể nhúc nhích. Thiên linh nhuyễn cốt đan này quả nhiên lợi hại. Lục Lâm Thiên đâu biết rằng thiên linh nhuyễn cốt đan này Lăng Thanh Tuyển phí không ít công phu làm ra để đối phó hắn. Cường giả vũ tôn cấp thấp ăn vào thiên linh nhuyễn cốt đan này đừng mong nhúc nhích. Cũng không biết là ai buồn chán nghiên cứu tạo ra loại đan dược này, không có một chút tác dụng nào. Tác dụng duy nhất chính là làm cho người ăn vào toàn thân vô lực, trở thành phế nhân mà thôi. Hóa ra là mừng hụt sao. Lục Lâm Thiên vô cùng bất đắc dĩ. Tại một cánh rừng xanh ngát, thi thoảng có một tiếng thú giống vang lên. Vô số phi điểu và dã thú kinh hãi từ trong rừng chạy loạn khiến cho bầu không khí trong cánh rừng có chút trầm trọng. Bọn họ có lẽ sắp tới rồi đúng không? Trong cánh rừng có ba thân ảnh đang ẩn giấu. Ba người này đều đeo mặt nạ, trên vai có cấp hiệu, không thể nghi ngờ ba người này chính là người trong cùng một tổ chức. Căn cứ vào tin tức của thiên địa các, bọn họ có lẽ sẽ đi qua nơi này trong vòng hai ngày nay. Một người trong ba người nói. Không biết là ai ủy thác thiên địa các ghét ba người này. Lần này không phải là chuyện nhỏ. Có người nói ba người này thực lực không cao. Thế nhưng ba người này lại có địa vị cực cao trong phi linh môn. Trong tay ba người này nắm một chuỗi cửa hàng phi linh môn. Nếu như ba người đồng thời chết đi, phi linh môn sợ rằng sẽ không để yên. Người thứ ba trong ba người nói. Ba người này tuy rằng đều mang mặt nạ, thế nhưng từ khí tức có thể nhận ra, ba người này không ngờ đều có tu vi vũ xuất lục trọng. Chúng ta chỉ tiếp nhận nhiệm vụ mà thôi. Nhiệm vụ hoàng cấp lục phẩm, thù lao cũng không ít. Sợ rằng thù lao của nhiệm vụ huyền cấp nhất phẩm cũng không hơn được bao nhiêu. Người thứ nhất mang mặt nạ nói. Nhiệm vụ lần này đủ để cho nhiều người động tâm. Nhiệm vụ hoàng cấp lục phẩm thế nhưng lại có thù lao cực kỳ mê người. Đồng thời còn cần ba trưởng lão hoàng cấp lục phẩm của địa các đi hoàn thành. Mà sau khi tiếp nhận nhiệm vụ này bọn họ mới biết được. Nhiệm vụ lần này không ngờ lại đánh ba trưởng lão của phi linh môn thanh danh hiển hách, mới quật khởi gần đây. Kỳ thực trong ba người này chỉ có Lục Tiểu Bạch kia có thực lực không kém mà thôi. Hai người khác không cần chú ý tới. Người ủy thác quả thực làm lớn chuyện a. Tên còn lại nói. Rốt cuộc cũng tới, đánh chết hai người kia trước, cuối cùng mới đánh chết Lục Tiểu Bạch. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng, nếu như bị phi linh môn phát hiện ra, sợ rằng bọn họ sẽ tra cứu việc này. Một khi tra ra thì chúng ta sẽ thảm. Một người trong ba người nhìn về phía trước, lúc này phía trước xuất hiện ba động. Phía xa có một đạo thú ảnh màu đen cấp tốc bay tới. Đây là một đầu yêu thú phi hành ngũ giai. Trên lưng yêu thú phi hành có bốn đạo thân ảnh. Trong bốn người có hai đạo thân ảnh xinh đẹp. Đạo thân ảnh phía trước thướt tha, thân mặc cung trang, trước ngực có một rãnh sâu, khuôn mặt thanh tú. Nữ nhân còn lại chừng 23, 24 tuổi. Trên người mặc một bộ cung trang màu xanh, bên trên có hoa văn nhàn nhạt. Thắt lưng được một cái đai ngọc khiến cho dáng người càng thêm yểu điệu. Mái tóc đen nhánh buộc ở phía sau, trên trán tóc mai tán loạn. Ánh mắt sáng sủa lại mang theo sự nhanh nhẹn. Có thể nói hai người này một người mang theo sự cuồng dã, một người cao quý, đều là nữ tử không giống bình thường. Mà hai nữ nhân này quả thực không phải là người thường. Người thứ nhất chính là Hoàng Đan. Người thứ hai chính là tiểu thư Lưu Gia Lưu Uyển. Trong bốn người còn có một nam nhân hèn mọn, một mập mạp. Trong mắt hai người bắn ra tinh quang, nam nhân mập mạp kia ánh mắt hầu như không nhìn thấy, hai mắt giống như luôn luôn híp lại, toàn thân tròn vo, nếu đá người này một cước tuyệt đối có thể lăn đi xa. Chỉ là hai người này tuy rằng nhìn qua hèn mọn thế nhưng khiến cho người nhìn không cảm thấy phản cảm, càng nhìn càng thuận mắt. Đặc biệt là người trong phi linh môn. Nhìn thấy hai người này cực kỳ nhiệt tình. Bởi vì hai người này nắm trong tay tài phú của toàn bộ phi linh môn. Đệ tử các đường muốn nhận được phúc lợi cũng cần hai người đồng ý. Đương nhiên, những năm gần đây phúc lợi phi linh môn càng ngày càng tốt cho nên khiến cho những sơn môn khác ước ao, đố kỵ không ngớt.
Bởi vậy địa vị hai người này trong Phi Linh Môn lại càng cao. Đương nhiên, hai nam nhân thoạt nhìn hèn mọn này ngoại trừ Lục Tiểu Bạch và Lưu Nhất Thủ ra thì không còn có ai khác. Lục Tiểu Bạch, ngươi được lắm. Hai người các ngươi ở trước mặt ta chàng chàng thép thép. Lần sau ta sẽ không đi cùng các ngươi nữa. Trên lưng yêu thú phi hành ngũ giai, Lưu Nhất Thủ ước ao nhìn bóng lưng Lục Tiểu Bạch và Lưu Uyển. Ánh mắt dường như bốc hỏa. Dọc đường đi hai người này không kiêng nể gì mà chàng chàng thép thép. Còn để cho hắn sống không đây? Lưu đường chủ, ta thấy ngươi cũng nên tìm một người đi. Hoàng Đan mỉm cười nói với Lưu Nhất Thủ. Hoàng Đan tiểu thư, ta cũng muốn tìm a. Thế nhưng không tìm thấy ai đẹp như Lưu Uyển đệ muội. Khi trước tiểu tử giảo hoạt Lục Tiểu Bạch này gạt ta đi thành Giao Hải rồi mang theo Lưu Uyển đệ muội nói chuyện yêu đương. Có trời biết, khi ta nhìn thấy Lưu Uyển đệ muội trong lòng cũng động tâm a. Là do ta hạ thủ chậm. Lưu Nhất Thủ không ngừng hối hận, giống như là khóc không ra nước mắt. Dám thối, khi trước ta có công sự cho nên mới mang theo Uyển Nhi và nhạc phụ của ta đi Thương Sơn phân đà tìm công tử. Là ngươi đố kỵ. Lục Tiểu Bạch hung hăng hôn một cái lên khuôn mặt như ngọc của Lưu Uyển. Cảnh tượng này nhìn vô cùng giống như củ cải trắng dành cho heo ăn trong truyền thuyết. Quả thực có chút khó coi. Tiểu Bạch, còn có người ở đây mà. Bị Lục Tiểu Bạch hôn một cái, Lưu Uyển lập tức trừng mắt nhìn Lục Tiểu Bạch rồi e thẹn cúi đầu. Cái gì ta cũng không thấy nha. Hoàng Đan mỉm cười, trong lòng không tự chủ được mà nhớ tới thân ảnh màu xanh kia. Đệ muội. Muội còn muội muội nào khác không? Biểu muội có không? Giới thiệu cho ta một người được không? Muội quả thực có một biểu muội, năm nay mới 18. Lưu Uyển mỉm cười nói. Lưu Uyển còn chưa dứt lời, hai mắt Lưu Nhất Thủ tỏa sáng, nói. 18 sao? Không còn nhỏ nữa, quả thực vô cùng vừa vặn. Lưu Nhất Thủ, ngươi đừng có mong, nếu như ngươi dám có ý đó thì ta sẽ trở về nói cho toa toa biết. Đừng tưởng rằng chuyện của ngươi và toa toa ta không biết. Nếu như ngươi dám thay lòng đổi dạ, ta thấy dùng tính cách của toa toa mà nói, sẽ lập tức cắt cái đó của ngươi. Lục Tiểu Bạch đắc ý nói, biểu muội của lão bà làm sao có thể đưa cho tiểu tử Lưu Nhất Thủ này a? Tục ngữ nói biểu muội là của tỷ phu, tuyệt đối không thể tiện nghi cho tiểu tử này. Lục Tiểu Bạch, ngươi ăn no rồi không biết nghĩ tới cảm giác của người đói a? Nhà đầu toa toa kia không phải ngươi không biết. Ta đánh không lại nàng, chạm cũng không cho chạm. Không biết là kẻ nào nói cho nàng biết nam nhân đều không có ai tốt, nếu chưa thành hôn thì không thể xxxx với nàng. Ta chỉ cần định chạm vào nàng là nàng lập tức mang bạch cung phụng ra uy hát tép ta. Ta nào dám a? Lưu Nhất Thủ đau khổ nói. Lưu đường chủ, toa toa là một cô nương tốt, đường chủ cần phải tốt với nàng một chút, bằng không ngay cả trưởng môn cũng không tha cho ngươi. Hoàng Đan mỉm cười nói. Cẩn thận, có biến. Lúc này Lục Tiểu Bạch đột nhiên nhíu mày nhìn về phía trước. Yêu thú phi hành cũng bỗng nhiên dừng lại, thân thể xoay quanh không trung. Ha ha, phản ứng quả thực không tồi. Chỉ tiếc các ngươi trốn không thoát đâu. Ngay lúc này trong rừng cây đột nhiên có ba đạo thân ảnh phóng lên bầu trời tạo thành thế tam giác đem bốn người vây lại. Nhìn thấy trên lưng yêu thú phi hành là bốn người chứ không phải là ba người khiến cho ba người vô cùng kinh ngạc. Thế nhưng nhìn thấy thực lực của Lưu Uyển, ba người này cũng không để ý nhiều nữa. Hóa ra là người địa các, có gì chỉ giáo? Lục Tiểu Bạch nhìn vào cấp hiệu trên vai ba người, vẻ mặt trầm xuống rồi nói. Lưu Nhất Thủ lúc này cũng thu hồi vẻ cười cợt của mình, vẻ mặt lập tức ngưng trọng. Hai nàng Lưu Uyển và Hoàng Đan cũng dùng ánh mắt cảnh giác nhìn vào trên người ba người. Không ngờ lại biết chúng ta là người của địa các, vậy ta cũng không ngại nói cho các ngươi. Chúng ta chỉ tiếp nhận nhiệm vụ mà tới. Người muốn ghét các ngươi không phải là chúng ta, chuyện này không liên quan tới chúng ta. Người bên trái nói. Tiểu Bạch, ba tên này có thực lực gì? Hình như có chút bất phàm. Lưu Nhất Thủ đi tới bên người Lục Tiểu Bạch rồi hỏi. Hắn có cảm giác thực lực ba người bất phàm, dùng thực lực của hắn không phải là đối thủ. Ba vũ xuất lục trọng. Lục Tiểu Bạch cảm nhận khí tức trên người ba người rồi lập tức nói với Lưu Nhất Thủ. Cái gì, ba tên này mới chỉ là vũ xuất lục trọng mà đã nghĩ muốn ghét chúng ta sao? Nghe Lục Tiểu Bạch nói, Lưu Nhất Thủ vỗ ngực thở dài một hơi, nhìn chăm chú vào ba người kia rồi nói. Ba người các ngươi hù chết Lưu Gia Gia rồi, còn tưởng các ngươi là vũ vương, ai ngờ lại là vũ xuất lục trọng. Ba trưởng lão địa các nghe Lưu Nhất Thủ nói vậy lập tức nhìn nhau,
có vẻ vô cùng nghi hoặc. Tên mập mạp vũ sư nhất trọng này không ngờ lại không đặt bọn họ vào trong mắt. Lưu Nhất Thủ, ta một người, người hai người, tốc chiến tốc thắng. Ánh mắt Lục Tiểu Bạch trầm xuống, mở miệng nói. Không thành vấn đề. Lưu Nhất Thủ nói xong, trong mắt có một cỗ tinh quang bắn ra. Lúc làm chính sự hắn vô cùng nghiêm túc, mấy năm nay trong phi linh môn Lưu Nhất Thủ đã sớm được rèn giũa, không phải là một tên côn đồ trên chấn thiên tinh khi trước. Lúc này hắn đã là một trong những người đứng đầu phi linh môn, cỗ khí thế không giận mà uy trên người hắn cũng khiến cho người khác không dám khinh thường. Động thủ. Cùng lúc đó, ba trưởng lão địa các nhìn nhau đồng thời đánh về phía Lục Tiểu Bạch, Lưu Nhất Thủ, Hoàng Đan. Tới tốt. Ánh mắt Lục Tiểu Bạch trầm xuống, chân khí thuộc tính hỏa nóng bỏng từ trong cơ thể bạo phát ra. Một tiếng quát lạnh lẽo vang lên, thân thể giống như một đạo thiểm điện trực tiếp bắn về một người trước mặt. Một cỗ chân khí SFNG hồn từ trong cơ thể tràn ra. Toàn bộ không gian run lên, mà khí tức trên người Lục Tiểu Bạch lúc này không ngờ cũng đã đạt tới vũ xuất lục trọng. Siêu siêu. Lúc này hai trưởng lão vũ xuất lục trọng còn lại của địa các cũng lao thẳng về phía Lưu Nhất Thủ và Hoàng Đan. Ánh mắt Lưu Nhất Thủ chằm xuống, trong con mắt nhỏ kia đột nhiên có tinh quang bắn ra. Thủ ấn trong tay được kết, khóe miệng hiện lên nụ cười nhạt. Ba đạo lưu quang từ trong nhẫn chữ vật của hắn bắn ra. Ba đạo lưu quang này vừa xuất hiện, ba cỗ khí tức sát phạt nồng nặc lan tràn ra chung quanh. Ba cỗ khôi lỗi màu đen xuất hiện trước mặt ba người Lưu Nhất Thủ, Hoàng Đan, Lưu Uyển. Ba cỗ khôi lỗi này đều cao hai thước, trên thân thể khôi lỗi có lưu quang lóe lên. Từ khí tức có thể nhận ra, ba cỗ khôi lỗi này đều là khôi lỗi cấp 6 cao giai. Ba cỗ khôi lỗi này chính là thủ đoạn bảo mệnh khi trước Lục Lâm Thiên giao cho Lưu Nhất Thủ. Ba cỗ khôi lỗi khi trước Lục Lâm Thiên đoạt từ trong tay thanh niên của thần kim các kia tuy rằng còn chưa đạt tới cấp 6 đỉnh giai, thế nhưng mỗi một đầu khôi lỗi một khi động thủ, đối phó với vũ xuất bát trọng tuyệt đối không thành vấn đề. Coi như là chống lại vũ xuất cửu trọng bình thường cũng có thể làm được. Bởi vì có ba cỗ khôi lỗi này trên người cho nên Lưu Nhất Thủ mới hoàn toàn không đặt ba người này vào trong mắt. Ngay từ đầu Lưu Nhất Thủ còn tưởng rằng ba người này là Vũ Vương, không ngờ chỉ là Vũ Xuất Lục Trọng. Vũ Xuất Lục Trọng Lưu Nhất Thủ đương nhiên không cần sợ hãi. Ba cỗ khôi lỗi vừa mới xuất hiện khí tức sát phạt tràn ra. Ba cỗ khôi lỗi này chính là nhân khôi cực kỳ khó dây vào. Ồ! Nhìn thấy ba cỗ khôi lỗi đột nhiên xuất hiện, hai trưởng lão địa các đang lao về phía Lưu Nhất Thủ, Hoàng Đan lập tức ngẩn ra. Cảm nhận khí tức trên người ba cỗ khôi lỗi. Ánh mắt hai người lập tức đại biến. Không tốt, ba cỗ khôi lỗi cấp 6 cao giai. Lúc này hai người đã bắt đầu hối hận khi tiếp nhận nhiệm vụ rồi. Ai có thể nghĩ tới trên người một vũ sư nhất trọng lại sở hữu ba cỗ khôi lỗi cấp 6 cao giai. Không chỉ một mà là ba, quả thực là hãm hại người khác mà. Con mẹ nó, các ngươi cho rằng bản đường chủ dễ bắt nạt sao? Ghét hai người này cho ta. Thủ ấn trong tay Lưu Nhất Thủ được kết. Lập tức mở miệng nói với ba cỗ khôi lỗi. Vâng, chủ nhân. Ba cỗ khôi lỗi đáp xong lập tức ầm ầm đánh về phía hai trưởng lão địa các. Trong đó có một cỗ khôi lỗi đánh về phía người bên trái. Hai cỗ khôi lỗi còn lại đồng thời đánh về phía người còn lại bên phải. Hai cỗ khôi lỗi đánh tới khiến cho sắc mặt trưởng lão địa các bên phải đại biến. Thân hình nhanh chóng thối lui, đồng thời chân khí trên người bạo phát. Một trưởng hung hãn lập tức được đánh về phía một đầu khôi lỗi trước người. Đối với một trưởng này, đầu khôi lỗi kia căn bản không thèm để ý. Quang mang trên người đại thịnh, tiếp theo, đầu khôi lỗi này cũng trực tiếp đánh ra một trưởng về phía trưởng lão địa các kia. Phanh! Trưởng ấn hung hãn của trưởng lão địa các kia vừa mới đánh ra lập tức va chạm với trưởng ấn của khôi lỗi. Một tiếng nổ vang vọng, thân thể người này trực tiếp bị đẩy lùi mấy chục thước. Mà đầu khôi lỗi kia lại không có việc gì. Phanh! Chỉ trong nháy mắt một đầu khôi lỗi thân thể như quỷ dị xuất hiện, không chút khách khí đem một đạo quyền ấn nện vào trên người trưởng lão địa các này. Khục khục! Không có một chút ngăn cản nào, hộ thân cương khí do người này bố trí lập tức vỡ nát, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Siêu siêu! Đồng thời một cỗ kình phong mạnh mẽ bắn tới. Đầu khôi lỗi kia cũng không dừng lại mà tiếp tục phóng tới người này. Năng lượng cường hãn như một cơn lũ từ trong cơ thể đầu khôi lỗi này bộc phát ra. Một đạo chảo ấn trực tiếp được bổ vào trên người vũ xuất lục trọng kia. Cạch cạch. Dưới chảo ấn, không gian khẽ run rẩy, con người người này co rút,
toàn thân trực tiếp hóa thành huyết vụ rơi xuống cánh rừng phía dưới. Sau khi đánh chết Vũ Xuất Lục Trọng này, hai cỗ khôi lỗi kia lập tức lao thẳng về phía trước. Ba cỗ khôi lỗi lập tức vây công trưởng lão thiên địa các còn lại. Ba cỗ khôi lỗi từ ba phía đánh tới, không gian bị kình phong làm cho rung động. Tiếng xé gió vang lên không ngừng, ba cỗ khôi lỗi cấp 6 cao giai trực tiếp phong tỏa không gian. Năng lượng bạo phát, ba đạo quyền ấn lập tức được đánh ra. Thanh âm chói tai vang vọng trong không trung, toàn bộ không gian liên tục run rẩy. Không xong. Ánh mắt người này biến đổi, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Ba cỗ khôi lỗi cấp 6 cao giai tương đương với ba vũ xuất bát trọng, thậm chí là vũ xuất cửu trọng vây công hắn. Hắn chỉ là vũ xuất lục trọng làm sao có thể là đối thủ. Trong lúc miệng thầm hô một tiếng không xong thì cũng chỉ có thể bố trí một đạo hộ thân cương khí. Oanh! Quyền ấn của ba cỗ khôi lỗi phân biệt từ ba hướng tạo thành thế tam giác đánh vào trên cương khí của vũ xuất lục trọng kia. Thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên, kinh khí cường hãn từ ba điểm tiếp xúc bắn ra. Không gian chung quanh xuất hiện vô số cái khe giống như mạng nhện không ngừng lan tràn ra chung quanh. Khục khục! Hộ thân cương khí bị nghiền nát, người này lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Dưới công kích mạnh mẽ như vậy lập tức mất đi sinh cơ. Ba cỗ khôi lỗi đánh chết hai người, ánh mắt Hoàng Đan không khỏi có chút sợ hãi, mang theo sự kinh ngạc nhìn vào Lưu Nhất Thủ. Trưởng môn quả nhiên cực kỳ coi trọng Lưu Nhất Thủ, không ngờ lại đem ba cỗ khôi lỗi cấp 6 cao giai giao cho Lưu Nhất Thủ này. Tiểu Bạch, người có muốn hỗ trợ hay không? Sau khi đánh chết hai vũ xuất lục trọng, Lưu Nhất Thủ đắc ý nhìn vào khuôn mặt đang khó coi tới cực độ của trưởng lão địa các đang đối phó với Lục Tiểu Bạch. Không cần, một vũ xuất lục trọng mà thôi, không thành vấn đề. Lục Tiểu Bạch lăng không mà đứng, trường bào tung bay, cũng coi như là khí thế bất phàm. Tuy rằng hắn không phải là đệ tử của Nam Thúc, thế nhưng quả thực đã trải qua sự dạy dỗ của Nam Thúc. Tuy rằng không có những con bài chưa lật mạnh mẽ như Lục Lâm Thiên, thế nhưng cũng vẫn có không ít con bài chưa lật. Con mẹ nó, mới chỉ là vũ xuất lục trọng mà đã muốn đối phó với chúng ta. Các ngươi quả thực quá tự đại, cho dù cả ba người các ngươi cùng nhau tới thì hôm nay cũng không chiếm được chỗ tốt nào. Lục Tiểu Bạch lạnh nhạt nói, thanh âm vừa dứt, ánh mắt lạnh lẽo, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh trường côn màu đỏ. Trên trường côn tràn ngập hỏa diễm, đây chính một kiện vũ linh khí huyền cấp đỉnh phong gần với địa cấp mà Lục Lâm Thiên đưa cho hắn khi trước. Cầm trường côn màu đỏ trong tay, quanh thân Lục Lâm Thiên trong lúc vô hình có vô số chân khí thuộc tính hỏa từ lỗ chân lông tràn ra. Hỏa diễm lập tức tràn ngập thân thể, khí thế quanh thân Lục Lâm Thiên cũng nhanh chóng tăng vọt. Kình Thiên Viêm Hỏa Côn. Lục Tiểu Bạch hét lớn một tiếng, bàn chân khẽ bước một bước. Vô số hỏa diễm từ dưới chân bạo phát ra, trong nháy mắt tràn ngập không gian to lớn, một cỗ năng lượng thuộc tính hỏa bàng bạc kéo tới. Bên trong hỏa diễm, Lục Tiểu Bạch giống như hỏa thần, thanh thế vô cùng kinh khủng khiến cho đám người Hoàng Đan, Lưu Nhất Thủ, Lưu Uyển líu lưỡi. Có thể câu động năng lượng trong thiên địa, dây rõ ràng là vũ khí huyền cấp trung giai. Đồng thời trường côn trong tay Lục Tiểu Bạch được đánh ra đem theo một đám tàn ảnh lớn. Hỏa diễm nóng bỏng đại thịnh, cuối cùng trực tiếp bao phủ không gian. Côn ảnh ngập trời khiến cho không gian vặn vẹo, nhiệt độ trong không gian đột nhiên tăng cao, giống như hơi nước trong không khí giờ phút này đều bị đun sôi. Cảm nhận sự biến hóa trong không gian, vũ xuất lục trọng của thiên địa các cả kinh. Thực lực của Lục Tiểu Bạch này không ngờ lại kinh khủng tới như vậy. Người này lập tức lùi về phía sau, hắn tự biết bằng vào thực lực của bản thân mình còn chưa thể chống lại được Lục Tiểu Bạch. Lục Tiểu Bạch này chỉ có tu vi vũ xuất lục trọng thế nhưng khi giao thủ hắn mới biết được. Thực lực bản thân của Lục Tiểu Bạch so với hắn còn mạnh hơn nhiều. Lại thêm vũ linh khí và vũ khí huyền cấp trung giai khiến cho hắn biết mình không phải là đối thủ. Nhưng mà vũ xuất lục trọng này hối hận cũng đã muộn. Côn ảnh ngập trời đánh xuống phong tỏa không gian chung quanh người hắn. Khí tức nóng bỏng từ bên trên tràn ngập ra khiến cho tên trưởng lão này cảm thấy lạnh lẽo. Phanh phanh. Toàn bộ không gian giống như vỡ nát, kinh khí nóng bỏng mang theo thanh âm bạo liệt giống như tiếng sấm vang vọng trong không trung. Khi tất cả trở lại bình thường thì vũ xuất lục trọng kia đã hóa thành mảnh nhỏ biến mất trong không trung. Thật mạnh. Lưu Nhất Thủ cảm thán. Thực lực của Lục Tiểu Bạch so với khôi lỗi bên người hắn còn mạnh hơn. Chúng ta nhanh trở lại Phi Linh Môn. Việc này sợ rằng không bình thường. Không ngờ lại có người dám xuất thủ với chúng ta. Phía sau sợ rằng còn có ý đồ khác.
phải mau chóng tìm chư vị cung phụng để thương nghị. Lục Tiểu Bạch thu hồi vũ linh khí rồi đáp xuống lưng yêu thú phi hành. Lần chặn ghét này đối với hắn mà nói, không tạo thành một chút ảnh hưởng nào. Thế nhưng điều khiến cho hắn chân chính lo lắng chính là người phía sau, chuyện này sợ rằng không đơn giản. Không biết là ai đang âm thầm đối phó phi linh môn ta? Hoàng Đan khẽ nói. Trong mật thất tối đen có không ít dạ minh châu phát ra ánh sáng nhu hòa. Vết máu trên thân Lục Lâm Thiên đã bắt đầu khô lại, thậm chí thoạt nhìn còn có cảm giác huyết nhục mơ hồ. Cảm giác ngứa ngáy, đau đớn khi vết máu đóng vảy khiến cho Lục Lâm Thiên cực kỳ khó chịu. Toàn thân tràn ngập cái cảm giác kia làm cho trong lòng Lục Thiếu Du lại hận Lăng Thanh Tuyền thêm một phần. Nữ nhân này quả thực vô cùng độc ác. Ầm ầm, mật thất hơi lay động, cửa đá mở ra, ánh sáng chiếu vào trong mật thất. Một thân ảnh mềm mại chậm rãi đi tới. Khi cánh cửa đóng lại, ánh mắt lạnh lẽo của Lăng Thanh Tuyền lần nữa rơi vào trên người Lục Lâm Thiên. Tư vị không dễ chịu đúng không? Sao không mắng tiếp đi? Lăng Thanh Tuyền nhìn Lục Lâm Thiên toàn thân là vết máu, khóe miệng nở nụ cười nhạt nói. Lẽ nào người bị mắng tới nghiện rồi sao? Lục Lâm Thiên nhìn nữ nhân như rắn rết trước mắt, ánh mắt tràn ngập hàn ý. Nếu như ánh mắt có thể ghét chết người mà nói. Lúc này Lăng Thanh Tuyền sợ rằng đã chết hơn chục lần rồi. Nhìn ánh mắt Lục Lâm Thiên, Lăng Thanh Tuyền không giận mà cười, dường như cực kỳ đắc ý, nàng ta nói. Sao nào, ngươi rất hận ta đúng không? Ngươi có tư cách gì mà hận ta? Ngươi lăng nhục ta, đối với ta như vậy, nếu có hận thì phải là ta hận ngươi. Tên đê tiện, vô sỉ, hạ lưu như ngươi hoàn toàn không có tư cách hận ta. Khi trước ta không nên cứu ngươi. Để cho yêu thú ăn ngươi thì tốt hơn, lợi oán trả ơn, tâm địa như rắn rết, ta cảm thấy hối tiếc vì sao khi trước lại cứu ngươi. Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Ngươi, ánh mắt Lăng Thanh Tuyền lạnh lùng, hung hăng đạp một cước vào trên tiểu phúc Lục Lâm Thiên. Đồ đê tiện, có bản lĩnh thì cắt 1000 kiếm trên người ta đi. Để xem ngươi còn có thủ đoạn gì khác không, nếu như ngươi rơi vào trong tay ta, ta nhất định sẽ khiến cho ngươi sống không bằng chết. Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Ngươi yên tâm, ta tự có thủ đoạn đối phó với ngươi. Nhất định sẽ khiến ngươi muốn chết không được, muốn sống không xong. Khi đó mới giải mối hận trong lòng ta. Trường kiếm lần nữa xuất hiện trong tay Lăng Thanh Tuyền, nàng lạnh lùng nói. Khi trước chính là hai tay ngươi động vào thân thể của ta. Trước tiên ta sẽ chém hai tay ngươi xuống. Lăng Thanh Tuyền nói xong đem trường kiếm gác lên vai phải Lục Lâm Thiên. Thanh âm mang theo sự châm chọc nói. Ngươi tiếp tục mắng đi, để xem ta có dám đoạt hai tay của ngươi hay không. Siêu siêu. Trong nháy mắt có mấy đạo kình phong phá không bắn tới. Một đạo thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện phía sau Lăng Thanh Tuyền, mấy đạo cấm chế được đánh xuống. Lăng Thanh Tuyền cảm nhận được bất thường phía sau, khi sắc mặt đại biến thì cũng đã chậm. Toàn thân nàng lập tức bị cấm chế. Ngươi chém đi, vì sao lại không chém? Tiện tỳ nhà ngươi. Thanh âm của Lục Lâm Thiên vang lên từ sau lưng Lăng Thanh Tuyền, cùng lúc đó thân ảnh Lục Lâm Thiên cũng xuất hiện trước mắt nàng. Nhìn thấy hai Lục Lâm Thiên giống nhau như đúc, toàn thân Lăng Thanh Tuyền tuy rằng không thể nhúc nhích, thế nhưng ánh mắt vô cùng kinh hãi. Lúc này Lăng Thanh Tuyền đang khiếp sợ tới cực điểm, quả thực không thể tin nổi, cho rằng bản thân mình hoa mắt. Đương nhiên đây chỉ là đại hồn anh của Lục Lâm Thiên mà thôi. Toàn thân Lục Lâm Thiên mềm oạt. Tuy rằng khôi phục chi giác nhưng lại căn bản không thể khôi phục thực lực. Thế nhưng điều này cũng không làm ảnh hưởng tới việc Lục Thiếu Du cởi bỏ cấm chế. Âm Dương Linh Vũ quyết vận chuyển một ngày là có thể cởi bỏ cấm chế. Nếu như đổi lại là người khác, cho dù cởi ra cấm chế cũng vô dụng. Một khi dùng Thiên Linh Nguyễn Cốt Đan mà nói thì đừng mong nhúc nhích. Nhưng Lục Lâm Thiên lại không giống như vậy. Ngay khi Lục Lâm Thiên tuyệt vọng, Lục Thiếu Du lập tức nghĩ tới đại hồn anh trong cơ thể. Bản thân hắn không thể khôi phục, thế nhưng chỉ cần cởi bỏ cấm chế thì đại hồn anh có thể tự do hoạt động, cũng tương đương với việc hắn khôi phục. Thậm chí dùng sát khí và tàn hồn trăm vạn năm bên trong đại hồn anh mà nói, một khi bất ngờ đánh lén tuyệt đối là lựa chọn không tồi. Vì vậy Lục Lâm Thiên không ngừng vận chuyển Âm Dương Linh Vũ Quyết, chậm rãi cởi bỏ cấm chế. Trước khi Lăng Thanh Tuyền tới hắn đã cởi bỏ được cấm chế. Đại hồn anh thoát ra ngoài ẩn nấp bên trong mật thất. Mà Lăng Thanh Tuyền nhìn thấy Lục Lâm Thiên, trong lòng không còn bình tĩnh cho nên không thể cảm giác được trong mật thất còn có Lục Thiếu Du thứ hai. Nói đi, giải dược Thiên Linh Nguyễn Cốt Đan ở đâu?
Chuyện thứ nhất Lục Lâm Thiên muốn làm chính là tìm giải dược của Thiên Linh Nguyễn Cốt Đan. Hắn không có thời gian dùng lại ở đây, dù sao đây cũng là địa bàn của Linh Vũ Giới. Không có, giải dược của Thiên Linh Nguyễn Cốt Đan căn bản không có ở trên người ta. Lăng Thanh Tuyền kinh hãi nhìn Lục Lâm Thiên trước mắt, ánh mắt bình tĩnh trở lại, hàm răng khẽ mở nói. Không nói sao, yên tâm đi, ta có rất nhiều thủ đoạn đối phó với ngươi. Lục Lâm Thiên nói. Hừ, ngươi cứ chậm rãi đối phó là được, nơi này là phân đà của Linh Vũ Giới ta. Dù gì ngươi cũng không thoát được, tốt hơn ngươi nên thả ta đi, chỉ ít ta cũng có thể để cho ngươi dễ chịu một chút. Bớt dằn vặn ngươi một chút. Lăng Thanh Tuyền nói. Thật không, vậy thì ta cũng không khách khí, trước tiên ta sẽ cởi y phục trên người ngươi, sau đó cũng vẽ vào trên người ngươi mấy trăm kiếm. Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn vào Lăng Thanh Tuyền, nghiêm túc nói. Vô sỉ, ngươi dám. Lăng Thanh Tuyền oán hận nhìn Lục Lâm Thiên nói. Ngươi nghĩ ta có dám hay không? Lục Lâm Thiên cười lạnh một tiếng. Xoẹt xoẹt. Lục Lâm Thiên nói xong, trực tiếp đem y phục trên người nàng xé rách tới bên hông. Một mảnh da thịt trắng nõn xuất hiện, bộ ngực trắng như tuyết, cao vót mà cứng rắn khiến cho kẻ khác thèm nhỏ dãi xuất hiện. Nhưng bộ ngực kia lúc này vẫn được một kiện á sigma viết thường lót màu tím bao phủ. Một cái bụng trắng nõn, trơn nhẵn được cái quần bên dưới bao phủ. Thế nhưng chỉ cần nửa người bên trên cũng đủ để khiến cho bất luận kẻ nào không thể giữ mình. Hoa mai trong mật thất lập tức nở rộ, cảnh xuân kiều diễm. A! À, Lăng Thanh Tuyền hét lớn một tiếng. Toàn thân không thể nhúc nhích cho nên không thể ngăn cản chuyện đang xảy ra. Sau khi lột nửa trên người của Lăng Thanh Tuyền, Lục Lâm Thiên cũng không có tâm tư thưởng thức, ánh mắt nhìn vào khuôn mặt Lăng Thanh Tuyền rồi nói. Nói, giải dược ở đâu? Trong nhẫn chữ vật của ta, tên vô sỉ nhà ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Lăng Thanh Tuyền phải thỏa hiệp, nàng biết Lục Lâm Thiên này chuyện gì cũng làm ra được. Nàng cũng thật không ngờ. Cho dù cẩn thận đề phòng thế nhưng nàng vẫn mắc mưu của Lục Lâm Thiên này. Lục Lâm Thiên không chút khách khí gỡ chiếc nhẫn chữ vật trong tay Lăng Thanh Tuyền. Tâm thần được ót vào, bên trong chiếc nhẫn chữ vật này không ngờ lại không có một đạo cấm chế nào, chỉ có linh hồn ấn ký của Lăng Thanh Tuyền mà thôi. Thủ ấn được kết, trong tay Lục Lâm Thiên lập tức ngưng tụ một cỗ linh hỏa. Dưới sự thiêu đốt của linh hỏa, Lục Lâm Thiên mất nửa canh giờ mới có thể đốt cháy linh hồn ấn ký trên chiếc nhẫn chữ vật này. Tâm thần rót vào, bên trong chiếc nhẫn chữ vật này có không ít vật phẩm. Ngoại trừ có không ít đan dược ra còn có vài bộ vũ khí huyền cấp cao giai, thế nhưng cũng không có vũ khí địa cấp.